Bác sĩ thiên tài, Tần Lạc. Tập 76. Chương 1391, xin lỗi, tôi rất bận. Người có tên, cây có bóng. Hoàng hậu ở Âu Châu có thanh danh rất lớn, đến nỗi có thể sánh vai với hoàng đế. Hơn nữa, bởi vì mục sư đã bại trong tay hoàng đế, hơn nữa trở thành nô bộc nhiều năm của hắn, cho nên mục sư trong tiềm thức liền cho rằng mình không thể là đối thủ của quân sư. Hắn am hiểu súng ống, nhưng trong xạ kích tầm xa vừa rồi không hề chiếm được bất kỳ tiện nghi nào. Vừa giao thủ đã bị quân sư cường thế ngã xuống đất ngã xuống đất. Điều này khiến hắn càng nảy sinh ý tưởng mượn thuốc nổ để tự bảo vệ mình. Vì thế, hắn một đường chạy như điên, dẫn quân sư tới địa điểm mà hắn giấu thuốc nổ. Trung thành là đáng quý, sinh mạng còn đáng quý hơn. Sinh tồn khó khăn như vậy thì còn nói gì tới thủ tiết cho nam nhân của hắn. Nghe thấy hắn nói ra một cách trắng trợn như vậy, quân sư khinh thường bảo, thật sự không biết người làm sao có thể trở thành chiến tướng của hoàng đế. Ồ, xem ra đánh giá của ngươi đối với hoàng đế thật sự là không tồi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng cách làm này của ta là sai lầm? Ngươi cảm thấy ta nên chết trận vì hắn. Ta không có quyền yêu cầu ngươi làm gì, nhưng ngươi cũng không thể yêu cầu ta không thể nhạo báng quyền lợi của ngươi. Quân sư nói, hoàng hậu tiểu thư, chúng ta tranh luận điều này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hiện tại, xin ngươi bỏ vũ khí trong tay xuống. Mục sư nói, nể mặt thượng đế, ta sẽ không tùy tiện ấn cái nút trong tay. Nếu ngươi không ngoan ngoãn nghe lời, ngươi, và những bằng hữu của ngươi trên đỉnh núi này đều sẽ phải chết. Chỉ ầm một tiếng thôi là đỉnh núi này sẽ không còn nữa. Ngươi ấn đi, quân sư nói. Thật ư, mục sư híp mắt lại, nụ cười trên mặt biến mất từng chút một. Danh bất hư truyền, hoàng hậu quả nhiên là đối thủ khó chơi. Nếu ta đáp ứng tất cả yêu cầu của ngươi, ta và ngươi có cơ hội đàm phán hay không? Chỉ sợ ngươi sẽ không chút do dự giết chết ta phải không? Quân sư nói, vả lại, chỉ có ta mới tạo ra được áp lực đối với ngươi, ngươi mới không dám khinh cử vọng động. Ngươi sợ chết như vậy, ta nghĩ, ngươi sẽ không tùy tiện đưa ra quyết định. Đúng không, ngươi nên hiểu rõ, vực sâu đang ở sau lưng ngươi. Người trước tiên bị nổ thành bụi phấn nhất định là ngươi. Mục sư do dự. Đúng vậy, hắn có thể mượn điều khiển từ xa trong tay để uy hiếp quân sư, nhưng, cô ta cũng đồng dạng có thể dùng điều khiển từ xa này để uy hiếp mình. Bởi vì, cô ta không muốn chết, mình cũng không muốn chết. Hoàng hậu tiểu thư, ngươi hiểu rõ ngươi đang làm gì không? Mục sư hung tợn nói. Biết, quân sư nói, ta hiện tại vô cùng tỉnh táo. Ngươi nên hiểu rõ. Ta không ngại trung thành với hoàng đế. Nhưng, nếu sự trung thành này phải kính dâng bằng sinh mạng của mình thì ngươi nhất định sẽ vô cùng do dự. Mục sư nghĩ nghĩ rồi nói, ngươi đi đi. Ta không đi, quân sư nói. Ngươi muốn gì? Mục sư nổi giận, bảo cô ta bỏ vũ khí, cô ta cự tuyệt. Bảo cô ta đi, cô ta vẫn cự tuyệt. Chẳng lẽ ngươi muốn ta, người cầm thiết bị điều khiển nổ phải chủ động đầu hàng ngươi ư? Thôi xin. Ngươi mới là phần tử khủng bố phải không? Nếu mình thật sự làm vậy, sẽ trở thành sự sỉ nhục của giới sát thủ. Giết ngươi, quân sư nói. Mục sư không còn gì để nói. Nữ nhân này thật sự là điên rồi, trong tay mình có điều khiển từ xa bom, cô ta chỉ cần khẽ có hành động là mình sẽ ấn, cô ta dựa vào gì để giết chết mình? Đúng vậy, lúc đó quả thực có thể giết chết mình. Nhưng, cô ta đồng dạng cũng chết. Ta biết ngươi không tin. Quân sư nói, cô ta tiến về phía trước một bước, nói, ngay cả bản thân ta cũng không tin rằng ta có thể làm được. Ngươi đương nhiên không làm được, ngươi còn dám tiến về phía trước một bước nữa thì ngươi sẽ chết. Mục sư cười nói, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống quân sư. Vậy cũng phải thử xem, vừa nói, quân sư lại tiến thêm một bước về phía trước. Nụ cười trên mặt mục sư cứng lại, nhìn chằm chằm vào giày trên chân quân sư, nói. Nếu ngươi còn dám tiến tới nữa thì ta sẽ ấn nút. Để chứng minh tính chân thật của những lời này, hắn giơ cao điều khiển từ xa lên không trung, để quân sư thấy rõ hắn tùy thời có thể ấn nút, mà quân sư cũng sẽ bị nổ thành thịt nát. Ta nói rồi, bom nổ thì ngươi cũng chết. Nhân sinh tuyệt vời như vậy, ngươi thật sự từ bỏ tất cả ư? Quân sư cười nói, sau đó lại nhấc chân. Đứng lại, mục sư quát lớn, hắn xem như đã nhìn rõ rồi. Nữ nhân này chính là muốn từng bước tiến gần mình, sau đó thì nhân cơ hội động thủ. Ngươi cho rằng ta là kẻ ngốc ư, há có thể để ngươi tới gần. Nếu chân của ngươi mà dám đặt xuống, ta sẽ lập tức ấn nút. Ngươi muốn giết ta, ta cũng muốn giết ngươi,
Một mạng đổi một mạng mới không thiệt, lui lại đi. Quân sư bất đắc dĩ chỉ phải chỉ đánh rụt lại cái chân đang giơ lên chuẩn bị đặt xuống. Nhìn thấy quân sư nghe theo, mục sư cũng thở phào, trong lòng nổi lên cảm giác vui sướng. Cô ta vẫn sợ chết, mục sư thầm nghĩ ở trong lòng. Chỉ cần cô ta có khuyết điểm, hắn sẽ có biện pháp để đối phó cô ta. Nhưng, quân sư lúc này lại động. Thân hình của cô ta nhoáng lên, như tia chớp lao về phía mục sư. Mục sư sợ quá, hắn không ngờ nữ nhân này đột nhiên làm ra hành động điên cuồng như vậy. Chẳng lẽ cô ta thực sự không muốn sống nữa ư? Làm sao bây giờ? Người đã bức ta như vậy thì ta. Mục sư quyết định, vì hoàng đế, vì tôn nghiêm, vì chết không thiệt, hắn chuẩn bị ấn cái nút khởi động bom, vực sâu. Thật sự phải chết rồi, hắn thầm nghĩ. Tiện nghi cho con điếm của hoàng đế đó rồi, hắn lại muốn nói. Sau đó, tay của hắn ấn lên cái nút. Hắn nhắm hai mắt lại. Hắn đang chờ đợi cú nổ của vực sâu. Hắn muốn nghe thấy tiếng nổ đinh tai khi đỉnh núi sụp xuống. Hắn muốn, mình ngày mai có thể lên trang đầu của báo Hoa Hạ, có điều chắc hy vọng không lớn, giới truyền thông của bọn họ nhất định sẽ đưa tin rằng đây là vì tiên nhân độ kiếp thành công, tiện thể mang luôn cả đỉnh núi nơi mình đã ngộ đạo lên trời luôn. Chỉ kỳ quái là, hắn nghĩ nhiều vậy rồi mà sao bom vẫn chưa nổ. Chẳng lẽ mình đã chết, cái chết quá nhanh, cho nên không cảm thấy vụ nổ. Chẳng lẽ, hắn mở to mắt, nhìn thấy núi này vẫn là núi, mây vẫn là mây. Mặt trời vẫn là mặt trời, nữ nhân cũng không biến thành nam nhân. Chỉ khác là, quân sư vừa rồi còn đang lao về phía hắn, hiện tại cô ta đã dùng dao kề lên cổ mình. Ta không chết, mục sư hỏi. Ngươi không chết. Bom không nổ, mục sư hỏi. Bom không nổ, quân sư nói. Sao có thể như vậy được? Mục sư nổi giận, bom, vực sâu, là sản phẩm thành công nhất của nước Mỹ, không phải là người Hoa Hạ các ngươi chế tạo. Sao có thể là hàng giả? Bom là thật, chỉ có điều ngươi không khởi động. Quân sư nói. Ta rõ ràng đã ấn nút rồi. Mục sư cúi đầu nhìn về phía tay mình, tay phải mà mình đang nắm chặt điều khiển từ xa. Sau đó, hắn trợn trừng mắt. Bởi vì, cổ tay phải của hắn đã bị chặt đứt, bàn tay cầm điều khiển từ xa của hắn không biết từ lúc nào đã rụng xuống mặt đất, bởi vì kinh mạch chưa chết hắn nên vẫn nhẹ nhàng co giật. Khi hắn cuối cùng hạ quyết định khởi động bom thì quân sư vào tới, chặt đứt cổ tay tay hắn. Thượng đế, mục sư kinh hô, tại sao có thể như vậy? Thượng đế, người vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Bởi vì ngươi sợ chết, quân sư, thượng đế sẽ không thích loại tín đồ người nhát gan như ngươi. Đúng vậy, mục sư sẽ bại bởi hai chữ sợ chết này. Nếu hắn vào lúc quân sư cất bước chân đầu tiên mà cho nổ bom. Vậy thì lúc đó tất cả mọi người đều sẽ chết. Nếu hắn ấn vào lúc quân sư cất bước chân thứ hai, tất cả mọi người cũng sẽ chết. Khi hắn lên tiếng ngăn cản quân sư bước thứ ba, quân sư nghe lời rụt chân về, khiến hắn buông lỏng cảnh giác. Hắn cho rằng người khác cũng sợ chết như hắn, không ai dám lấy mạng đổi mạng. Ba bước xong, khoảng cách giữa hắn và quân sư cũng được kéo gần lại. Chỉ cần xông lên nhanh là có thể tới nơi. Đã thoát khỏi phạm vi an toàn giữa hắn và quân sư. Thế là, quân sư vào lúc hắn buông bỏ cảnh giác phát động công kích, khi ngón tay của hắn chạm vào điều khiển thì một đao chém tới. Thật ra, nếu hắn khi ấn nút động tác nhanh hơn một chút, lực đạo lớn hơn một chút thì quân sư và mọi người trên đỉnh núi sẽ không còn cơ hội sống sót. Nhưng, hắn sợ chết. Vì thế, hắn phải chết, chỉ có một mình hắn chết. Ngươi thắng, mục sư nói. Bởi vì ta không sợ chết. Ta, mục sư còn muốn nói gì đó thì quân sư đã ngắt lời hắn, nói, xin lỗi, ta rất bận. Cổ tay run lên, yết hầu của mục sư nứt toác. Hắn còn mà nói gì đó, nhưng lại không phát ra được tiếng. Chỉ cảm thấy máu tươi ấm áp phun ra, giống như một dòng suối đỏ đẹp tuyệt. Chương 1392, huynh đệ của tôi đang nằm. Tôi nghĩ tới thì sẽ làm được, Tần Lạc trả lời. Đáp án rất chân thật thành khẩn, hắn nghĩ tới phải cứu Long Vương, sau đó dẫn hắn thoát khỏi công kích quyền đầu của Hoàng đế, vì thế liền làm được. Cho tới bây giờ hắn cũng không rõ vì sao lại như vậy, chỉ cảm thấy khi nguy hiểm ập tới tốc độ phản ứng của thân thể mình đột nhiên nhanh hơn, mà công kích của đối thủ lại biến thành thong thả. Không biết đây là vấn đề nhãn lực hay là vấn đề khai phá não vực, Tần Lạc cũng không có thời gian đi tìm bác sĩ xem giúp mình, cũng lo lắng mình sẽ trở thành chuột bạch bị người ta nghiên cứu. Vì thế, đáp án này vẫn rất mơ hồ,
Nhưng, những lời này lọt vào tai hoàng đến thì chính là tự tin, chính là cuồng vọng, chính là bá đạo, chính là không để hoàng đế hắn vào mắt. Bởi vì hắn thường xuyên dùng những lời như vậy để trả lời người khác. Cho nên, đột nhiên có người trả lời mình như vậy, khiến trong lòng hắn ngập tràn phẫn nộ. Từng sợi tóc đỏ của hắn dựng lên, giống như là vung cơ xí chiến đấu. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, nói, từ giờ trở đi, người là đối thủ của ta. Phó Phong Tuyết thoát lực ngã sấp xuống, Long Vương không còn sức chống cự, với hắn mà nói đã mất đi lạc thú chiến đấu. Giết chết bọn họ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà Tần Lạc liên tục vài lần tránh né công kích của công kích, khiến một quyền tất sát của hắn thất bại thì đã khơi dậy tính tích cực của hắn cực lớn. Từ rất lâu rồi, ngươi chính là kẻ địch của ta. Tần Lạc nói, khi quỷ ảnh ám sát thất bại lần đầu tiên, biết hắn là một trong những bát đại chiến tướng của Hoàng đế, hắn đã coi Hoàng đế là kẻ địch rồi. Lúc đó, hắn và Hoàng đế chưa gặp mặt, cũng chưa phát sinh xung đột trực tiếp. Nhưng Tần Lạc hiểu rất rõ, đây là kẻ địch trong số mệnh của mình. Ngươi tới tấn công ta đi, Hoàng đế nói. Hắn đã cảm nhận được năng lực tránh né thiên hạ của Tần Lạc, nếu hắn lại có năng lực công kích hơn tầm thường, nếu hắn cường đại như Phó Phong Tuyết và Long Vương, trận chiến đấu này lại càng thú vị. Không thể không nói, thằng ôn này trời sinh đã có khuynh hướng tự ngược. Ngươi nghĩ hay lắm, Tần Lạc nói. Luận tới bản lĩnh đơn đả độc đấu, hắn thúc ngựa cũng không đuổi kịp Hoàng đế. Ưu thế hiện tại của hắn là ở năng lực trốn tránh mạc danh kỳ diệu đó. Một khi đã như vậy, hắn sao có thể bỏ qua sở trường mà đánh bừa với người ta? Tần Lạc cũng không phải là một tên ngu xuẩn, lại càng không mang cái mạng nhỏ của mình đi mạo hiểm. Vậy thì để ta tới, Hoàng đế nói. Quyền đầu của hắn đột nhiên phát lực, sau đó thân hình như tia chớp bắn ra, một quyền đập về phía đầu Tần Lạc. Kinh phong ùa vào mặt, thổi cho tóc Tần Lạc bay tán loạn, thổi cho da thịt ở phần mặt của hắn vặn vẹo. Thổi cho mắt mũi của hắn nghiêng đi, khó mà nhìn được vật. Thuần tinh lực quyền. Một quyền không có danh xưng xưng, là tinh lực của bản thân Hoàng đế điên cuồng phóng thích ra. Hắn muốn dùng thực lực vô địch của mình để đánh bại Tần Lạc. Hơn nữa, sau lưng Tần Lạc chính là vách núi vạn trượng. Nếu hắn không thể tránh né một quyền này, có thể sẽ bị Hoàng đế đánh rơi xuống núi, biến thành một đống thịt nát. Nhanh! Nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Khoảng cách của Hoàng đế và Tần Lạc vốn không xa, sau khi hắn biết ưu thế của Tần Lạc chính là tốc độ, hắn càng muốn vượt qua ở phương diện này. Cho nên, hắn đề cao tốc độ của thân thể mình đến cực hạn. Vừa mới ra quyền, quyền đầu đã tới gần. Tới đi! Khi Tần Lạc nghĩ như vậy, thân thể hắn đã có phản ứng. Chân phải tiến về phía trước một bước, thân thể nghiêng đi, bộ vị này vừa hay là góc chết của công kích ở quyền trái của Hoàng đế. Trừ phi hắn đồng thời đánh ra hữu quyền hoặc là chuyển hướng tả quyền, bằng không hắn không thể công kích Tần Lạc. Hoàng đế lựa chọn chuyển hướng. Tả quyền mang theo tiếng gió rít, gào thét đánh sang Tần Lạc. Bất kể là như thế nào, một quyền này đều phải lập công. Hắn không thể để người ta né tránh lần thứ ba, hơn nữa lại là một tên gia hỏa vô danh. Nếu truyền ra thì sẽ thành trò cười cho kẻ khác. Hắn là hoàng đế không có gì không làm được. Hắn đã nhanh, nhưng Tần Lạc còn nhanh hơn. Trước khi cánh tay của hoàng đế cong lại, Tần Lạc cũng đã nhìn thấu hành động của hắn. Tay phải hóa quyền, một quyền đánh vào ngực của hoàng đế. Lực lượng của hắn không bằng Long Vương Phó Phong Tuyết, nhưng nếu bị hắn đánh trúng, hơn nữa vị trí trọng yếu như tim, dù thế nào cũng sẽ dẫn tới hậu quả tim vỡ hoặc là xuất huyết nhiều. Bù! Cô áp lực nên cạnh đột nhiên biến mất, loại cảm giác khiến cho người ta khó có thể nhúc nhích, giống như bị một cái lưới lớn bọc lấy lập tức biến mất. Hoàng đế thối lui, đứng ở chỗ cách một bước nhìn Tần Lạc với vẻ khó tin. Rất khủng bố! Rất thần kỳ! Người đó khi tránh né công kích của mình đồng thời không ngờ còn có thể ra tay phản kích, hơn nữa, nếu không phải mình lui về phía sau đúng lúc, không khéo hắn sẽ đắc thủ. Bị hắn đánh trúng tim, đây là khái niệm gì? Phải biết rằng, cho dù là Phó Phong Tuyết và Long Vương cũng không làm được. Bọn họ chỉ có thể đánh bừa với mình, nhưng không thể nào tìm được sơ hở của mình. Bởi vì tốc độ của bọn họ không bằng mình, kỹ xảo cũng không bằng mình. Lại bởi vì khí lực cũng không bằng mình, cho nên mới thất bại. Nhưng, Tần Lạc sao lại làm được? Hắn thật sự muốn kéo tay Tần Lạc hỏi một chút xem hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn sao lại có thể làm được, nhưng lo lắng sẽ bị Tần Lạc nhìn với ánh mắt khinh bỉ, đành phải cố nén xung động muốn bước lên hỏi. Rất khá, Hoàng đế tán thưởng,
xứng để trở thành đối thủ của ta. Đây là một câu ca ngợi cao nhất, trong mắt hoàng đế, trên thế giới này rất nhiều người chỉ là pháo hôi, không đáng để hắn phí sức ghi nhớ. Hiện tại, hắn không ngờ nói Tần Lạc đủ tư cách để trở thành đối thủ của hắn. Trong lòng Tần Lạc rất tức giận, muốn mắng một câu, nhưng ngươi không xứng làm đối thủ của ta, nhưng những lời tức giận này chẳng có ý nghĩa gì cả, hơn nữa mình cũng không vững dạ. Thế là, hắn chỉ có thể tức giận nhìn hoàng đế, nhưng lại không muốn nói chuyện với gã. Đánh với ngươi, so với đánh với hai lão già đó thì thú vị hơn nhiều. Hoàng đế liếm liếm môi, vẻ mặt hưng phấn. Hắn đánh nhau với Phó Phong Tuyết và Long Vương, là đánh một cách áp đảo, bức bách bọn họ sử ra toàn bộ thực lực, từ đó khiến mình chịu áp lực, sau đó có được khoái cảm. Lúc đó, tất cả đều được hắn nắm giữ. An toàn, nhưng cũng thiếu kích thích. Chiến đấu với Tần Lạc khiến hắn hoàn toàn không nắm chắc. Tương lai sẽ thắng hay thua thì ngay cả chính hắn cũng không biết được. Không biết, lại khiến cho người ta tràn ngập chờ mong. Thật sự hy vọng ngươi đủ mạnh. Hoàng đế nói, đến đây đi, đỡ thêm một quyền của ta. Lúc nói, thân thể hắn đã biến mất tại chỗ. Bên trái, bên phải, chính giữa. Ba đạo tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh đều là nắm đấm đập vào đầu Tần Lạc. Phong sát. Dùng tốc độ di động cực nhanh để phong tỏa phạm vi hoạt động của đối thủ, sau đó tiến hành đả kích trong phạm vi nhỏ. Có thể sử dụng một chiêu này đều là cao thủ trong cao thủ, ít nhất, tốc độ phản ứng và tố chất thân thể của hắn là siêu cấp biến thái. Quỷ ảnh có thể làm được, nhưng hắn có thể phong tỏa đối thủ, lực đán lại yếu hơn hoàng đế. Hoàng đế có thể làm được phong tỏa, lực đả kích lại mạnh đến nghịch thiên. Hắn vốn phong tỏa tứ phía, nhưng một mặt còn lại và vách núi. Hắn không có lý do đem thân thể của mình ra mạo hiểm. Hơn nữa, nếu mục tiêu phong tỏa của hắn lui tới vách núi, vậy thì hắn thắng rồi. Ngọn núi này bản thân hắn tự trèo lên, hắn biết nó cao tới trình độ nào. Đạo nào là thật, đạo nào là giả? Đối với Tần Lạc mà nói, đây là một vấn đề. Hơn nữa là một vấn đề rất nghiêm trọng. Đoán trúng, sống. Đoán sai, chết. Tần Lạc không đoán, hắn nhắm hai mắt lại. Mắt sẽ lừa người ta, nhưng cảm giác của hắn thì không. Phật! Thân thể Tần Lạc bị một cỗ đại lực thổi bay lên, giống như là con diều rứt dây bay trên trời một lúc rồi mới rơi xuống. May mà bay tới khu vực giữa ngọn vũ hóa, nếu là bay ra ngoài thì chỉ có đường chết. Nhưng, nếu bị đại lực của hoàng đế đánh bay, hắn phải bay về phía vách núi mới đúng, sao lại bay ra giữa? Anh bị hắn lừa rồi. Một nữ nhân hắc y đứng giữa Tần Lạc và hoàng đế. Mỗi một cái bóng của hắn đều là thật. Thì ra, hoàng đế đã nhìn thấu năng lực của Tần Lạc, cho nên dùng ba cái bóng để mê hoặc Tần Lạc. Mặc dù hắn nhìn thấu lộ số công kích của mình, nhưng, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, hắn cũng không thể tránh được mãi. Bởi vì hoàng đế mạnh hơn Tần Lạc, hơn nữa hắn lại có ở cả ba mặt. Trừ phi Tần Lạc lui về phía vách núi, nếu không sẽ bị quyền đầu của hoàng đế đập cho nát bét. Cô cũng tới rồi à? Tần Lạc kinh hỉ nói. Long Vương đi từng bước tới trước mặt Phó Phong Tuyết, đặt mông ngồi xuống đất, cười ha ha nói, ông bạn già, thế nào? Anh nói hai người bọn họ liên thủ có thể đánh thắng hoàng đế hay không? Phó Phong Tuyết không đoán, giọng nói mỏng manh, chú ý hình tượng. Hình tượng cái rắm, huynh đệ của tôi đang nằm, tôi không thể đứng nói chuyện với hắn được. Long Vương rất khinh thường nói. Chương 1393, đánh trọng thương hoàng đế. Thứ nói ra không phải là tình yêu. Thứ làm ra mới đúng. Viết ra cũng không phải là tình cảm, tâm linh ấm áp mới đúng. Long Vương và Phó Phong Tuyết đều là người không thích biểu đạt tình cảm của mình, mặc dù hắn coi ông là huynh đệ sinh tử, cũng sẽ không giống như người ngoại quốc nói ra như thế này huynh đệ, ta yêu ngươi, ta cũng yêu ngươi. Lại càng không kiểu như hai thằng đàn ông động tí là ôm nhau thơm má. Bình thường Long Vương và Phó Phong Tuyết rất ít câu thông, thậm chí trường kỳ không nói câu nào với nhau. Nhưng trong lòng bọn họ hiểu nhau rất rõ, bọn họ là huynh đệ. Là huynh đệ có thể dùng mạng để che chở lưng cho nhau. Tựa như Long Vương nói, huynh đệ của tôi đang nằm, tôi không thể đứng mà nói chuyện với hắn được. Y sẽ không từ trên cao nhìn xuống huynh đệ của y, ni sẽ vĩnh viễn giữ độ cao tương đồng với huynh đệ. Phó Phong Tuyết trong lòng ấm áp, nhưng sẽ không biểu đạt tình tự như vậy ra mặt. Ánh mắt của y buồn bã nhìn trời, nói, đây chính là tổ hợp mà anh một lòng bồi dưỡng ra à. Không sai, tôi đã nói từ lâu rồi, quân sư và Tần Lạc tổ hợp lại mới có thể chiến thắng hoàng đế. Long Vương vô cùng kiêu ngạo nói. Rất khó,
Phó Phong Tuyết nói. Ai khó? Tần Lạc, Phó Phong Tuyết nói. Tôi lại không lo cho Tần Lạc. Long Vương cười nói, hắn tựa hồ đã minh bạch rồi, phòng thủ đệ nhất thiên hạ không chỉ là phòng thủ cho mình, mà còn có thể bảo hộ người mà mình muốn bảo hộ. Vừa rồi hắn liên tục hai lần kéo tôi ra khỏi hiểm cảnh, đã chứng tỏ hắn có thiên phú ở phương diện này. Tôi lo lắng quân sư không có cách nào đỡ được công kích bạo lực của hoàng đế. Hắn quá mạnh mẽ, so với lần trước còn mạnh hơn. Là chúng ta già rồi, Phó Phong Tuyết nói. Chúng ta chưa già, Long Vương nói, chỉ là chúng ta đụng phải hoàng đế. Trừ hoàng đế ra, trong thiên hạ chúng ta muốn đi đâu thì đi. Ai dám cản ta, một trưởng đập chết. Hai chân của Long Vương có thể đứng thẳng lên, sự cuồng bạo lại thể hiện ra. Cỗ ngạo khí bế nghễ thiên hạ, dũng khí không để tất cả anh hùng vào mắt đó, cùng với khí phách một lời không hợp sẽ đại sát tứ phương đó được biểu hiện ra một cách không bị ước thúc. Hiện tại Long Vương mới là Long Vương, mới là Long Vương có thể bay cao ngoài 9 tầng trời. Quân sư so với Tần Lạc thì đáng tin hơn. Phó Phong Tuyết nói, cô ta có kỹ thuật, có năng lực, có sự thông minh, hơn nữa cô ta có độ bền. Phó Phong Tuyết sau khi nói mấy câu, hô hấp dần dần trở nên thông thuận. Nói chuyện cũng không phải cố sức như trước nữa. Cô ta có độ bền, có thể ứng phó với bất kỳ cục diện nguy hiểm na. Phó Phong Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua Tần Lạc, nói, muốn thắng, hắn chỉ phòng thủ là không đủ. Ai cũng bảo Phó Phong Tuyết thiện mưu chính là nói anh thông minh, nhãn quan tốt. Lần này tôi và anh cá với nhau, tôi cá Tần Lạc và quân sư có thể thắng. Tôi cũng cá bọn họ thắng, Phó Phong Tuyết nói. Anh thay đổi quan điểm. Tôi không muốn chết. Quân sư tới rồi. Khi Tần Lạc bị ba đạo tàn ảnh của Hoàng đế lừa gạt, ngay cả cảm giác thứ bảy cũng không thể nào vạch ra được một con đường an toàn cho hắn thì cô ta xuất hiện. Cô ta đỡ được một quyền đó của Hoàng đế, thân thể bị Hoàng đế đánh bay, đồng thời cũng thuận thế kéo Tần Lạc đi. Tần Lạc bay xa nhất, đứng ở vị trí bên ngoài nhất. Quân sư thì lui vài chục bước, đứng ở giữa Tần Lạc và Hoàng đế. Hiện tại, cô ta chính là lực lượng chủ yếu chiến đấu với Hoàng đế. Hoàng hậu, Hoàng đế híp mặt lại, cười kiểu đang nghiền ngẫm. Hắn cũng biết trong chốn giang hồ có rất nhiều lời đồn về hắn và Hoàng hậu, thậm chí còn có người nói Hoàng hậu sau khi thoát khỏi tay mình đã thần phục mình rồi trở thành nữ nhân của mình. Tuy rằng Hoàng đế cũng không công nhận cách nói này, cũng trong lúc vô ý nghe thấy những lời đồn này, nhưng, khi, bạn gái lời đồn, của hắn xuất hiện ở trước mặt hắn, tâm thái của hắn vẫn phát sinh một chút biến hóa. Tôi là quân sư không thể không đính chính lại vấn đề này. Danh hiệu hoàng hậu này so với quân sư của cô ta thì có danh tiếng hơn một chút. Đặc biệt là ở châu Mỹ và châu Âu, cơ hồ không ai dám tới trêu chọc. Nhưng, trong tiềm thức của cô ta không muốn cái tên này có bất kỳ liên quan gì tới mình. Không, cô là hoàng hậu, hoàng đế cười nói, hoàng hậu của ta. Không biết xấu hổ, Tần Lạc mắng thầm ở trong lòng. Quân sư cũng bật cười, dùng giọng điệu đùa cợt, tôi không thích nam nhân ngoại quốc. Thật ư? Tầm mắt của hoàng đế chuyển rời đến mặt Tần Lạc, hỏi, cô cảm thấy hắn thế nào? Quân sư cũng nhìn thoáng qua Tần Lạc, nói, không được tốt lắm. Nếu không là vì cô ta vừa mới cứu mình, Tần Lạc thật sự muốn xông lên tét mông cô ta. So với anh thì tốt hơn một chút, quân sư bổ sung. Vẻ mặt Tần Lạc tốt hơn, nhưng vẫn muốn xông lên tét mông cô ta. Ồ, thì ra cô thích nam nhân như vậy. Hoàng đế nói, nếu tôi đánh bại hắn, có thể khiến cô mất tình cảm với hắn không? Nếu hắn đánh bại anh thì tôi sẽ thích hắn hơn, quân sư nói. Thú vị, hoàng đế liếm liếm môi, nói, được rồi, chúng ta liền bắt đầu đi, hy vọng hai người có thể mang tới sự kinh hỉ cho ta. Nghe thấy hoàng đế nói bắt đầu, Tần Lạc vội vàng đi đến bên cạnh quân sư, đứng chung song song với cô ta. Tôi tấn công, anh phòng thủ, quân sư nói. Được, Tần Lạc gật đầu đồng ý. Cái này có thể coi là phân phối sở trường, nếu để mình chủ công, nói không chừng một quyền đã bị hoàng đế đánh bay. Chữ nược của Tần Lạc vừa mới thoát ra khỏi miệng thì quân sư đã xông lên. Quần áo bó màu đen vẽ ra những đường cong gợi cảm trên người cô ta, hắn cong lưng tiến tới, cái mông tròn trịa cũng hiện ra hoàn mỹ trước mắt Tần Lạc. Cô ta không hồ đồ dùng đầu để đối kháng với hoàng đế, đó là chuyện của nam nhân. Nữ nhân trên lực đạo có sự thiệt thòi về thiên tiên so với nam nhân. Cô ta biết nếu mình dùng quyền đấu với hắn thì còn lâu mới bằng. Lòng bàn tay của cô ta nắm một thanh chủy thủ, cô ta muốn dùng xảo kình để chiến thắng hắn. Vù! Lưỡi dao ánh lên quang mang, thân thể của cô ta nhảy lên,
chủy thủ đâm thẳng vào cổ hoàng đế. Một đao xẹt qua, máu văng năm thước. Muốn chết, hoàng đế cười to. Hắn đã sớm xúc lực đánh ra một quyền vào cổ tay quân sư. Nếu như đánh trúng, hắn đánh gãy cổ tay của cô ta. Nếu như vậy, trước tiên sẽ tiêu diệt được quân chủ lực của tổ hợp hai người này. Chỉ bằng vào một Tần Lạc chỉ biết phòng thủ, có thể gây khó dễ được ta ư. Hoàng đế giống như là Ultraman ngực có nguồn năng lượng, đứng ở dưới ánh mặt trời 2 phút là đầy năng lượng. Hắn chiến đấu với Phó Phong Tuyết, với Long Vương, với Giê-xu, với Ly, với Tần Lạc, hiện tại lại chiến đấu với tổ hợp gồm Tần Lạc và quân sư. Từ sáng sớm đánh tới buổi trưa, từ trời tối tới lúc mặt trời mọc, nhưng, cho tới bây giờ hắn vậy đầy nhiệt tình chiến đấu và kinh khí đầy người. Một quyền đánh ra, tiếng rít chói tai, kinh ý khắp nơi, không khí như lại bị xé rách. Ầm, quyền đầu của hoàng đế nện lên cánh tay của quân sư. Răng rắc, tiếng xương gãy truyền đến, một cánh tay của quân sư đã bị hủy diệt rồi. Cô ta không ngờ không né tránh, chiêu thứ nhất đã bị hoàng đế gây thương tích. Nhưng, đúng là vào này, dị biến đột sinh. Bù, chủy thủ trong cánh tay gãy của quân sư không hề rơi xuống, mà là không biết từ lúc nào đã chuyển sang lòng bàn tay trái. Bù, cô ta tay cầm chủy thủ, đâm thẳng vào tim hoàng đế. Đúng vậy, đây là một chiêu để kế dụ địch. Giết người 800, tự tổn 1000. Cô ta dùng cái giá là một tay bị gãy để đổi lại một đao đâm hoàng đế. Đây là cơ hội duy nhất của cô ta. Ngu xuẩn, hoàng đế cười lạnh, chẳng lẽ cô ta cho rằng như vậy có thể gây thương tổn được cho mình ư? Chẳng lẽ cho rằng như vậy có thể khiến mình mất đi phòng bị ư? Hắn lui về phía sau một bước. Chỉ cần một bước là có thể tránh được chủy thủ của cô ta. Keng! Phía sau lưng hắn bị một vật thể rắn chắc ngăn cản, không biết Tần Lạc đột nhiên xuất hiện ở vị trí mấu chốt này từ lúc nào. Vừa rồi hắn cảm thấy rõ ràng là sau lưng không có ai. Vì sao đột nhiên lại có thêm một người? Cũng đúng vào trong sát nào này, chủy thủ của quân sư đã đâm tới. Bù! Chủy thủ sắc bén xé nát da thịt, vạch ra một vết thương dài ở trước ngực hoàng đế. Thị đứt máu tuôn. Bắt đầu từ lúc Phó Phong Tuyết lấy được giọt máu đầu tiên của hắn, hoàng đế cuối cùng cũng lại bị thương. Trọng thương. Chương 1394, nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài. Cái gì gọi là phối hợp? Đây là phối hợp. Cái gì gọi là tẩu vị? Đây là tẩu vị. Năng lực phòng thủ đệ nhất thiên hạ rốt cuộc phải dùng như thế nào? Đây luôn là vấn đề mà Tần Lạc đang tự hỏi. Thông qua vừa rồi cứu Long Vương, hắn tìm được sự diệu dụng không chỉ có thể tự bảo vệ mình mà còn có thể bảo hộ người khác. Hiện tại, thông qua phối hợp với quân sư, hắn lại biết phòng thủ thật ra còn có một công dụng khác, chặn đường. Đúng vậy, khi đối thủ muốn gây thương tổn cho hắn, hắn luôn có thể tìm được một lộ tuyến trốn tránh thích hợp nhất. Đây là kỳ duyên mà trời ban cho, cũng là một loại bản năng của hắn. Vấn đề là, hắn tìm thấy lộ tuyến trốn tránh của mình, vậy có thể tìm thấy lộ tuyến rút lui của đối thủ không? Khi quân sư nói với hắn tôi công kích, anh phòng thủ, hắn liền bắt đầu tự hỏi vấn đề này. Nếu khi quân sư bức lui hoàng đế, hắn vừa hay chắn ở chỗ mà hoàng đế muốn lui, vậy thì chẳng khác nào sáng tạo ra cơ hội cho quân sư. Quân sư quả nhiên không khiến hắn thất vọng, kích thứ nhất đã không tiếc tự tổn hại một tay bức bách hoàng đế lui về phía sau một bước. Giao tình và sự phối hợp nhiều năm khiến Tần Lạc như được thần linh phụ thể, cực kỳ ăn ý nắm bắt được cơ hội quý giá lần này. Khi hoàng đế sắp lui về phía sau, Tần Lạc đã dự cảm được động tác của hắn. Vì thế, hắn chặn chỗ rất đúng. Trước khi hoàng đế lui về phía sau hắn vẫn là hư không. Khi hắn lui về phía sau, thì đã bị một pho tượng người ngăn cản. Vì thế, chủy thủ của quân sư đúng lúc đâm tới. Vốn quân sư muốn đâm vào ngực hắn, vết thương càng sâu thì càng có thể ảnh hưởng tới sức chiến đấu của hắn. Nhưng không ngờ là... Kình khí hộ thể của bản thân hoàng đế cực kỳ cường hãn, cô ta đâm mạnh nhưng không ngờ chỉ vạch ra một vết thương dài trên người hắn. Có điều, chiến quả này cũng huy hoàng rồi. Phải biết rằng, hoàng đế được tôn sùng là chiến thần châu Âu đã bao giờ khổ sở thế này đâu. Thân trên của hắn để trần, da thịt trơn bóng, chứng tỏ hắn trước giờ chưa từng bị thương. Nếu không thì chính là hắn cũng sử dụng sản phẩm vương bài phấn dưỡng da kim dũng của Khuynh Thành quốc tế. À! Hoàng đế thét lớn một tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi. Lần này, hắn bị thương thật, hơn nữa bị thương khá nặng, ngay cả thể chất quái thú của hắn cũng không thể chịu được.
ở trước ngực bị rạch ra một vết thương lớn, giống như là vỏ cây bị bong ra từng màng. Máu tươi lúc ban đầu đầu dọc theo đường bị rạch phá ứa ra, rất nhanh, bắt đầu phun ra ngoài. Hiển nhiên, động mạch chủ của hắn đã bị cắt đứt. Hỏa thần, hoàng đế la lớn. Người ngoài đều biết, hoàng đế trước giờ không mang dược phẩm chữa thương ở trên người, bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết. Hiện tại, hắn phải tìm hỏa thần để cầm máu mới được. Nếu không, để mặc cho nhiều máu như vậy chảy ra, mình kiểu gì cũng thành xác khô. Hỏa thần nghe thấy hoàng đế triệu hồi, nhưng hắn rất bận, căn bản không thể chạy tới được. Ly và đại đầu đang một tả một hữu vây công hắn, khiến hắn không có cơ hội bứt ra. Không đợi được sự chi viện mà mình cần, hoàng đế chỉ đành tự mình bẻ một cái móc khóa bằng đồng trên thắt lưng, bẻ vỡ ổ khóa, lấy chất lỏng màu đỏ bên trong nhỏ lên vết thương. Chất lỏng màu đỏ rất nhanh liền dung hợp với máu, sau đó cứ như là bốc lên phản ứng hóa học, bắt đầu xuất hiện đại lượng bọt. Sau đó, bọt bao trùm cả vết thương, máu ngưng chảy một cách thần kỳ. Đây là dược phẩm mà phòng thí nghiệm Aomo đưa tới, hoàng đế khinh thường sử dụng. Nhưng không ngờ lúc này lại trợ giúp rất lớn. Lực lượng thiên nhiên kết hợp hoàn mỹ với khoa học kỹ thuật mới là vô địch. Hoàng đế thầm nghĩ ở trong lòng. Lúc này, hắn đã không sợ mất mặt nữa rồi. So với chiến bại, chút sỉ nhục này có tính là gì? Không chỉ như vậy, hắn còn từ trong túi quần lấy ra một cái bình nhỏ màu lam. Hắn mở bình ra, sau đó đổ chất lỏng màu lam bên trong vào miệng. Hắn cần bổ sung thể lực. Hắn là hoàng đế, không phải thần. Chất lỏng màu lam vào miệng, mùi vị không tệ lắm. Mùi bạc hà, có tác dụng làm đầu óc tỉnh tỏa. Chất lỏng dung hợp với máu, sau đó chảy khắp toàn thân, thân thể hắn giống như được ngâm mình trong nước nóng 3 ngày 3 đêm. Cảm giác đau đớn ở ngực đã biến mất, cảm giác mệt mỏi trên người cũng hoàn toàn không còn. Giống như là mới sinh vậy. Hoàng đế vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía quân sư và Tần Lạc, nói, không thể không nói, các ngươi khiến ta bất ngờ. Nhưng nếu chỉ như vậy thì chưa đủ, chúng ta tiếp tục đi. Tay phải của quân sư run run rất khẽ, đó là vì đang cố chịu đau đớn. Cánh tay của cô ta bị hoàng đế một quyền đánh gãy xương, đau đến tận óc, nhưng cô ta lại không thể cứ vậy mà bỏ cuộc. Đúng vậy, không thể bỏ cuộc. Phó Phong Tuyết nói đúng, cô ta có năng lực, có kỹ thuật, còn có sự thông minh, quan trọng nhất là, cô ta có độ bền. Có thể chịu được khổ, có thể chịu được thương tích, có thể chịu được đau đớn, sau đó tìm cơ hội giành được thắng lợi cuối cùng. Nói trắng ra là cô ta có thể kiên trì hơn người khác. Sao rồi? Tần Lạc quan tâm hỏi. Nhìn thấy tay phải của quân sư đau tới mức không nhấc lên được, trên mặt lại cố vẫn duy trì sự chấn định, tim Tần Lạc khó chịu như bị kim đâm. Hoàng đế quá mạnh mẽ, tổn thất mà bọn họ phải chịu cũng quá lớn. Không sao, quân sư nói, tôi phòng thủ, anh công kích. Được, Tần Lạc đáp ứng. Lần này, hoàng đế không cho quân sư cơ hội tấn công. Hiện tại trạng thái của hắn đang tốt, thể lực đang thịnh, hơn nữa nộ hỏa cũng cần phải được phát tiết. Hắn phải đánh cho Tần Lạc và quân sư tan xương nát thịt. Đúng vậy, mục tiêu công kích lần này của hắn là Tần Lạc, bởi vì hắn cho rằng so với sự công kích vừa rồi của quân sư, tên Tần Lạc đứng chắn sau lưng mình còn đáng hận hơn. Nếu không phải hắn trong chớp mắt chặn ở phía sau, gã sao có thể bị quân sư đâm trúng ngực. Đối với hoàng đế mà nói, bị thương đã là sỉ nhục rồi. Tuy rằng hắn cuối cùng vẫn giành được thắng lợi. Rầm rầm rầm, hoàng đế đang chạy. Hai chân dẫm nát đá phiến, phát ra tiếng vang chói tai. Bất kể là tảng đá lớn hay là hòn đá nhỏ, chỉ cần bị chân hắn đạp chúng tất cả sẽ bị ép thành vụn. Nội kình phóng ra ngoài. Giống như là Phó Phong Tuyết trời mưa không cần ô, nội kình của hắn có thể nghiền nát đá. Lúc này, hắn cũng không sợ lãng phí thể lực. Giết, khoảng cách trong nháy mắt là tới. Hắn vung tay lên đập vào đầu Tần Lạc. Hắn muốn đánh vỡ gáo Tần Lạc. Tiếng gió lần này rất lớn. Không khí bị xé rách cũng rất nghiêm trọng. Hắn vung tay lên thậm chí có thể cuốn lên lốc xoáy, xoay tròn ập về phía Tần Lạc. Chạm vào cái là chết. Một bóng người màu đen vọt tới, thân hình của cô ta thon thả, nhưng lại kiêu ngạo, rất nhanh nhẹn, nhưng cũng rất quyết tuyệt. Phá! Quân sư la lớn. Cô ta giơ tay trái lên. Bắt tay nắm thành quyền hung hăng đánh về phía hoàng đế. Chiêu thức tự sát. Trong sát na này, Tần Lạc cũng động. Trong tay của hắn có thêm một cây ngân châm, dưới tình huống không khí chung quanh bị xé rách, cây ngân châm đó rất khó bị người ta phát giác. Hắn cầm ngân châm trong tay hung hăng đâm vào dưới sườn hoàng đế,
sau đó rất nhanh truyền vào một cỗ tử tinh khí. Thiêu Sơn Hỏa. Đây là châm thứ nhất của Thái Ất Thần Châm, cũng là một châm cơ sở nhất. Nhưng, nghĩa như tên, kinh khí của nó rất nóng, khi tiến vào thân thể người có thể mang tới tác dụng làm ấm thân thể. Mà cỗ Thiên Sơn Hỏa châm khí được Tần Lạc đẩy mạnh vào càng cực kỳ báo đạo, thoáng chốc đã làm nhiễu loạn khí tức của Hoàng đế. Khí tức loạn thì chiêu thức sẽ loạn. Quyền đầu của hai người đấu nhau, thân thể của quân sư bị đánh ra ngoài. Phốc! Hoàng đế phun ra một ngụm máu, nội phủ hỗn loạn, tim gan lộn tùng phèo. Hự! Tần Lạc tuy rằng dùng ngân châm đưa châm khí vào trong cơ thể Hoàng đế, nhưng cũng bị kình khí bá đạo trong cơ thể của hắn phản công bị thương. Ít hầu của hắn ngọt lịm, trong miệng cố ngậm một búng máu. Nghĩ thấy nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài. Vì thế, hắn xoay người nhổ vào mặt Hoàng đế. Chương 1395, đánh Hoàng đế thổ máu như điên. Phốc, Tần Lạc chua môi, thể hiện một tạo hình mà phi chủ lưu muội tử thường dùng khi chụp ảnh. Sau đó, trong miệng hắn cỗ máu ứ phun ra, trông giống như một dòng suối màu đỏ. Thân thể Hoàng đế vừa mới bị áp chế, vẫn chưa kịp có phản ứng. Bốp bốp bốp. Vì thế, trên đầu, trên trán, trên mặt, chóp mũi, ngực, và cả miệng, chỗ này khiến Tần Lạc cảm thấy vô cùng ghê tởm. Phun máu trong miệng vào miệng người khác, cứ như hai người bọn họ môi chạm môi vậy. May mà không phải là kiểu Pháp. Điên rồi. Hoàng đế điên cuồng rồi. Từ nhỏ đến lớn, hắn sợ nhất chính là bẩn. Lần đầu tiên hắn đi giết người, chính là vì hắn cảm thấy người kia rất bẩn. Sư phụ biến thái của hắn thưởng thức toàn bộ quá trình giết người của hắn từ đầu tới đuôi, cảm thấy hắn là một thiên tài giết người. Vì thế, liền mang hắn đi, sau lại liền có hoàng đế hiện tại. Hắn quần áo không dính bụi, chân không dính bùn, mỗi ngày đều tắm vô số lần. Cho dù là một sợi tóc của thuộc hạ rơi xuống trước mặt hắn, hắn cũng yêu cầu họ lập tức nhận lên rồi mang đi. Hắn không chỉ ưa sạch, là lại có một loại dấu hiệu ưa sạch thành bệnh. Hiện tại, tên tiểu tử kia không ngờ nhổ máu lên đầy mặt hắn. Giận, thật sự rất giận. Hắn thở hổn hển. Hắn nổi trận lôi đình. Hắn muốn vươn tay ra lau máu loãng trên mặt, nhưng hắn cảm thấy như vậy sẽ bẩn tay. Nửa người trên của hắn để trần, khăn tay không biết đã ném đi đâu rồi. Hỏa thần, hỏa thần, hoàng đế hét to, hắn muốn hỏa thần đưa cho hắn một cái khăn. Bởi vì hỏa thần là nô bộc thành tín nhất của hắn, không chỉ học tập phong cách hành sự của hắn, học tập cách ăn mặc của hắn, học kiểu tóc của hắn, còn học cả luôn dắt khăn trong người để tùy thời lau bụi dính trên người. Gọi cái con mẹ mày. Nếu hỏa thần có cơ hội lên tiếng, nếu hỏa thần biết nói tiếng Hoa Hạ, hắn nhất định sẽ trả lời như vậy. Hắn bị hai cao thủ vây công, một tả một hữu, một trước một sau, sinh mạng đang bị đe dọa ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao có thời giờ để đưa khăn lụa cho ngươi. Bị người ta nhổ một ngụm nước miếng bị chết à? Sao phải kích động thế? Bởi vì không nhận được câu trả lời, hoàng đế giận càng thêm giận. Đáng chết, cơ lũ chúng mày đều đáng chết. Trong ánh mắt màu lang của hắn đầy tia máu, tóc hắn dựng thẳng lên, trên mặt lấm tấm những vệt đỏ, giống như là mặt rỗ máu đỏ vậy, mặt thì vặn vẹo, hình tượng thong dong tao nhã đó đã không còn tồn tại nữa. Gừ! Hắn hét lớn một tiếng, hai tay nắm lại, chạy rầm rầm, lao về phía Tần Lạc. Không chết không ngừng. Đúng vậy, vốn hoàng đế chỉ muốn giết đám người Phó Phong Tuyết và Long Vương. Nhưng, trong lòng hắn sớm đã quyết định, nếu thực lực của mình không đủ, vậy thì để lần sau đánh tiếp với họ cũng được, không thể nào hy sinh vô ích ở đây được. Nhưng, tình huống hiện tại thì khác. Hắn rõ ràng đã ở trong thế yếu, tình huống hiện tại của hắn vô cùng nguy cấp. Dựa theo suy nghĩ của hắn trước đây, hiện tại có thể là thời cơ để chạy rồi. Nhưng, hắn không chạy. Hắn phải tiếp tục chiến đấu. Chiến đấu. Chết, hoặc là đối thủ chết. Trận chiến thứ hai, sách lược mà quân sư chế định là tôi phòng thủ, anh công kích. Thay đổi trình tự, tôi công kích anh phòng thủ, của lượt trước, lại vừa hay khiến hoàng đế rơi vào trong. Giống như cô ta đã đoán được trước hoàng đế sẽ thay đổi mục tiêu công kích, sẽ xuống tay với Tần Lạc. Chẳng trách mục sư biết đối thủ của mình là một vị tinh toán sư thì vẻ mặt ngưng trọng như vậy, bọn họ quả thực có chỗ độc đáo. Quyền thứ nhất quân sư phụ trách công kích, tay phải của cô ta đã bị phế bỏ. Quyền thứ hai, quân sư phụ trách phòng thủ, cô ta là giúp mình phòng thủ, cũng giúp Tần Lạc phòng thủ, vì thế lại tổn thất thêm một cánh tay.
Cũng chính vì loại tinh thần lấy mạng đổi mạng không sợ chết của cô ta mới khiến Tần Lạc có được cơ hội quý giá, lợi dụng ngân châm đưa kình khí vào trong cơ thể hoàng đế, dẫn hướng chảy của khí cơ trong cơ thể hắn, khiến khí huyết của hắn hỗn loạn, suýt nữa thì bị một quyền của quân sư đánh chết. Hiện tại, lượt thứ ba, hoàng đế lại tấn công. Càng bỏ mẹ là, mục tiêu lần này của hắn lại nhắm vào Tần Lạc. Hoặc có thể nói đây là may mắn. Bởi vì, hai cánh tay của quân sư đã bị hủy, căn bản là khó có thể chống đỡ được sự phản kích của hoàng đế. Hoàng đế tìm tới Tần Lạc so với tìm tới quân sư thì tốt hơn. Hiện tại, tiểu thụ nam Tần Lạc đã thành chủ lực chiến đấu. Cũng là cơ hội duy nhất để chiến thắng hoàng đế. Tốc độ của hoàng đế rất nhanh, đầu trước thân, lao lên như một cây đuối đang cháy rừng rực. Bù! Hắn đã đến gần. Rầm! Nắm đấm của hắn đều xuất hiện, một quyền dập vào đầu của Tần Lạc khác một quyền khác thì rụt vào người, tùy thời có thể tiến tới chi viện. Lần này, hoàng đế học khôn rồi, cũng trở nên cẩn thận hơn. Hắn lo lắng mình sẽ giống như lần trước, một quyền đánh hụt, lại cho người khác cơ hội phản kích. Hai quyền đầu của hắn đồng thời xúc lực, quyền thứ nhất đánh trúng mục tiêu, quyền thứ hai sẽ tiếp tục công kích tạo thành thương tổn lớn hơn. Nếu quyền thứ nhất thất bại, quyền thứ hai có thể tiếp tục phong tỏa đường lui của đối thủ. Kinh phong gào thét, thổi tóc Tần Lạc bay về phía sau, da thịt trên mặt cũng vặn vẹo. Đối với Tần Lạc mà nói, đây là người khiêu chiến nguy hiểm nhất. Nguyên nhân không ngoài gì khác, bởi vì đối thủ của hắn là hoàng đế. Hợp lại, quân sư hét to. Cô ta cũng chạy nhanh tới, khi còn cách Tần Lạc 2-3 thước thì đột nhiên bay lên trời. Thân thể xoay tròn, hai chân cũng xoay tròn cắt về phía lưng Tần Lạc. Kẹp cổ. Cô ta dùng hết khí lực toàn thân, dùng vũ khí công kích cuối cùng của cô ta để liều mạng với hoàng đế. Đây là một kích mạnh nhất của cô ta, cũng là một kích cuối cùng. Tần Lạc xoay người, né công kích của quân sư, sau đó ôm cái éo vẫn còn đang cấp tốc bay trên không trung của cô ta. Có lẽ rất mềm, có lẽ rất trơn, nhưng Tần Lạc hoàn toàn không nghĩ tới những điều này. Một quyền của hoàng đế đánh tới. Mục tiêu của hắn chính là miệng Tần Lạc, hắn muốn đánh nát cả đầu Tần Lạc, đánh cho miệng Tần Lạc thụt vào trong đầu. Toàn thân trên dưới của Tần Lạc, hắn hận nhất chính là cái miệng này. Tần Lạc trốn, đồng thời lúc trốn cũng mang theo cả quân sư. Quyền thứ nhất của hoàng đế thất bại, nhưng cũng không có nghĩa là Tần Lạc đã an toàn. Bù! Quyền thứ hai xúc mưu đã lâu của hoàng đế đột nhiên đánh tới, rất lặng lẽ. Kinh hiểm, quỷ dị, kích thích. Hoàng đế đồng thời ra quyền, không ngờ có thể sử ra hai loại quyền pháp phong cách bất đồng. Quyền thứ nhất mạnh mẽ uy mãnh, đại khai đại hạp, tiếng gió gào thét, kinh khí xé rách, giống như có khả năng hủy thiên diệt địa. Quyền thứ hai âm hiểm nhẹ nhàng, vung tay áo một cái, thậm chí không mang theo cả gió. Xuất thần nhập quỷ, giống như là cô hồn vất vưởng trong truyền thuyết. Tần Lạc suýt chút nữa thì ăn đòn, may mà cảm giác thần kỳ của hắn lại xuất hiện, hắn ôm quân sư xoay người, lại tránh được kích thứ hai của hoàng đế. Sau đó, hắn ném mạnh quân sư ra ngoài. Hai chân của quân sư lại dùng sức, vừa lên một cái thì một chân ra trước, một chân ra sau, quấn lấy cổ hoàng đế. Tinh thần của hoàng đế cực kỳ phấn chấn, hắn hét lên, đi gặp thượng đế đi. Hai tay của hắn đấm vào hai chân của quân sư, giống như là lúc trước muốn đám gãy cả hai chân của cô ta. Rầm! Hai chân của quân sư và song quyền của hoàng đế va vào nhau, còn chưa kịp đổi thành thức cắt chéo thì thân thể đã bay đi. Đúng vậy, một người dùng tay, một người dùng chân, một người hai chân chạm đất, một người ở trong không trung không thể mượn lực. Thảm bại như vậy là khó mà tránh được. Nhưng, Tần Lạc ở phía sau đã động. Đúng vậy, hắn luôn luôn đang chờ đợi cơ hội này. Hắn sau khi ra ngoài ném quân sư đi liền chạy theo sau quân sư. Quân sư bay thẳng, còn hắn vòng ra trước. Khi quân sư bị hoàng đế đánh bay, hắn đột nhiên vung quyền đánh mạnh vào xương sườn hoàng đế. Quyền đầu còn chưa tới nhưng quyền phong đã tới, hoàng đế cảm thấy xương sườn đau nhói. Hắn còn chưa kịp hiểu ra là chuyện gì thì quyền đầu của Tần Lạc đã đánh lên xương cốt của hắn. Rắc! Xương sườn của hoàng đế đã gãy, thân thể bay về phía sau. Đinh! Cùng lúc đó, một tiếng động rất nhỏ truyền tới. Bởi vì khi hoàng đế bay ngược ra sau động tĩnh quá lớn, tiếng động này rất khó bị người ta phát hiện. Nhưng Tần Lạc thì nghe rõ, đó là tiếng một cây ngân châm cắm trên tảng đá phát ra. Cây ngân châm này một mực bị Tần Lạc lưu lại trong, tỏa khí huyệt dưới sườn hoàng đế. Chương 1396,
trước kia yêu một người, như hình với bóng. Dầm. Sau khi hoàng đế ngã xuống đất, hai chân trượt dài trên mặt đất, dẫm cho đá nát vụn, cỏ gây gãy đứt, sau đó cuối cùng thì ngã lên một khối đá. Phốc. Ít hầu ngọm lịm, phun ra một ngụm máu. Đây là lần thứ hai hoàng đế phun máu. Trước kia, hắn chưa từng bị thương nghiêm trọng như vậy. Bị đâm vào tảng đá phía sau lưng, xương sườn càng đau hơn. Một quyền đó của Tần Lạc thực sự rất độc, khiến cho xương sườn của hắn gãy nát. Hắn thử hít một hơi, sau đó thì biến sắc. Xương sườn gãy mất ba cái, trong đó có một chỗ cực kỳ đau đớn, chỉ hơi dùng sức một cái là đau như bị dao cắt. Bộ vị đó còn có một lỗ thủng rất nhỏ, lỗ thủng đang nhỏ máu ra ngoài. Nếu như không nhìn kỹ thì chỉ sợ là rất khó phát hiện. Đúng vậy, đây là tỏa khí huyệt. Tần Lạc lần đầu tiên đâm ngân châm vào huyệt vị dưới sườn của hoàng đế, hơn nữa sau khi dùng châm pháp thiên sơn hỏa của Thái Ất thần châm đưa lực vào khiến kinh khí trong cơ thể hoàng đế tán loạn, hắn liền sử dụng thủ pháp đặc thù để đưa cả cây ngân châm vào tỏa khí huyệt của hoàng đế. Nhưng, hoàng đế là nhân vật khủng bố như vậy, nếu cứ vậy cắm vào, hắn chỉ cần vận hành kinh khí trong cơ thể là sẽ biết thân thể của mình không ổn, sau đó sẽ phòng bị hơn. Vì thế, Tần Lạc cũng rất không có phong độ nhổ máu lên mặt hắn. Quả nhiên, hoàng đế trúng chiêu. Hắn điên cuồng, hoàn toàn mất đi lý trí. Thậm chí hắn cũng không kiểm tra vết thương của mình, càng không cho mình một chút thời gian để vận hành kinh khí của thân thể. Hắn cứ như vậy vội vàng chạy tới, lúc đó Tần Lạc biết mình đã thành công một nửa. Nếu chỉ là thành công một nửa, vậy chứng tỏ vẫn còn khả năng thất bại. Trừ phi khiến cây ngân châm đó phát huy tác dụng vốn có. Bằng không, dù cắm vào cũng vô ích, đợi cho hoàng đế dụng quyền đầu đánh chết cả đám bọn họ, cây ngân châm đó sau cùng vẫn sẽ bị hắn lấy ra. Một nửa công lao còn lại tình lên đầu quân sư, có lẽ cô ta cũng không biết Tần Lạc đã động tay động chân ở trên người hoàng đế, có lẽ cô ta chỉ muốn tạo ra một chút thương tích cho hoàng đế. Nhưng, bất kể là như thế nào, cô ta dùng hai chân của mình để đổi lấy một lần cơ hội cho Tần Lạc. Tỏa khí huyệt là một huyệt vị rất kỳ quái, nếu không dẫn phát nó, cây ngân châm này có cắm ở bên trong 10 ngày nửa tháng cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng, một khi dẫn động, sẽ mang đến thương tổn cực kỳ nghiêm trọng. Xương sườn hoàng đế đột nhiên đau nhức, đó là kinh khí của quyền đầu Tần Lạc va chạm vào ngân châm bên trong tỏa khí huyệt. Khi quyền đầu của Tần Lạc đấm vào xương sườn của hắn, không chỉ đả thương da thịt và xương cốt, còn đánh cho ngân châm bên trong tỏa khí huyệt bay ra. Ngân châm đâm thủng huyệt vị bay ra ngoài. Cái này so với thương gân đoạn cốt còn nghiêm trọng hơn một chút. Đây cũng là nguyên nhân mà hoàng đế đứng không vững, thân thể khó có thể xúc lực. Sau khi phun ra một ngụm máu, ngực hoàng đế đã nhẹ đi một chút. Nhưng khuôn mặt vốn đã trắng của hắn cũng trở nên tái nhợt hơn, giống như người bị bệnh nặng mới dậy. Hoàng đế nhìn sườn mình một cái, rồi hỏi Tần Lạc, người đã làm gì? Nếu lúc này hắn vẫn chưa biết là Tần Lạc ra tay thì hắn cũng không xứng là hoàng đế. Ngân châm, Tần Lạc cười nói, ta là bác sĩ, cũng chỉ biết dùng mấy thứ này. Ngân châm, hoàng đế nghi hoặc hỏi. Sau đó, hắn bật cười, ha ha, ngân châm. Một cây ngân châm không ngờ đánh bại ta, uổng cho ta còn tự xưng là hoàng đế. Hiển nhiên, lần đông chinh này của hoàng đế quả thật bị đả kích không nhẹ. Tuy rằng hắn đã dùng thực lực đánh bại Phó Phong Tuyết Long Vương và quân sư là đủ để kiêu ngạo rồi, nhưng đối với hắn mà nói thì vẫn không đủ. Hắn không thể thất bại. Danh khí càng lớn lại càng không thể thất bại. Hiện tại, đến phiên ta tấn công, Tần Lạc cười nói. Ngân châm đâm phá tỏa khí huyệt của hoàng đế, Tần Lạc không còn sợ hãi hắn nữa, bởi vì hắn không thể nào để khí được nữa. Không thể dùng kinh khí, chỉ có thể dựa vào man lực của thân thể thì làm sao mà phát huy ra được thực lực. Ít nhất, Tần Lạc vẫn có lòng tin giành được thắng lợi cuối cùng. Đến đây đi, hoàng đế cố gắng đứng thẳng người. Ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, nói, dùng toàn bộ lực lượng của ngươi để giết ta đi. Nhất định sẽ không để ngươi phải thất vọng, Tần Lạc nói. Đối thủ của ma thuật sư là Hồng Phu, sau khi Hồng Phu cướp con tin Lệ Khuynh Thành đi, cô ta liền một lòng muốn giết chết ả. Ngắn một tấc thì hiểm một phần, đài một tấc thì mạnh một phần. Văn minh côn trong tay ma thuật sư có thể duỗi có thể co, vũ khí trong tay Hồng Phu là trường tiên có thể mềm cũng có thể cứng. Hai loại vũ khí này có hiệu quả như nhau, chúng đều có thể thu lại để cận chiến, cũng có thể bác sát cự ly xa. Vì thế, hai người lúc xa lúc gần, chiến đấu càng kịch liệt. Hồng Phu là loại nữ hài tử tính tình cực kỳ quật cường,
khi một nữ nhân xinh đẹp nổi đoá với cô ta cũng xuống tay không chút lưu tình. Bù! Trường tiên trong tay hóa thành một con linh xà, giống như tia chớp đánh úp về phía ma thuật sư. Cần câu cá phía sau ma thuật sư gẩy một cái, trước tiên bị cô ta gạt sang một bên. Bù! Văn Minh Côn nhắm chuẩn Hồng Phu rồi đột nhiên đâm ra, đầu nhọn đó nhắm vào ngực Hồng Phu. Một khi bị đâm trúng, nhất định sẽ đâm xuyên. Hồng Phu điểm mũi chân, thân hình nhảy lên cao. Sau đó trường tiên rung lên, cái roi mềm mại biến thành một cây trường thương đâm thẳng vào đầu ma thuật sư. Hồng Phu không né tránh, mà lựa chọn đấu pháp lưỡng bại câu thương. Ma thuật sư cuối cùng đành lựa chọn bỏ cuộc, cô ta đang tác chiến trên sân khách, cô ta không muốn chết. Hừ, kẻ nhát gan, Hồng Phu khinh thường nói. Ma thuật sư không đáp lại, lui về phía sau một bước, thay đổi tư thế rồi lại lao lên. Đây không biết là lần chiến đấu thứ mấy của họ, nhưng lại một mực dây dưa đến giờ vẫn không có kết quả. Sàn chiến đấu của họ là ở chính giữa ngọn vũ hóa, là vị trí an toàn nhất của ngọn vũ hóa. Từ thực lực mà nói, ma thuật sư mạnh hơn một bậc. Nhưng mỗi khi cô ta sử ra sát chiêu thì Hồng Phu sẽ rất vô sỉ sử ra chiêu thức lấy mạng đổi mạng, công kích của cô ta cũng vô công mà phản. Càng đánh tiếp, trong lòng ma thuật sư càng sốt ruột. Bọn họ tác chiến trên sân khách, mau chóng giải quyết chiến đấu rồi rời khỏi nơi này mới là vương đạo. Nhưng, cho tới bây giờ hoàng đế vẫn chưa giành được thắng lợi, phía bọn họ cũng chỉ có thể bị vây trong trạng thái giằng co. Khi chiến đấu đang hăng thì cô ta nghe thấy hoàng đế gọi to hỏa thần. Tiếng thở hổn hển, đây là tình tự mà cô ta chưa bao giờ cảm nhận được ở hoàng đế. Hoàng đế bị thương, cô ta kinh hãi. Hoàng đế sao có thể bị thương? Sao có thể bị thương? Cô ta nhân lúc rảnh tay liếc một cái, quả nhiên nhìn thấy tình huống của hoàng đế vô cùng không ổn. Sau đó, cô ta dẫn Hồng Phu di động một cách có ý thức về phía chiến trường của hoàng đế. Khi cô ta nghe thấy hoàng đế nói với Tần Lạc, dùng toàn bộ lực lượng của ngươi để giết ta đi, thì không khỏi tâm thần đại chấn. Đây là ý gì? Chẳng lẽ hoàng đế cho rằng mình sẽ bại? Khi cô ta thấy Tần Lạc nằm quyền lao về phía hoàng đế, mà hoàng đế thì nhắm mắt lại, ma thuật sư đã không thể giữ được bình tĩnh. Văn Minh Côn trong tay cô ta lại duỗi ra, bước lui Hồng Phu hai bước, sau đó xoay người chạy về phía hoàng đế. Cứu người! Bất kể là như thế nào cô ta cũng phải bảo vệ hoàng đế. Thân hình động, roi của Hồng Phu lại đâm tới. Hiển nhiên, cô ta sẽ không để mình thoát khỏi chiến trường. Bốp! Sau lưng cô ta trúng một roi. Cô ta không né tránh mà cắn răng chịu được. Tiếp tục chạy, muốn lao tới trước khi Tần Lạc ra tay. Tuy rằng cô ta không biết hoàng đế đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô ta biết tình huống của hắn nhất định vô cùng không ổn. Bốp! Roi của Hồng Phu run lên, lại quật một cái vào lưng cô ta. Thân thể của cô ta lảo đảo, nhưng không thay đổi lộ tuyến chạy, càng không có ý tứ đỡ hoặc là phản kích. Thời gian rất quý giá. Nhìn thấy mình vẫn không thể giữ ma thuật sư lại, trong lòng Hồng Phu có chút không hài lòng. Cô ta dùng kình khí để đâm trường tiên, sau đó, mũi chân điểm lên mặt đất, thân thể liền bay lên trước. Giết! Roi đâm vào cơ thể, cơ hồ đã dâm xuyên người ma thuật sư. A, ma thuật sư thét lớn một tiếng. Nhưng, điều này cũng chỉ ảnh hưởng một chút tới tốc độ của cô ta. Cô ta lại chạy, kéo người ra khỏi mũi roi. Máu tươi phun ra điên cuồng, sau đó máu nhanh chóng nhuốm đỏ cả áo khoác màu đen trên người cô ta. Cô ta chạy nhanh, nhưng Tần Lạc công kích còn nhanh hơn. Chết đi, Tần Lạc lớn tiếng quát to. Hắn muốn giết người, giết chết hoàng đế danh chấn châu Âu, giết chết hoàng đế vô địch thiên hạ. Tình tự của hắn rất kích động, tâm tình của hắn rất sung sướng, không thể không quát to một tiếng để phát tiết. Một quyền bình thường nhất, cũng là một quyền mạnh nhất của Tần Lạc. Rầm, ngực hoàng đế trúng quyền, thân thể bay ngược về phía sau. Mà phía sau hắn chính là vách núi vạn trượng. Ma thuật sư cuối cùng cũng chạy tới ven vách núi, nhìn hoàng đế từ trên cao rơi xuống, cô ta không chút do dự nhảy xuống theo. Sau đó, cô ta ôm chặt lấy thân thể hoàng đế. Hai người cùng nhau rơi xuống. Cô ta không đau thương, mặt vẫn mỉm cười. Trước kia yêu một người, như hình với bóng. Hiện tại yêu một người, ôm vào lòng. Chương 1397, đỉnh vũ hóa nổ tung. Nhảy xuống núi. Tần Lạc cơ hồ không tin nổi vào mắt mình. Với sự hiểu biết của hắn về hoàng đế, nam nhân kiêu ngạo như hắn mặc dù chiến bại cũng nên bỏ chạy, nghỉ ngơi dưỡng sức rồi tái chiến mới đúng. Đương nhiên.
khi chạy trốn đồng thời cũng tuyên bố tin tức ra ngoài rằng Phó Phong Tuyết và Long Vương chẳng ra gì cả, mình từ vạn dặm xa xôi chạy tới Hoa Hạ mà bọn họ không ngờ lại trốn tránh không dám đánh. Tần Lạc cảm thấy mình cũng là một người vô cùng kiêu ngạo như hoàng đế, nếu hắn hôm nay đứng ở lập trường của hoàng đế, hắn cũng sẽ lựa chọn như vậy. Nhưng, lựa chọn của hoàng đế lại nằm ngoài dự liệu của hắn. Trước khi Tần Lạc đánh ra một quyền cuối cùng, hắn cơ hồ đã hoàn toàn từ bỏ chống cự. Có lẽ hắn cũng muốn chống cự, nhưng tỏa khí huyệt đã bị hủy, hắn không thể dồn được kinh khí trong thân thể. Trưởng của nhục thân sao có thể chống đỡ được một quyền bao gồm đủ tinh thần lực của Tần Lạc. Một quyền đó của Tần Lạc đánh trúng ngực hoàng đế, toàn bộ thân thể của hắn đều bị đánh bay lên không trung. Điều này khiến cho Tần Lạc vô cùng thất vọng. Nếu hoàng đế phản kháng một chút, chỉ hơi phản kháng một chút, cảm giác thành tựu trong lòng hắn cũng sẽ mãnh liệt hơn một chút. Xử lý hoàng đế, Tần Lạc lại không tìm thấy bất kỳ khoái cảm nào. Hắn cảm thấy người này rất không nói nghĩa khí, mặc dù thân thể anh không thoải mái, cũng phải làm bộ rên rỉ vài tiếng chứ. Đúng vậy, hoàng đế cứ vậy trầm mặc để hắn đánh bay, ngay cả kêu một tiếng cũng không có. Càng làm cho Tần Lạc giật mình là ma thuật sư không ngờ phi thân cứu chủ. Với sự hiểu biết của Tần Lạc về bát đại chiến tướng của hoàng đế, những người này bởi vì đủ loại nguyên nhân và lý do mà nương tựa hoàng đế, nương tựa vào cường giả. Nhưng, nói đến nguyện ý lên núi đao xuống biển lửa vì hắn thì đơn thuần là nói suông. Nếu bọn họ thật sự trung thành như vậy thì quỷ ảnh và ngọc nữ cũng sẽ không phản bội. Hành vi của ma thuật sư không thể không khiến hắn nhìn với cặp mắt khác, bởi vì cô ta quả thật đã nhảy xuống. Hành động so với một vạn câu nói thì càng có sức thuyết phục hơn. Trong lòng Tần Lạc đột nhiên tràn ngập bi ai. Thiên kiêu một đời, hoàng đế vương giả cứ vậy tiêu tùng. Ồ, Tần Lạc đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Bởi vì, phía sau hoàng đế và ma thuật sư đang rơi xuống rất nhanh đột nhiên bung ra một tấm vải đen cực lớn, bọc lấy toàn bộ thân thể bọn họ, từ trên cao nhìn xuống, từ đỉnh vũ hóa đã không thể nào nhìn thấy được thân thể của họ. Miếng vải đen bung ra rất nhanh, sau đó bị không khí thổi căng lên, giống như là một cái ô màu đen vậy. Chẳng trách ma thuật sư có thể xả thân nhảy núi cứu chủ. Thì ra miếng vải đen trên người cô ta không phải là vật phàm. Nó có thể chịu được lực xé rất lớn mà không rách, có thể biến thành dù. Sớm biết như vậy, Tần Lạc đã không đẩy hắn xuống núi. Vốn còn muốn giúp Long Vương báo thù rửa hận, ai bảo hắn vừa rồi muốn đẩy Long Vương xuống núi. Tần Lạc hoài nghi hai người bọn họ tính toán rất kỹ, cố ý muốn để mình đánh hắn bay xuống núi. Còn nói cái gì ngươi dùng hết sức giết chết ta đi, đồ lửa đảo. Tất cả nam nhân đều là kẻ lừa đảo. Tần Lạc càng nghĩ càng giận, sau đó la lớn, mau nổ súng. Mau nổ súng. Chỉ cần bắn thủng miếng vải đen đó, nó sẽ không có cách nào cản được không khí, sẽ gia tăng tốc độ rơi của họ. Súng Giê-xu đã sớm được móc ra, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ thu lại. Bọn họ ở lưng chừng núi mới bung dù, lúc đó đã cách đỉnh vũ hóa rất xa. Nếu bọn họ vừa nhảy đã bung dù thì chỉ sợ dù đã bị rách thành mảnh nhỏ rồi. Bọn họ chạy rồi, Hồng Phu nói, trên mặt đầy vẻ tiếc nuối. Lần này không thể lưu lại hoàng đế, về sau muốn lưu lại thì rất khó khăn. Đây đã là thu hoạch lớn nhất rồi. Phó Phong Tuyết đi tới, cười ha ha nói, lần này có thể đả bại hắn, lần sau cũng có thể. Có điều, Tần Lạc phải chú ý một chút. Hắn là một tên kiêu ngạo đến cuồng vọng, lần này chẳng khác nào cậu đánh ngã hắn xuống núi, hắn lần sau sẽ nhắm vào cậu. Long Vương trên mặt tràn đầy vẻ tự giễu, nói, tôi và Phong Tuyết đã là bại tướng dưới tay hắn. Về sau cho dù muốn giao thủ với hắn chỉ sợ cũng không có cơ hội. Tần Lạc dở khóc dở cười, nói, tôi sao chẳng thấy vinh hạnh tí nào. Hay là để tôi bảo hắn, để hắn sau này tới tìm ông. Hoàng đế rơi xuống núi, ít nhất hỏa thần cho rằng là như vậy. Hắn bị đại đầu và ly vây công, hai người một tả một hữu công kích khiến hắn khó có thể chống đỡ. Tình thế khá nguy hiểm. Hắn vẫn ký thác hy vọng trên người hoàng đế, nghĩ rằng chỉ cần hoàng đế có thể giết chết toàn bộ những người này, tới đây giải cứu mình, mọi việc sẽ xong. Kiên trì, kiên trì, tiếp tục kiên trì. Khi hắn thật sự kiên trì không nổi, nhân cơ hội liếc sang phía hoàng đế thì vừa hay nhìn thấy hoàng đế bị một quyền của Tần Lạc đánh bay. Hắn quả thực không thể tin nổi vào mắt mình. Khiếp sợ, còn muốn chạy trốn. Hoàng đế đã chết. Ma thuật sư tự tử, mục sư không biết tung tích, đợi bọn họ đồng loạt tới vây công mình ư, vậy hắn lấy đâu ra cơ hội sống sót? Hắn là người sùng bái hoàng đế nhất trong bát đại chiến tướng,
Cũng chính bởi vì vậy, hoàng đế hiện tại đã chết, tín ngưỡng của hắn cũng sụp đổ, hắn càng hoang mang hơn bất kỳ ai. Hắn và đại đầu đối nhau một quyền, thân thể lui hai bước. Còn chưa đứng vững lại thì Ly đã từ đằng sau vòng tới, một đao nhắm chuẩn vào cổ hắn. Nữ nhân này trông thì thanh tú, nhưng hạ thủ thì lại vừa thâm vừa độc. Mỗi lần đều nhắm vào chỗ chí mạng nhất của người ta, cơ hồ là không cho người ta cơ hội phản kháng. Trong lúc gấp gáp đề khí vung quyền, đấm mạnh vào bụng Ly. Ly lui về phía sau, thân thể hắn cũng lao lên trước theo. Bởi vì khi hắn công kích Ly, đại đầu đúng lúc bổ tới, đấm vào lưng hắn một quyền. Ầm ầm, thân thể lảo đảo lao lên trước, sau khi chạy được vài bước ngã xuống đất. Phốc, ngực giống như bị một hòn đá lớn đè lên, cổ họng ngọt lịm, phun ra một ngụm máu. Hắn cố gắng muốn từ dưới đất bò dậy, nhưng phía sau lưng lại bị người ta giẫm lên. Không được nhúc nhích, nếu không ta sẽ giẫm gãy xương ngươi, một giọng nữ lạnh tanh truyền đến. Hỏa thần nghĩ nghĩ rồi từ bỏ chống cự. Thái Sơn chi chiến, phía Tần Lạc thủ thắng toàn diện, không một ai chết, chỉ có mấy người bị thương. Sườn núi đỉnh Vũ Hóa. Một nam nhân khoác áo mưa đầu đội mũ trầm mặc đi tới, hắn đi không nhanh, chậm rãi, nhưng mỗi một bước đều vô cùng kiên định, giống như là mỗi một bước đều trải qua tính toán tinh vi vậy. Tiếng bước chân trầm trọng vang vọng cả sơn đạo vắng lặng, nhưng không bị bất kỳ ai phát hiện và để ý. Đi lên trên. Đây là một vị trí gần đỉnh núi Vũ Hóa nhất, còn tiến về phía trước nữa là leo tới đỉnh ngọn Vũ Hóa rồi. Hắn dừng lại ở đây, quan sát hoàn cảnh bốn phía, đi tới một sơn động ở bên cạnh vách núi. Hắn gạt bụi cỏ và bụi gai, tiến vào sơn động. Vứt áo mưa trên người sang một bên, sau đó cởi cái ba lô màu đen trên lưng xuống. Dẹt. Kéo khóa ra, từ bên trong lôi ra một cái hộp màu bạc. Ở trên dụng cụ điện tử ở nắp hộp bấm 6 số, cái hộp cách một tiếng mở ra. Bên trong là một vật thể màu bạc hình trụ, phần đầu của vật thể cũng có đồng hồ điện tử. Nam nhân sau khi ấn nút thì từ trong túi lấy ra một cái di động. Xác định là cho nổ chứ? Hắn hỏi với giọng khàn khàn. Xác định, trong microphone truyền đến giọng nói của một nam nhân. Hoàng đế vẫn ở bên trên. Ồ, nam nhân kinh hô, vậy thì càng tuyệt. Có phải một phát súng bắn chết hai con chim không? Chuyện mà Violet mất công và thời gian như vậy vẫn không làm được, tôi chỉ cần một giây là đủ rồi. Cho nổ đi. Tuân lệnh, Wrangler tiên sinh, nam nhân nói. Hắn dập máy, sau đó ném di động ở gần khối bom. Sau khi làm xong tất cả, hắn ngay lập tức chạy đi. 20 phút, hắn đã đứng ở dưới chân núi. Hắn từ trong túi lấy ra một cái nút màu đỏ, trên mặt đầy vẻ tiếc nuối. Nói, tạm biệt, Tần Lạc. Tạm biệt, Hoàng đế. Tạm biệt, Thái Sơn. Ngón tay cái của hắn dùng sức xuống. Đất rung núi chuyển, giống như toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Chương 1398, 100 năm sau mẹ vẫn là mẹ con. Mưa to liên tục mấy ngày, khiến núi phát sinh sập. Cư dân nghe thấy tiếng nổ lớn và tưởng là động đất, tất cả vội vàng lao ra khỏi nhà. Cục du lịch nhắc nhở du khách xuất hành phải cẩn thận, các địa điểm du lịch làm tốt công tác kiểm tra an toàn. Ngọn Vũ Phong của Thái Sơn phát sinh sập, tin tức này rất nhanh thông qua các loại con đường truyền thông truyền khắp cả quốc gia. Đồng Tước Đài. Đây vốn là câu lạc bộ kiểu hội viên mà Bạch Tàn Phổ sáng lập ra nhằm tụ tập nhân mạch và thu mua lòng người, sau khi Bạch Tàn Phổ chết thì lọt vào tay Bạch Phá Cục. Chỉ cần có thời gian là hắn sẽ tắm mình trong rượu ngon và nữ nhân ở câu lạc bộ. Đại tiểu kiều thị của Đồng Tước Đài là hoa khôi nổi danh Yến Kinh, hiện tại, đại tiểu kiều này một tả một hữu dựa vào hai bên thân thể Bạch Phá Cục. Một người cầm rượu đút cho hắn, một cười thì dùng bàn tay trắng nõn bóc anh đào cho vào miệng hắn. Giấc mộng của Bạch Phá Cục đã hoàn thành được một nửa. Bởi vì loại hình thái, không làm việc đàng hoàng, nay của hắn, có người nói hắn sở dĩ giết chết em trai của mình không phải là vì tranh đoạt tài sản, mà là để tranh hai nữ nhân này. Nói rằng đại kiều tiểu kiều này vốn là nữ nhân của Bạch Tàn Phổ, bị Bạch Phá Cục nhìn chúng rồi muốn chiếm làm của riêng. Huynh đệ hai người đánh nhau, Bạch Phá Cục thua cuộc, lời đồn này rất thịnh ở Yến Kinh. Đương nhiên, người thật sự hiểu nộ tình thì không để ý tới lời đồn này. Thùng thùng, tiếng gõ cửa vang lên, quản gia đẩy cửa tiến vào, khom người nói, thiếu gia, Tần thiếu tới. Mời hắn vào, Bạch Phá Cục nói. Quản gia nghiêng người đứng sang một bên. Tần Túng Hoành bước vào. Bạch thiếu thật sự là có nhã hứng.
Ở đó có chuyện gì không vui không, nói ra để chúng ta cùng vui vẻ nào. Tần Túng Hoành đi đến bên cạnh Bạch Phá Cục rồi ngồi xuống, cười ha ha nói. Tiểu Kiều dáng người nóng bỏng, ngực to rung rung, nếu như cắm mặt vào đó có thể khiến người ta ngạt thở, vội vàng đứng dậy, rót một ly rượu vang cho Tần Túng Hoành, tự mình đưa cho Tần Túng Hoành, sau đó cầm chén rượu của mình lên, ngọt giọng nói, Tần Thiếu, em kính anh một ly. Nói xong liền uống cạn chén của mình. Tần Túng Hoành rất nể tình, cầm chén rượu lên nhấp một ngụm. Đại Kiều tuy rằng gọi là Đại Kiều, nhưng dáng người thon thả hơn, ngực cũng nhỏ hơn Tiểu Kiều. Nhưng cô ta có một cỗ khí chất thanh lãnh, người cao chân dài, tóc phiêu phiêu, mặc quần trắng, bất cẩu môn thiếu, khiến cho người ta rất dễ dàng có nhục dục chinh phục. Cô ta cũng rót cho Tần Túng Hoành một ly, sau đó cầm chén rượu của mình lên uống cạn, nói, uống trước để kính. Tần Túng Hoành cười cười, lại nhấp một ngụm. Bất kể những nữ nhân này được tâng bốc lên như thế nào thì trong mắt họ cũng chẳng khác gì đồ chơi. Tung Hoành uống rượu rất không sảng khoái. Bạch Phá Cục nói, hắn bưng chén rượu vang của mình lên, cạn. Lần này Tần Túng Hoành vô cùng thống khoái, cũng một hơi uống cạn. Tôi nếu uống hết thì chẳng phải là say ngã vào lòng hương thơm của anh ư. Tần Túng Hoành cười ha ha nói. Say ngã thì sao, có gì mà phải lo. Nhan nhân không phải đều muốn vậy ư. Bạch Phá Cục nói. Trước kia thì có thể, về sau cũng có thể. Nhưng hiện giờ thì không được. Tần Túng Hoành lắc đầu, Bạch Thiếu tìm tôi tới đây chỉ để uống rượu thôi ư. Đúng vậy, Bạch Phá Cục nói. Hắn vừa rót rượu cho Tần Túng Hoành vừa nói với Đại Kiều. Đại Kiều, em ngồi tiếp Tần Thiếu đi. Hắn thích em như vậy. Đại Kiều rất ngoan ngoãn đứng dậy. Tần Túng Hoành cũng không khách khí. Ông nữ nhân này rồi nhẹ nhàng vuốt ve tay cô ta. Cũng phải có chút đồ nhắm rượu chứ nhỉ. Tần Túng Hoành cười khổ. Hắn biết Bạch Phá Cục tìm hắn tới đây không thể chỉ để mời hắn uống rượu. Nếu không có chuyện gì thì chỉ sợ Bạch Phá Cục vĩnh viễn sẽ không mời hắn uống rượu. Bạch Phá Cục trong xương cốt rất khinh thường sự âm hiểm của mình, ở sâu trong lòng mình cũng khinh thường sự dối trá báo đạo của hắn. Bọn họ vốn là kẻ địch, là đối thủ, là lợi ích khiến bọn họ hợp lại với nhau. Trong lòng anh không phải đang ôm đồ nhắm rượu ư? Sao? Chẳng lẽ Tần Thiếu cảm thấy hứng thú với nam nhân? Thực không dám giấu, Đồng Tước Đài này thực sự có mấy món hàng không tồi. Còn có hai tiểu danh tinh, có cần quản gia gọi điện thoại cho họ không? Tôi đúng là cảm thấy hứng thú với nam nhân, có điều không phải đối với những tiểu danh tinh này. Sao, Bạch Thiếu là muốn bàn về chuyện đỉnh Vũ Phong Thái Sơn sập với tôi à? Ha ha, có đồ ăn nhắm rượu ngon như vậy, chẳng lẽ chúng ta không nên uống mấy chén? Bạch Phá Cục lại giơ chén rượu trong tay lên. Tất nhiên là nên rồi, Tần Túng Hoành nói, cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch với Bạch Phá Cục. Hắn bỏ chén không xuống, nhìn Bạch Phá Cục hỏi, Bạch Thiếu có tin tức gì không? Không có, Bạch Phá Cục nói, cảnh sát không công bố bất kỳ tin tức gì về người bị hại. Tôi phái người đi thăm dò thì cũng không tìm được manh mối gì hữu dụng. Cảnh khu đã phong bế chỗ đó, người của quốc an cũng ở đó, tôi không thể để họ tiếp cận quá gần được. Chúng ta tốt nhất đừng để người khác hiểu lầm chúng ta là hung thủ. Lúc này quá mẫn cảm. Tình huống của phía tôi cũng thế. Tần Túng Hoành nhíu mày, anh thấy thế nào? Tôi không thể xác định hắn đã chết, nhưng tôi biết hắn nhất định chưa xuống núi. Bạch Phá Cục nói. Liệu có lọt vào bẫy không? Có khả năng, Bạch Phá Cục nói, trai cò tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Hai bên tranh đấu, kẻ thứ ba xuống tay, loại khả năng này vẫn cực lớn. Có điều, với sự hiểu biết của tôi về hắn, hắn là một người vô cùng cẩn thận. Bọn họ ở trên núi đánh nhau. Chẳng lẽ không để người ở dưới núi cảnh giới ư? Có lẽ, kẻ ra tay không phải là người bình thường. Tần Túng Hoành một tay lắc chén rượu vang trong tay, tay còn lại thì sờ cặp đùi của Đại Kiều, bất kể là như thế nào, điều này đối với chúng ta mà nói vẫn là một đại hỷ sự. Tình thế không được lạc quan lắm, Bạch Phá Cục nói, Vương gia gần đây hoạt động rất hăng. Hai nữ nhân, Tần Túng Hoành híp mắt bật cười. Đừng coi thường nữ nhân, Bạch Phá Cục nghiêm mặt nói. Đặc biệt là nữ nhân của Tần Lạc. Quốc Tân Quán, một khách sạn rất có yếu tố chính trị. Người được mời tới đây không chỉ cần quý mà còn phải có quyền, quyền quý, quyền vĩnh viễn xếp trên quý. Người bình thường sẽ không lựa chọn mời khách ở đây, bởi vì nơi này quá chính thức, không khí quá áp lực, cũng quá uy nghiêm, khiến người ta không được thoải mái. Nhưng, hai nữ nhân không biết trời cao đất rộng lại làm vậy. Hơn nữa, người mà hai người mời đều là nữ nhân.
một chiếc xe Audi treo biển quân đội đỗ ở trong bãi đỗ xe trước cửa Quốc Tân Quán, Vương Cửu Cửu tắt máy, sau đó từ trong túi lấy ra hộp trang điểm chỉnh chu lại nhan sắc. Trương Nghi Y vẻ mặt đầy lo lắng nhìn Vương Cửu Cửu, nói, Cửu Cửu, thực sự phải vào ư? Đương nhiên, Vương Cửu Cửu nói rất nghiêm túc, cô ta đang chát phấn lên mặt, muốn khiến làn da ngăm đen trắng hơn một chút, đã tới nước này rồi, người cũng mời rồi. Sao có thể không vào? Nhưng ông nội con vừa rồi gọi điện thoại tới, nói là phải chờ một chút. Trương Nghi Y nói, ông bảo mẹ khuyên con. Vương Cửu Cửu cất hộp trang điểm đi, nhìn Trương Nghi Y hỏi, ông có phải sợ Tần Lạc chết rồi không? Không phải, ông không có ý đó. Trương Nghi Y nói. Nhìn thấy Vương Cửu Cửu dùng đôi mắt to nhìn mình không chớp mặt, Trương Nghi Y cuối cùng cũng thỏa hiệp, đúng, ông lo lắng Tần Lạc không còn nữa. Nếu Tần Lạc đã chết, chúng ta còn cần phải để Vương ra đi mạo hiểm không? Con nên hiểu rõ thế cục hiện tại, hai nhà liên thủ cũng không phải là đèn cạn dầu. Lão nhân của hai nhà đó đi khắp nơi bái phỏng thân hữu, ngay cả hậu gia mấy chục năm rồi không lên tiếng cũng đứng ở phía bọn họ. Trận này chúng ta rất khó thắng, nhưng cũng không phải nhất định sẽ thua. Vương Cửu Cửu cố chấp nói. Đúng là không nhất định sẽ thua, nhưng tình huống đã xảy ra biến hóa. Nếu những người sau lưng Tần Lạc đó không ủng hộ người của Văn Nhân gia, Vương gia của chúng ta một cây làm chẳng nên non, có khả năng sẽ thương gân động cốt. Con cũng biết, hai năm nay đối với cha con là vô cùng quan trọng. Vương gia của chúng ta không thể chịu nổi tổn thất nữa. Con biết, Vương Cửu Cửu nói. Vậy chúng ta giờ trở về nhé. Trương Nghi Y nhỏ giọng hỏi. Chúng ta sẽ vào, Vương Cửu Cửu cởi dây an toàn, mở cửa xe. Cửu Cửu, Trương Nghi Y bước nhanh theo. Vương Cửu Cửu đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn Trương Nghi Y còn muốn lên tiếng khuyên can, nói, 100 năm sau mẹ vẫn là mẹ con. 100 năm sau mẹ đã chết rồi. Trương Nghi Y, bà ta không hiểu vì sao Vương Cửu Cửu đột nhiên nói như vậy. Không liên quan gì tới thời gian, Vương Cửu Cửu nói. Sau đó, lại nhấc chân bước về phía cửa thủy tinh của khách sạn, người kéo dài dưới ánh dương. Trương Nghi Y ngây ra vài giây, sau đó nước mắt tràn mi. Chương 1399, mượn ra hổ dùng một chút. 100 năm sau mẹ vẫn là mẹ con, không liên quan gì tới thời gian. 100 năm sau hắn vẫn là nam nhân của con, không liên quan tới sinh tử. Đây là ý tứ mà Vương Cửu Cửu muốn biểu đạt, Trương Nghi Y nghe hiểu. Vương Cửu Cửu là người cực kỳ coi trọng tình cảm, không chỉ coi trọng tình mẹ con, còn coi trọng tình yêu nam nữ. Bất kể là bây giờ hay là 100 năm sau cô ta vẫn là con gái của Trương Nghi Y. Bất kể là còn sống hay đã chết, cô ta vẫn là nữ nhân của Tần Lạc, đây là sự thực không thể thay đổi. Giúp Văn Nhân gia tộc là tâm nguyện của Tần Lạc, cô ta không thể bởi vì Tần Lạc sinh tử chưa rõ mà lui bước. Nếu vậy, đợi khi Tần Lạc trở về cô ta biết phải ăn nói thế nào với hắn. Còn mặt mũi nào mà gặp hắn? Nước mắt của Trương Nghi Y như hạt châu rơi xuống, chảy xuống hai má trắng như trẻ con của bà ta. Trong lòng bà ta vừa lòng chua xót vừa kiêu ngạo, Trương Nghi Y tôi sao có thể sinh ra được con gái ưu tú như vậy? Bà ta lau nước mắt rồi đuổi theo, ôm lấy cánh tay của Vương Cửu Cửu nói rất đúng. Không hổ là con gái của Trương Nghi Y, cũng chỉ có Trương Nghi Y mới có thể sinh ra con gái tốt như con, Lý Lâm không làm được, Thái Chi Tâm không làm được, Triệu Mẫn không được, ngay cả Cố Tiểu Thủy dám cướp nam nhân với ta cũng không được. Mẹ đi với con, hôm nay chị em ta tìm. Là mẹ con, Vương Cửu Cửu sửa lại. Không quan trọng, Trương Nghi Y nói, hôm nay chị em cùng nhau diễn một vở kịch, kéo những con mẹ ngốc đó sang bên chúng ta. Sẽ đấu một trận với đám số nam nhân tự cho mình là đúng đó. Cái gì mà Yến Kinh Tam Kiệt, dám chó, ở trước mặt Trương Nghi Y ta tất cả chỉ là hổ giấy, một ngón tay của mẹ cũng có thể dí chết hai thằng. Vương Cửu Cửu vốn muốn hỏi một ngón tay của bà làm sao có thể dí chết được hai, Hào Kiệt, nhưng thang máy đã tới rồi, có nhân viên lễ tân mặc đồng phục màu đỏ đứng ở bên cạnh thang máy, cô ta không tiện hỏi. Cô ta sợ câu trả lời của cực phẩm lão mụ quá kinh người, khiến cô ta mất mặt. Sau khi lên thang máy, Vương Cửu Cửu hỏi, mẹ. Mẹ đặt phòng nào đấy? Sảnh quốc yến số 2, Trương Nghi Y đắc ý rào rạt trả lời. Nghe xong đáp án này Vương Cửu Cửu suýt nữa thì ngã xuống đất. Sảnh quốc yến số 2. Vương Cửu Cửu mở to hai mắt nhìn. Sảnh quốc yến số 2 là đại sảnh mà khi lãnh đạo cấp chữ quốc mời các chính khách các quốc gia sử dụng. Chỗ khác biệt là, nó không chính thức như số 1, ý nghĩa tượng trưng cũng không đậm như vậy.
cho nên người có chút bối cảnh muốn mượn dùng thì có thể mượn được. Không nghi ngờ gì nữa, Trương Nghi Y cũng thuộc loại nhân vật như vậy. Trương Nghi Y rất là hài lòng với vẻ không thích ứng ngắn ngủi mà mình mang đến cho con gái, vãi đái không con. Mẹ à, con gái ở bên cạnh mẹ, nói chuyện đừng có lưu manh như vậy được không? Lưu manh chút mới có thể biểu đạt tâm tình của mẹ lúc này. Trương Nghi Y ngẩng khuôn mặt như hoa như ngọc của bà ta lên, nói, bệnh nặng thì cần dùng thuốc nặng, loạn thế thì phải dùng cách độc. Cái gì mà lộn xộn linh tinh vậy? Vương Cửu Cửu rất hoài nghi năng lực sử dụng thành ngữ của mẹ cô ta, tiến tới hoài nghi học lịch ở Bắc Đại của mẹ mình. Loại nữ nhân tất cả dinh dưỡng trên người đều tập trung vào ngực có thể trở thành hoa hậu giảng đường ư. Nam nhân Bắc Đại mắt bị mù hết rồi à? Con nghĩ xem, Trương Nghi Y nói, những nữ nhân già nữ nhân trẻ hôm nay đến là ai? Mạng lưới tin tức của họ không bế tắc như chúng ta. Chuyện Tần Lạc mất tích ở Thái Sơn nhất định đã truyền ra ngoài. Vào thời điểm mấu chốt mà xuất hiện chuyện như vậy, thái độ của họ khẳng định sẽ dao động. Mặc dù họ không có gan đứng đối lập với chúng ta, nhưng khả năng bảo trì trung lập là rất lớn. Họ không thiếu tiền, nhưng chúng ta thực sự rất cần họ giúp. Tuy rằng hai chúng ta đều rất xinh đẹp và thông minh, nhưng bọn họ cũng sẽ không nhất định nể mặt chúng ta phải không? Vương Cửu Cửu bừng tỉnh, nói, sảnh số 2 này là mẹ dùng danh nghĩa của ông nội đặt đúng không? Cũng không phải. Vẻ mặt Trương Nghi Y có chút điểm nhăn nhó, mẹ nói rằng ông nội con muốn tổ chức một buổi gia yến ở đây, họ rất nhiệt tình đáp ứng. Còn nói sẽ phái người tới phục thị và an bài, nhưng bị mẹ cự tuyệt. Vương Cửu Cửu thật sự là không còn gì để nói. Thế này rõ ràng chắc phải mượn gia hổ của ông nội để hành sự ư. Với địa vị của ông nội tại quốc gia này, với thân phận của ông ấy lúc này, đừng nói là mượn sảnh số 2, cho dù là mượn sảnh số 1 thì chỉ sợ là họ cũng đáp ứng. Trương Nghi Y là tức phụ của lão Vương gia bọn họ, cô ta tự mình tới đảnh sảnh tiệc, bọn họ không dám cho mượn ư. Thậm chí bọn họ ngay cả hỏi ý ông nội một tiếng cũng không dám, ai dám đứng ra làm người không tin tưởng Vương gia bọn họ. Vương lão gia tử biết thì sao, không biết thì sao. Trương Nghi Y nói bà ta là đại biểu Vương gia mà đến, bọn họ sẽ cho rằng như vậy. Bằng không, đó không phải là đắc tội với Vương gia ư. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Mẹ không phải là không biết tính của ông nội. Vương Cửu Cửu thở dài. Vương Nê Hầu là nhà cách mạng một đời, vào những năm đó chịu không ít đau khổ, cho nên một mực bảo trì tác phong sinh hoạt chịu đựng gian khổ mộc mạc. Ông ta luôn dặn dò người của Vương gia phải tuân kỷ thủ pháp, không được tùy tiện chiếm tiện nghi của quốc gia. Nếu để ông ta biết Trương Nghi Y lấy tên của ông ta để mượn sảnh quốc yến, nhất định sẽ giận dữ gọi Trương Nghi Y đến răn dạy một phen. Vương Cửu Cửu biết Trương Nghi Y làm như vậy hoàn toàn là vì cô ta. Bởi vì cú điện thoại đó của ông nội, bà ta không thể không đứng ra khuyên mình. Nhưng bà cũng làm ra tính toán khi không thể khuyên được. Từ hành động đặt sảnh yến hội của bà ta cho thấy, bà ta biết rằng mình không thể nào khuyên được con gái. Đã không thể ngăn cản, vậy thì giúp nó đi. Đây là Trương Nghi Y, một người mẹ rất bình phàm, sáng nắng chiều mưa nhưng vào thời khắc quan kiện thì làm việc rất đáng tin. Mẹ biết. Trương Nghi Y cười hì hì nói, lấy đâu ra lần sau? Nếu không phải là mượn hổ uy của ông nội con để dọa cái đám đó, ai nguyện ý đến địa phương này ăn cơm? Mọi người cách xa mấy mét, nói cũng không tiện, làm cứ như là bát phương hội đàm vậy. Khi hai người nói chuyện thì đã đến sảnh quốc yến số 2. Nhân viên phục vụ nhìn thấy họ tới, khom mình hành lễ, sau đó một trái một phải đẩy cái cửa bằng gỗ lim cực lớn. Xôn xao. Lập tức. Đại sảnh huy hoàng đó liền hiện ra trước mắt hai người. Trong phòng có 7-8 nữ nhân trung niên tuổi không còn trẻ nhưng bảo dưỡng rất tốt đang ngồi trên salon cúi đầu uống trà, còn có mấy nữ nhi trẻ tuổi cỡ Vương Cửu Cửu thì ngồi trên sofa ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ai nếu đều có bộ dạng nơm nấp lo sợ. Những nữ nhân này đều có lai lịch bất phàm, nhưng họ chung quy vẫn là gia quyến của một đại nhân vật nào đó, nào có cơ hội được chạy tới địa phương như thế này uống trà. Vương Cửu Cửu và Trương Nghi Y liếc nhau. Trong lòng đều cười trộm không thôi. Quả nhiên, chiêu này của Trương Nghi Y vẫn rất hiệu quả. Những nữ nhân này đều là vô pháp vô thiên, người bình thường không thể hàng phục được họ. Họ đều rất có quyền thế, nhưng lại vô cùng sợ hãi người có quyền thế hơn họ. Bởi vì họ biết rất rõ, một khi mất đi quyền thế thì họ không còn gì cả. Nhìn thấy Trương Nghi Y và Vương Cửu Cửu tiến vào, các phu nhân này đều buông chén trà đứng lên nghênh đón. Nghi Y, cô cuối cùng cũng tới rồi. Chúng tôi còn tưởng cô định thả bồ câu chúng tôi. Đúng vậy,
Sao hôm nay có vẻ chính thức thế? Cô biết không, khi tôi lái xe tới đây trong lòng rất bồn chồn. Nghi Y, chúng ta là bạn bè nhiều năm. Về sau đừng hẹn ở những nơi nhé thế này nữa, to quá, nói chuyện cũng không tiện. Trương Nghi Y không cười, mà là nghiêm túc nhìn lần lượt bọn họ, vẻ mặt rất nghiêm túc nói, ông nội của Cửu Cửu bảo tôi thay ông xin lỗi mọi người. Vốn ông muốn tới trò chuyện với mọi người, nhưng hộ sĩ nói ông mấy ngày nay huyết áp không ổn định, không cho ông ra ngoài. Một đám nữ nhân đều kinh hãi. Ông nội của Vương Cửu Cửu là ai chứ, mỗi người bọn họ đều biết rõ. Nếu ông ta thật sự tới, sảnh số 2 này cũng quả thực là xứng với tên. Nhưng, ông ta muốn nói chuyện gì với họ? Chẳng lẽ ông ta muốn tự mình nhúng tay vào chuyện tranh đấu giữa hai nhà Tần Bạch và Văn Nhân Gia ư? Thôi thôi, lão gia tử là nhân vật như Thái Sơn Bắc Đẩu, không thể tùy tiện ra mặt được. Đúng vậy, sức khỏe của lão gia tử là quan trọng nhất. Có chuyện gì chúng ta tự mình thương lượng rồi làm là được. Cần gì phải để lão nhân gia tự mình ra mặt nói chuyện. Mọi người khách khí với nhau, cũng không thể không khách khí được. Trên mặt Trương Nghi Y lúc này mới nở nụ cười quen thuộc cười nói, ông không đến cũng tốt. Tôi thật sự cũng không muốn để ông tới. Ông tới rồi, chúng ta nói chuyện không tự nhiên. Úi, chị Lý, da chị càng ngày càng đẹp. Bảo dưỡng thế nào vậy? Mau nói cho tôi biết đi. Tôi nếu mà không bảo dưỡng tốt thì sẽ thành bà già mặt vàng mất. Rất nhanh, Trương Nghi Y liền quấn lấy nhóm thái thái kia. Vương Cửu Cửu sau khi vấn an họ thì đi tới, Kiều công chúa thân phận tương đồng với cô ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1400, tôi có thể nhổ không? Có một tên thần côn từng nói một câu thế này, người có trăm vạn thân gia, bằng hữu của hắn nhất định đều là phú hào trăm vạn. Người có ngàn vạn thân gia, bằng hữu của hắn nhất định là phú hào cấp ngàn vạn. Nói cách khác, người cấp bậc gì thì trở thành bằng hữu của người có cấp bậc đó. Còn trí đồng đạo hợp, thôi xin, anh không thể tiến được vào giới của người ta thì lấy đâu ra, trí, mà đồng. Lấy đâu ra, đạo, mà hợp. Nhưng, Vương Cửu Cửu lại không công nhận những lời này. Nói thật, nếu không cần thiết cô ta chẳng muốn ở chung với đám công chúa thân phận tương đương với cô ta. Dương Mạt, cháu gái ruột của Dương Gia, một nhà ba tướng quân, có cái mặt tròn tròn như cái đĩa, đeo một cái kính mắt to đùng giá không rẻ, mặc váy công chúa màu trắng, trông bộ dạng rất thuần khiết đàng hoàng, nhưng không biết đã chơi qua bao người mẫu ngôi sao. Đương nhiên, cái này cũng không tính là gì. Nam nhân chơi nữ nhân chơi nam nhân, đây vốn là chuyện rất bình thường. Nhưng ả quá tham lam, cực kỳ tham, ả trông lại khó coi, cứ như cái thùng phi di động. Lý Minh Minh, cháu gái ruột của Lý Gia, cô ta so với Dương Mạt thì tốt hơn một chút, tuy rằng cũng dựa vào quan hệ của gia đình để kiếm tiền, nhưng coi như cũng có chút năng lực. Khuyết điểm lớn nhất chính là thích ganh đua, thứ cô ta có, người khác không được có. Có một lần tụ hội. Nhìn thấy có người đeo một cái vòng cổ châu báu trông giống như cái ở trên cô ta liền giật xuống ném đi. Còn có những người mà Vương Cửu Cửu biết tên họ nhưng lại không nhớ được mặt họ. Bởi vì cô ta cực ít giao du với đám này, bọn họ thuộc người trong cùng một giới, nhưng Vương Cửu Cửu lại chưa từng tham gia tụ hội của họ. Cô ta thích chơi với bọn trẻ con ở trong cùng khu nhà hơn. Nhân sinh 3 năm chi dĩ túc diệt, cô ta không muốn ở cả thế giới đều có bạn của mình. Và lại, kiểu tụ họp đó quá vô vị, không phải là đọ xinh đẹp thì cũng là đọ nam nhân, không phải là bàn về quần áo thì cũng bàn về kiếm tiền, không cùng sóng với cô ta. Hôm nay, vì Tần Lạc, vì Văn Nhân gia tộc, cô ta không thể không tới đây ứng phó với họ. Nếu là chém giết trên sân quyền lực, có lẽ không cần dùng họ. Bởi vì họ rất khó nhúng tay được vào loại chuyện đó. Nhưng, nếu bàn về sinh ý thì chỉ có thể tìm họ. Bọn họ mới là nhân vật quan trọng nắm đại quyền về kinh tế trên thực tế của gia tộc. Nhìn thấy Vương Cửu Cửu đi tới, những nữ nhân này lập tức nhiệt tình chào hỏi. Cửu Cửu, chúng ta đã lâu rồi không gặp. Ôi, hôm nay cô mặc quần áo đẹp quá. Armani không phải là nhãn hiệu quá tốt, nhưng cô mặc vào trông lại rất đẹp. Dương Mạt mặt tròn cười hì hì nói, kéo tay Vương Cửu Cửu thân thiết giống như là hảo tỉ muội nhiều năm không gặp. Nhưng họ ai nấy đều rõ. Nếu không phải vì chuyện hôm nay, chỉ sợ họ phải nhiều năm mới gặp mặt một lần. Yến Kinh nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ thì cũng quả thực không nhỏ. Người ta tặng, thấy cũng được nên mặc, bọn họ đều biết, tôi chính là một đại vương hàng vỉa hè. Bình thường thấy gì thì mặc đó, cũng không nhận ra là hãng nào. Vương Cửu Cửu cười cười trả lời. Nghe nói Cửu Cửu tới Nam Phương làm quân nhân à?
Sau này chuẩn bị tòng chính ư? Lý Minh Minh cười hỏi, da màu lúa mạch, tôi thích màu da này. Khỏe mạnh, tôi cũng muốn trắng lắm, nhưng trong bộ đội sinh hoạt gian khổ, nắng quá gắt, muốn trắng cũng không được. Mỗi ngày đều phải phơi nắng, nên mới biến thành thế này. Mọi người đừng cười tôi. Cửu cửu, nghe nói bạn trai bác sĩ của cô vẫn chưa từ Thái Sơn về à? Cô có tin tức gì của bọn họ không? Tôi hiếu kỳ lắm, bọn họ sao đột nhiên lại chạy lên Thái Sơn? Không có tin tức chính là tin tức tốt nhất, bởi vì liên quan tới một số chuyện cơ mật, tôi không tiện nói ra nội tình. Có điều kết quả nhất định sẽ không khiến mọi người thất vọng. Cứ chờ xem vở kịch này đi. Giọng nói của Vương Cửu Cửu ôn hòa, dùng phương thức nói chuyện quen thuộc để hòa hợp với họ. Rất nhanh, không khí liền trở nên nhiệt liệt. Các nữ nhân ở cùng với nhau không gì ngoài bàn về châu báu, thời trang, đồ trang điểm, bàn về ngực, bảo dưỡng da. Đương nhiên, bởi vì thân phận của họ đặc thù, họ còn có thể bàn thời sự, bàn chính trị, bàn đại thế quốc gia quốc tế. Những gì mà họ nhìn thấy hơn người bình thường rất nhiều, trong lúc nói chuyện cũng có thương cơ. Đây cũng là nguyên nhân mà các thương nhân chen chúc nhau tới vỡ cả đầu, vì chen chân vào hàng ngũ của họ mà hạ thân phận xuống làm trâu làm ngựa. Bọn họ không có chú ngữ, chỉ đá thành vàng, nhưng có ngón tay chỉ đá thành vàng. Khi mấy nữ hài tử đang tán gẫu vui vẻ thì nghe thấy ở góc phòng có tiếng cốc rơi. Bốp! Chén trà sứ rơi xuống mặt thảm dày, tuy rằng không vỡ, nhưng cũng phát ra tiếng vang nặng nề. Mấy người xoay người lại. Liền nhìn thấy không khí phía bên Trương Nghi Y rất lạnh lùng nghiêm túc. Các cô có ý gì? Trương Nghi Y hai tay chống nắng, giống như mẫu dạ xoa đánh gen, tránh tôi như ôn thần à. Tôi nể tình mọi người là chị em nhiều năm, có cơ hội kiếm tiền mới kéo các người theo. Chẳng lẽ là tôi cố ý hại các người, muốn kéo các người xuống hố? Quả nhiên, bởi vì nguyên nhân Tần Lạc sinh tử chưa rõ, những người này cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Khi Trương Nghi Y đề xuất ý đồ hợp tác, họ liền uyển chuyển cự tuyệt. Những nữ nhân này đại thông minh thì không có, nhưng tiểu tâm nhãn thì chơi linh hoạt thành thạo hơn bất kỳ ai. Hơ ô người thấy mùi nguy hiểm là quay người bỏ chạy mất dép. Nghi Y, chúng tôi không phải có ý đò. Cô cũng biết đó, nếu là 800 hay 1.000 vạn thì chúng tôi có thể làm chủ. Chuyện này liên quan tới quá nhiều mặt, tiền vốn phải dùng quá nhiều. Chúng tôi thực sự là không làm chủ được, phải về thương lượng với mấy vị trong nhà đã. Đúng vậy, tôi thật ra cũng muốn thử, nhưng các đại lão gia lại không đồng ý, tôi cũng đành chịu thôi. Hay là chị tìm người khác thử xem, người có tiền ở Yến Kinh nhiều lắm. Nghi Y, hay là tôi bỏ ra 100 triệu, coi như là cho chị mượn, bản thân tôi thì không tham dự đâu. Trương Nghi Y phất tay chặn lại, nói một cách quyết tuyệt, đây là chuyện anh tình tôi nguyện, các cô cảm thấy có lợi để kiếm vậy thì gia nhập. Các cô thấy độ nguy hiểm quá cao thì cự tuyệt cũng là lẽ đương nhiên. Có điều tôi bày cơ hội ra trước mặt các cô, hôm nay các cô không nguyện ý hợp tác với tôi, sau này Vương gia cũng sẽ không hợp tác với các cô nữa. Cô ta đùng đùng đi tới kéo tay Vương Cửu Cửu đi ra ngoài, nói, hóa đơn tôi đã trả rồi, các cô cứ từ từ mà ăn. Khi đi ra cửa, cô ta đột nhiên quay đầu lại, rất khinh thường nhìn những tiểu thư và phu nhân này, nói, các cô tưởng tôi là kẻ ngốc ư. Con rể không còn nữa rồi, tôi còn ra sức kéo Vương gia xuống nước ư. Thứ rõ ràng như vậy mà các cô không nhìn ra à? Mọi người ngây ra. Đúng vậy, nếu Tần Lạc thực sự chôn thây ở Thái Sơn, Vương gia có cần phải đứng ra mặt thay cho văn nhân ra không? Nhưng Tần Lạc không chết, lại không thò đầu ra, bọn họ định chơi trò gì đây? Suy nghĩ cẩn thận những điều này, khi họ ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Trương Nghi Y đã chạy tới cửa, lập tức có một nữ nhân đuổi theo. Nghi Y, Nghi Y, chúng ta bàn đã, bàn đã. Những người khác cũng chạy theo, hô, đừng xung động. Không có chuyện gì là không thương lượng được mà. Hai nhà chúng ta là thế giao, chuyện của Vương gia cũng là chuyện của Dương gia chúng tôi. Tiến vào xe Audi, Vương Cửu Cửu và Trương Nghi Y liếc nhau, sau đó cười ha hả. Hai mẹ con cười rất thoải mái, hoàn toàn không để ý tới hình tượng. Con gái, con có cảm thấy mẹ có thiên phú biểu diễn không? Trương Nghi Y đắc ý hỏi, giống như là một con gà mái vừa chiến thắng. Đó là đương nhiên rồi, đoạt giải nữ diễn viên chính Oscar cũng hoàn toàn không có vấn đề. Vương Cửu Cửu tán dương, không thể không thừa nhận, Trương Nghi Y hôm nay biểu diễn thật sự là rất đúng chỗ. Đầu tiên là mượn danh nghĩa của Vương Nê Hầu để đặt sảnh quốc yến số 2, khiến cho họ trong tiềm thức cho rằng đây là vị đại thần đó của Vương ra chống lưng cho mẹ con họ. Vừa vào cửa đã mặt mày nghiêm túc xin lỗi họ,
nói vốn ông nội của Cửu Cửu cũng muốn tới, nhưng vì nguyên nhân sức khỏe mà không đến được. Điều này càng khiến bọn họ xác định suy đoán của mình là chính xác. Tiếp theo, bàn chút chuyện đàn bà cho không khí dịu đi, rồi cô ta trong lúc vô tình đề xuất yêu cầu hợp tác, những nữ nhân này quả nhiên đều dùng các loại lý do để từ chối. Tình huống như vậy đã sớm nằm trong dự kiến của Trương Nghi Y, vì thế cô ta lập tức ném cốc nổi giận, vừa đấm vừa xoa, lại dở bố nghi trận, đùa bỡn đám nữ nhân này. Ai, thật đáng tiếc, Trương Nghi Y nói. Có gì mà đáng tiếc, Vương Cửu Cửu khuyên, mẹ hiện tại sống rất tốt mà. Mẹ không phải tiếc cho mình, mà tiếc cho người xem điện ảnh trên toàn thế giới. Bọn họ nếu có thể nhìn thấy mẹ đóng vai chính, sẽ là một việc hạnh phúc biết bao. Trương Nghi Y tiếc hận nói. Tôi có thể nôn không? Không thể. Vậy tôi chẳng làm tốt được việc gì. Chương 1401, tôi nghe nói cô ta không thể về. Phòng giam, sàn nhà. Hai cô gái ngồi trên nền nhà. Một người phong cách tao nhã, cao quý, trang phục màu trắng, xinh đẹp như vân trung tiên. Một người thành thục gợi cảm. Mặc dù mặc một bộ đồ công sở màu đen hơi cũ nhưng vẫn khó có thể giấu được dáng vẻ thướt tha, phong nhã. Phòng giam đầy đủ ánh sáng. Trong phòng không có bất kỳ vật rắn nào. Không có bàn, giường và thiết bị vệ sinh. Tường và nền nhà đều được làm từ một loại vật liệu đặc biệt. Khi ngồi lên rất mềm, nếu như có va chạm mạnh sẽ phát ra âm thanh báo động. Nếu như bạn muốn đụng đầu vào tường tự sát, chỉ sợ dù bạn đập đầu tới ngất xỉu cùng không thể khiến bản thân mình chết được. Hai người rất lâu không nói gì, cũng không có âm nhạc cổ điển khiến bầu không khí hỏa hoãn, không có trà làm dịu mát tâm trạng. Hai người chỉ lặng lẽ ngồi như vậy, nếu như người ngoài nhìn thấy sẽ cảm thấy rất quái dị. Thế nhưng hai người đã sớm có thói quen chung này rồi. Văn nhân Mục Nguyệt nhìn bộ quần áo rất sạch sẽ trên người Mã Duyệt nói, văn nhân Chiếu tới thăm cô. Mã Duyệt cười nói, cậu ấy mang cho tôi quần áo và sách. Nó rất tốt với cô. Mã Duyệt cười, không nói. Văn nhân Chiếu đối xử rất tốt với cô, sao cô lại không nhận ra? Hắn lo lắng quần áo cô bẩn, cách hai ngày một hắn lại mua vài bộ quần áo mang tới. Hắn lo lắng một mình cô trong phòng giam buồn chán nên mang sách và iPad tới cho cô. Hắn sợ cô buồn chán nên thỉnh thoảng tới nói chuyện với cô. Với chỉ số thông minh của hắn, làm những chuyện đó vì một người phụ nữ, chứng minh hắn quá thật còn tâm. Thế nhưng Mã Duyệt biết bản thân cô và văn nhân Chiếu tuyệt đối không có khả năng. Hai ngày nay nó không thể tới đây, văn nhân Mục Nguyệt nói. Bình thường nàng coi lời nói như vàng, hôm nay lại nói rất nhiều, liên tục thay đổi chủ đề. Không sao, Mã Duyệt nói. Không phải tôi không cho nó tới mà vì nó không tiện tới đây, văn nhân Mục Nguyệt nói, ông bị ốm. Bác hai đã chết, những người khác đều bị tôi giam giữ. Tôi sợ nó ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm, không cho nó rời khỏi nhà cũ. Mã Duyệt kinh hãi nói, sao lại xảy ra chuyện đó? Mã Duyệt vẫn bị nhốt trong nhà lao của Ánh Nguyệt Sơn Trang, hoàn toàn không biết gì về tình hình bên ngoài. Cô không biết văn nhân Đình lão gia mắc bệnh nặng, không biết chuyện văn nhân Chăn chết. Tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý, văn nhân Mục Nguyệt nói. Mã Duyệt im lặng, cô hiểu rõ ý tứ của văn nhân Mục Nguyệt. Năng lực của văn nhân Mục Nguyệt đủ để lãnh đạo gia tộc văn nhân nhưng vì nàng là một cô gái nên có phần danh không chính, ngôn không thuận. Bởi vì danh không chính, ngôn không thuận nên mâu thuẫn nội bộ của gia tộc văn nhân quyết liệt hơn hai nhà kia nhiều. Khi văn nhân Đình lão gia còn khỏe mạnh, những người khác mặc dù muốn phản đối nhưng chỉ có thể lén lén giỡ vài trò nhỏ phía sau. Bây giờ văn nhân Đình lão gia bệnh nặng, bọn họ có cần phải tiếp tục nhẫn nhịn không? Đương nhiên đám người đó sẽ nhảy ra tranh đoạt quyền lực. Hơn nữa khi đó văn nhân Mục Nguyệt không chỉ phải đối mặt với một người mà là người của cả một gia tộc, bởi vì ai ai cũng cảm thấy văn nhân Mục Nguyệt là kẻ cắp, nàng đánh cắp vinh quang, quyền lực, tiền bạc vốn thuộc về bọn họ. Với trí thông minh của văn nhân Mục Nguyệt, sao nàng lại không đoán trước tình hình? Đáng tiếc tôi không thể giúp chị, Mã Duyệt nói. Mặc dù văn nhân Mục Nguyệt nói rất hờ hững nhưng Mã Duyệt vẫn hiểu rõ, một khi muốn hoàn thành cuộc thanh trừng này. Văn nhân Mục Nguyệt cần phải mất nhiều thời gian, sự can đảm và tâm huyết. Đây không phải là cuộc đấu tranh với người ngoài mà chính là ra tay với những người thân thiết ruột thịt của mình, thậm chí còn có cả cha của nàng. Không sao, giải quyết xong rồi, văn nhân Mục Nguyệt thờ ơ nói. Mã Duyệt cười nói, suýt chút nữa tôi đã quên, còn Tần Lạc nữa, nhất định anh ta có thể giúp được rất nhiều việc. Anh ấy mất tích rồi, văn nhân Mục Nguyệt nói. Mất tích, lúc này nỗi sợ hãi của Mã Duyệt lớn hơn trước đó.
Văn Nhân Đình lão ra bệnh nặng hay qua đời, những kẻ khác liên hợp, quần công cướp đoạt tài sản là chuyện không chỉ Văn Nhân Mục Nguyệt có thể đoán trước mà ngay cả Mã Duyệt cùng lén nghĩ tới, thậm chí còn có lần mơ hồ nhắc nhở Văn Nhân Mục Nguyệt. Thế nhưng chuyện Tần Lạc mất tích thật sự vượt qua mọi dự đoán của mọi người. Trong ấn tượng của Mã Duyệt, Tần Lạc là một người cực kỳ thích gây náo động, mỗi lần gây náo động, lần sau bao nhiêu cũng phong ba hơn lần trước. Thế nhưng điều khiến người ta rất ngạc nhiên là cho dù Tần Lạc rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm cỡ nào đi nữa, cuối cùng hắn vẫn có thể giành đại thắng quay về hơn nữa còn khiến đối thủ của mình lãnh đủ, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Hàn Quốc cũng thế, Paris cũng thế, nước Mỹ cũng thế. Lúc này đây sao hắn có thể mất tích? Mã Duyệt biết đây chính là sự thật bởi vì từ trước tới nay Văn Nhân Mục Nguyệt chưa từng biết nói đùa. Đúng vậy, Văn Nhân Mục Nguyệt khẳng định, ba ngày rồi không có tin tức. Đã xảy ra chuyện gì? Mã Duyệt sốt ruột hỏi. Sau khi hỏi xong, lập tức cô cảm thấy hối hận. Anh ta không liên quan tới mình, sao mình lại quan tâm tới sự an nguy của anh ta? Rồi cô nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Cô biết cô lo lắng cho Văn Nhân Mục Nguyệt. Ước chiến với người ta ở Vũ Hóa Phong Thái Sơn. Vũ Hóa Phong đổ sụp, bọn họ mất tích, Văn Nhân Mục Nguyệt nói, vẫn đang tìm kiếm nhưng có quá nhiều khó khăn. Mã Duyệt nhìn sắc mặt vẫn bình tĩnh của Văn Nhân Mục Nguyệt, muốn an ủi điều gì đó nhưng lại không sao thốt nên lời. Người phụ nữ này quá thông minh, có mạnh mẽ. Căn bản cô ấy không cần thương hại, không cần đồng cảm, cũng không cần an ủi bởi vì thân thể yếu ớt của cô ấy có thể chịu được tất thảy tai họa. Mã Duyệt đã từng rơi vào tình trạng xấu hổ như vậy vô số lần. Anh ấy sẽ không việc gì, Mã Duyệt nói. Cũng giống như trước kia, anh ấy sẽ trở về trong ánh hào quang muôn trường. Tôi cũng nghĩ như vậy. Mã Duyệt mỉm cười. Cô ấy mới cười. Từ khi bị bại lộ thân phận, Mã Duyệt không cần phải mang một cái mặt nạ nặng nề khiến cô một ngạt khó thở. Nụ cười của cô đẹp hơn trước rất nhiều. Không ngờ bên ngoài lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hy vọng tất thảy đều bình an. Văn Nhân Mục Nguyệt liếc nhìn Mã Duyệt rồi như tự nói với mình, Tần gia liên kết với Bạch gia, chuẩn bị nuốt chửng gia tộc Văn Nhân. Lần này đây Mã Duyệt thậm chí còn không mang nổi bộ mặt khiếp sợ của mình. Rốt cuộc là sao vậy? Long trời lỡ đất sao? Tận thế sao? Sao những chuyện xấu lại liên kết với nhau vậy? Mấy ngày nay Văn Nhân Mục Nguyệt làm thế nào? Chỉ một Tần gia đã có thực lực hùng mạnh hơn gia tộc Văn Nhân rồi. Hơn nữa còn có Bạch gia khổng lồ. Hai gia tộc cự phách này liên kết, gia tộc Văn Nhân căn bản không chống lại được. Thậm chí gia tộc Văn Nhân còn không tìm được đồng minh phù hợp ở Trung Quốc. Điều quan trọng là Văn Nhân Đình lão gia bệnh nặng, Văn Nhân Mục Nguyệt không thể tiếp nhận nguồn tài nguyên ông đã gây dựng cả đời mình. Một khi như vậy gia tộc Văn Nhân dùng cái gì để ngăn cản sức tiến công của hai nhà kia? Nỗi khổ tâm riêng tư của cô là gì? Đột nhiên Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi. Mã Duyệt trầm ngâm. Ông của cô hạ độc là vì lợi, còn cố. Ánh mắt sáng quắc của Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn Mã Duyệt không chớp, sắc bén, lạnh, quyết liệt và cả ẩn chứa tình cảm. Trầm ngâm một lúc lâu. Văn Nhân Mục Nguyệt khẽ thở dài. Nàng đứng dậy, chỉ sửa váy rồi đi ra bên ngoài. Tôi có một anh trai, Mã Duyệt nói. Cái gì, chị muốn mang cừu ra đi liều mạng với Tần Tung Hoành và Bạch Phá Cục sao? Cừu Trọng Mưu cười nhạt hỏi, chị đang nói đùa hả? Tôi không nói chơi, Cừu Yên Mị nghiêm túc nói. Một bộ đồ công sở màu trắng, áo lụa thêu hình cánh bướm. Mái tóc dài vấn cao trên đỉnh đầu, chiếc cổ thon dài. Trên cổ quàng một chiếc khăn lụa, vừa tao nhã, vừa hợp thời trang. Cừu Yên Mị ngồi ngay ngắn ở ghế sau bàn làm việc, phong thái cực kỳ tài hoa hơn người. Chị điên rồi, Cừu Trọng Mưu đùng đùng nổi giận nói. Cừu gia chúng ta mới qua nội loạn, sau khi bị thanh trừng, thực lực tổn thất nghiêm trọng. Bây giờ chị lại muốn đi liều mạng với người ta. Hơn nữa là liên minh Tần Tung Hoành, Bạch Phá Cục. Có phải chị muốn kéo chúng tôi vào chỗ chết với chị không? Cừu Yên Mị không nhìn Cừu Trọng Mưu đang phùng má trợn mang nói. Nàng nói, tôi đã quyết định rồi. Chị đã quyết định, Cừu Trọng Mưu liên tục cười nhạt. Chị là ai, cổ phần của chị không nhiều hơn tôi. Chị có quyền gì mà quyết định? Trọng Mưu, không được kích động, Cừu Trọng Huân quát. Hai người bọn họ là anh em họ, lấy Cừu Trọng Huân làm anh. Cừu Trọng Huân có mưu, có chí, làm việc chắc chắn. Hơn nữa y còn biết tiến thoái, hiểu được nắm chắc thời cơ. Ngoại trừ Yến Kinh Tam Kiệt danh tiếng lẫy lừng, y cũng được coi là một nhân vật tuấn kiệt đương thời. Cừu Trọng Huân cười nhìn Cừu Yên Mị nói, tại sao lại có quyết định đó? Chị hiểu rất rõ, tôi cũng hiểu rõ. Cừu gia này đã không phải là cừu gia của chúng ta.
Cô ta đồng ý cho chị làm như vậy sao? Đây vốn là ý tứ của cô ấy, Cửu Yên Mị nói. Nhưng lúc này cô ta không có ở đây, chúng ta không chờ cô ta quay về sao? Không cần chờ, Cửu Yên Mị mạnh mẽ nói. Khi cô ấy không có mặt, tôi chính là người quản lý cao nhất của Cửu Thị. Tôi có quyền quyết định mọi việc. Sát khí bừng lên trong mắt Cửu Trọng Huân rồi biến mất. Y ấn ấn gọng kính mắt, nhìn Cửu Yên Mị nói, tôi nghe nói cô ta không về được. Chương 1402, rơi xuống đáy vực. Cửu Yên Mị lạnh lùng hỏi, nghe ai nói? Trên thế giới này không có bức tường kín gió. Chuyện như vậy mà không ai nghe nói sao? Bây giờ cả Yến Kinh đang nói chuyện này, Cửu Trọng Huân cười nói. Khả năng nhẫn nại của y mạnh hơn Cửu Trọng Mưu nhiều. Y luôn dùng thái độ ôn hòa nhã nhặn thể hiện quan điểm của mình. Thế nhưng khi y ra tay còn tàn nhẫn hơn Cửu Trọng Mưu nhiều, có thể hình dung như con độc xà đang mỉm cười. Vậy thì sao nào? Cửu Yên Mị hỏi, cho dù cô ấy có quay về nữa hay không thì một nửa Cửu Thị là của cô ấy. Giúp đỡ gia tộc Văn Nhân vượt qua khó khăn là điều cô ấy muốn làm. Nếu cô ấy ở đây, cô ấy nhất định cũng quyết định như vậy. Chị cảm thấy làm thế là thích hợp hả? Cửu Trọng Huân hỏi. Khi cô ấy chưa rõ sống chết, vì sao chị lại kéo cả Cửu gia đi chôn cùng cô ta? Chị đừng có quên, cô ta có một nửa Cửu Thị nhưng chúng tôi cũng có một nửa. Chúng tôi có thể là người đại diện chính thức của Cửu Thị, cô ta là kẻ cướp. Nếu như Cửu gia rơi vào tay cô ta có thể còn mang họ Cửu không? Chỉ sợ sẽ đổi thành họ Tần. Hai người không cần nói nữa, Cửu Yên Mị đứng dậy. Nàng uể oải vặn lưng nói, tôi đã quyết định rồi. Cứ vậy mà làm. Chị quyết định. Chị có quyền gì mà quyết định, một lần nữa Cửu Trọng Mưu nổi giận. Tôi không đồng ý, chị muốn chết thì cứ tự mình đi tìm chết, đừng có kéo cúng tôi xuống bùn. Cửu Yên Mị cười nhạt nói, em có quyền gì mà không đồng ý. Tôi là một thành viên Cửu gia, tôi cũng có cổ phần trong Cửu Thị. Không chỉ mình tôi không đồng ý mà những người Cửu gia khác cũng không đồng ý, Cửu Trọng Mưu nói. Chỉ sợ là em thất vọng rồi, Cửu Yên Mị nói. Cô ấy quay về, cô ấy sẽ làm vậy. Cô ấy không quay về, tôi chính là người phát ngôn của cô ấy, tôi vẫn phải làm vậy, cổ phần của cô ấy nhiều hơn cổ phần của tôi. Cho dù là đưa lên ban giám đốc cũng coi như là vậy. Bây giờ tôi còn bận nhiều việc, hai người ra ngoài đi. Chị, Cửu Trọng Mưu còn định tranh cãi thì bị Cửu Trọng Huân cản lại. Cửu Trọng Huân cười nói, đi thôi, chúng ta cãi nhau ở đây cùng chẳng giải quyết được chuyện gì. Hãy đi lấy ý kiến của mọi người. Cửu Trọng Mưu thầm nghĩ cũng đúng, bác cả và bác hai còn chưa lên tiếng, bản thân mình không cần phải anh dũng xông lên đánh trận đầu. Cho dù cô ta ở đây hay không tôi vẫn bảo lưu ý kiến của mình, Cửu Trọng Mưu nói. Tùy, Cửu Yên Mị thờ ơ nói. Đợi khi hai người đi ra ngoài, Cửu Yên Mị uể oải xoa xoa đầu. Các quán rách nát này vẫn cần phải có một người mạnh mẽ tới khống chế. Không cần phải nghi ngờ Lệ Khuynh Thành thích hợp hơn bản thân mình nhiều. Cô ấy bò lên từ tầng chót của xã hội, trải qua vô số gian nan, nguy hiểm, vì vậy cô ấy cùng kiên cường, cứng cởi hơn mình, ngang bướng hơn, có lực tấn công mạnh hơn. Ra khỏi phòng làm việc của Cửu Yên Mị, Cửu Trọng Huân nói, đi, tới phòng làm việc của anh. Hai người Cửu Trọng Huân và Cửu Trọng Mưu cùng đi làm ở Cửu Thị, hơn nữa bọn họ còn có phòng làm việc riêng. Cửu Trọng Huân làm ở phòng đấu tư nên phòng làm việc của y cũng nằm ở tầng 16 như phòng làm việc của Cửu Yên Mị. Khi vào cửa, thư ký giúp bọn họ thay đôi giày da thành dép lê mềm, hỏi hai người xem có muốn uống gì không, sau đó rót cho hai người một ly rượu đỏ không cùng năm theo sở thích của từng người rồi lui ra ngoài. Đúng là buồn cười, Cửu gia chúng ta từ khi nào tới lượt người phụ nữ đó làm chủ vậy? Cửu Trọng Mưu căm hận nói. Cửu Trọng Huân khẽ lắc ly rượu đỏ trong tay, để mặc cho mùi rượu bay trong không trung, nói, Cửu gia chúng ta không phải vẫn luôn do phụ nữ làm chủ sao? Cửu Trọng Mưu âm trầm nhìn Cửu Trọng Huân, cười khinh miệt nói, thế nào, ngay cả anh cũng đồng ý với cách làm của cô ta. Cô ta muốn đưa chúng ta đi chết, anh cũng đồng ý sao? Ai, anh nói này, chị ấy đắc tội với em, anh không đắc tội với em nhá. Em không thể xả hết cơn tức giận lên người anh, Cửu Trọng Huân oan uổng nói. Hơn nữa khi đó anh có từng nói anh đồng ý không? Hai nhà Tần, Bạch liên thủ, hơn nữa còn là liên thủ toàn diện. Đây là sự hợp tác chưa từng có trong lịch sử. Lúc này bọn họ hùng mạnh tới mức nào, anh không biết, em cũng không biết, ít nhất anh biết gia tộc Văn Nhân còn lâu mới chống lại được. Chúng ta tham gia vào đó chỉ để thành bia đỡ đạn mà thôi. Vậy sao lúc này anh không phản đối, khiến một mình em phải đơn độc?
Cửu Trọng Mưu bất mãn nói. Em có thể phản bác của em có ích không? Em nghĩ rằng hai người chúng ta cùng phản đối thì có tác dụng sao? Cửu Trọng Huân lắc đầu nói, chỉ dựa riêng vào lực lượng của chúng ta thì không đủ. Ý của anh là, bây giờ chỉ còn hai con đường để đi, Cửu Trọng Huân nói. Với thủ đoạn của Lệ Khuynh Thành, với những chuyện chúng ta đã làm cho cô ta vẫn đồng ý chấp nhận sự quy phục của chúng ta, vì sao? Bởi vì khi đó cô ta vẫn chưa đứng vững ở Cửu Thị. Bởi vì cô ta hoàn toàn không hiểu Cửu Thị, cùng bởi vì cô ta muốn chúng ta trở thành cây súng cho cô ta sử dụng, phân hóa nội bộ, chia rẽ chúng ta. Ả đó rất giỏi tấn công người khác, cũng rất giỏi chịu đựng. Trong cuộc đời mình, đây là đối thủ làm anh sợ hãi nhất. Thế nhưng điều này không có nghĩa là cô ta đã quên những chuyện trước kia. Cô ta không trả thù là vì cô ta cần chúng ta. Bây giờ cô ta dần dần đứng vững ở Cửu Thị, càng ngày càng hiểu rõ về nghiệp vụ của Cửu Thị. Cô ta còn cần chúng ta bao lâu? Anh còn sợ cô ta trả thù sao? Em biết không, ánh mắt Cửu Trọng Huân nhìn Cửu Trọng Mưu như con cá chết. Có rất nhiều đêm, anh bừng tỉnh vì ác mộng. Cho tới bây giờ anh vẫn không sợ cô ta sẽ trả thù mình mà anh chỉ lo cách thức cô ta trả thù mà thôi. Đây là một cơ hội, Cửu Trọng Huân nói. Một cơ hội thoát khỏi ác mộng. Làm thế nào thoát khỏi nó? Cửu Trọng Mưu hỏi, gã cũng không khỏi lạnh lưng khi nghe anh họ mình nói. Nghĩ tới đủ mọi chuyện Lệ Khuynh Thành đã làm, tới khi Lệ Khuynh Thành thật sự chĩa mũi dao vào hai anh em bọn họ, chỉ sợ khi đó trước mắt bọn họ chỉ có một con đường chết. Anh đã nói, chúng ta có hai con đường để chọn, Cửu Trọng Huân nói. Một là phụ thuộc, sự phụ thuộc không còn bất kỳ quyền gì hết. Nếu như vậy cô ta sẽ xem xét lòng trung thành của chúng ta, nói không chừng sẽ hạ thủ lưu tình với chúng ta. Còn con đường khác là gì? Vậy hãy làm cho bọn họ không còn đường để đi, ánh mắt Cửu Trọng Huân cực kỳ ác liệt. Nếu như, anh nói là nếu như, một người không về, người còn lại cũng biến mất thì sao? Một chiếc xe bình dân chỉ có hơn 100.000 chạy vào cổng Thiên Ba Phủ Nhất Hào, sau đó rẽ trái tiến thẳng tới biệt thự riêng của Tần Tung Hoành. Điều này khiến đám vệ sĩ canh cổng rất kinh ngạc. Thiên Ba Phủ Nhất Hào này là nơi tập trung siêu xe. Xe bình dân, ngoại trừ một số ít còn phần lớn không cùng đẳng cấp. Hơn nữa điều khiến bọn họ càng kinh hãi là chiếc xe này không bị kiểm tra ở cổng, thậm chí còn không có thẻ hội viên, chạy thẳng vào trong, một đường không dừng. Chiếc xe dừng lại trước cửa biệt thự. Tần Tung Hoành mặc một bộ vest đen đương nhiên đang đứng đón ở trước cửa. Cánh cửa trước xe mở ra, Điền Loa cũng trong bộ vest đen ra ngoài, đi xuống mở cửa sau. Lúc này một người châu Âu, dáng người cao to, gương mặt thâm thúy từ trong xe bước ra ngoài. Ông ta có cái đầu to, cửa xe này dường như hơi thấp nên khi ông ta từ trong xe ra ngoài, hành động rất cẩn thận như chỉ sợ va chạm vào chiếc đầu chọc của mình. Tần Tung Hoành đi xuống bậc thềm, chủ động giơ tay bắt tay người đàn ông đầu chọc. Cười nói bằng tiếng Anh, Lý Ngang tiên sinh, hoan nghênh quang lâm. Cảm ơn anh, Tần thân mến. Tôi rất vui khi tới Trung Quốc, rất vinh hạnh được quen biết người trẻ tuổi tài năng như anh. Năng lực biểu hiện bằng ngôn ngữ của Lý Ngang cực kỳ tốt, thân thiết ôm Tần Tung Hoành. Tôi cũng vô cùng vinh hạnh. Dù thế nào đi nữa, xin mời ngài chuyển lời chào tới An Tê Oan tiên sinh hộ tôi, Tần Tung Hoành nói. Đúng vậy, An Tê Oan tiên sinh cũng nói vậy với tôi, ông ấy bảo tôi ân cần chào hỏi người nhà của anh. Các vị rất có nguyên tắc, hơn nữa là người chú ý lễ nghi. Nhất định các vị sẽ có cơ hội trở thành bạn tốt. Hy vọng là thế, Tần Tung Hoành mời Lý Ngang vào trong phòng khách. Không nhạc công tới đệm nhạc, đích thân Tần Tung Hoành pha trà mời khách. Không hiểu lần này Lý Ngang tiên sinh tới Trung Quốc có công vụ gì. Lý Ngang bưng ly trà thơm đặt trước mũi, hít dáng vẻ rất say mê, hai mắt nhắm lại. Sau đó ông ta uống một ngụm nhỏ, để mặc trà thơm chảy trong miệng mình, nói. Giải trừ khó khăn cho anh. Tần Tung Hoành cười nói, tôi có khó khăn gì? Mặc dù hai nhà Tần, Bạch liên thủ, thực lực khổng lồ nhưng gia tộc Văn Nhân có vương gia trợ giúp. Các vị hẳn hiểu rõ bối cảnh của vương gia, có sự ủng hộ toàn lực của vương gia, không một ai dám nói. Bối cảnh dù lớn cũng phải dựa vào quy cũ, Tần Tung Hoành mạnh mẽ nói. Chỉ cần bọn họ làm theo quy cũ, tôi sẽ không sợ thất bại. Đương nhiên tôi vẫn muốn nghe diệu kế hóa giải cục diện này của Lý Ngang tiên sinh. Anh có biết năng lượng tứ thông không? Biết, Tần Tung Hoành nói, công ty của gia tộc Văn Nhân ở nước ngoài. Chúng tôi có thể giúp anh hạ gục tứ thông, Lý Ngang cười nói. Chỉ cần một câu nói của anh, chúng tôi sẽ dồn nó vào đường cùng, suốt đời không thể đứng dậy được. Tần tiên sinh, đây chính là tình hữu nghị của An Tê Oan tiên sinh.
mời anh hãy tiếp nhận. Chương 1403, khai hỏa. Đại chiến đột nhiên bùng nổ. Thứ hai, thị trường cổ phiếu Nasdaq Mỹ vừa mới mở cửa, Tứ Thông Quốc tế, một công ty khoa học kỹ thuật tới từ Trung Quốc đã bị ngắm bắn. Không tới 20 phút, từ 65 USD một cổ phiếu lập tức hạ xuống 35 một cổ phiếu, giảm gần một nửa. Sau 20 phút đồng hồ, một lượng tài chính khổng lồ bắt đầu tung ra cứu nguy. Trong sự thôn tính điên cuồng của bọn họ, giá trị cổ phiếu của Tứ Thông Quốc tế được kéo lên tới 56 USD một cổ phiếu. Ngay khi chúng được dần kéo lên cao, bất ngờ đối thủ tăng cường tấn công. Mi công ta thủ, mi đè ta kéo, hai bên cứ thế cùng theo đuổi mưu đồ riêng lao vào cuộc chiến giành co bi thảm. Giá cổ phiếu của Tứ Thông Quốc tế lên xuống phập phồng từ 50 USD tới 56 USD, gần như mỗi giây số liệu lại đổi một lần. Vì thế tấn công của đối phương rất mạnh. Ngay từ ban đầu trận đại chiến này khiến cho giới cá mập Wall Street và những nhà đầu tư trên thế giới bắt đầu chú ý. Ban đầu bọn họ vẫn còn chưa hiểu rõ, nghi ngờ đây chính là vở kịch tự đầu tư, tự biên tự diễn của nhà cái. Thế nhưng khi trận quyết đấu này càng kéo dài, tranh đấu càng lúc càng quyết liệt, tin tức mà mọi người thu được càng lúc càng nhiều. Bọn họ bắt đầu hưng phấn, nhe nanh múa vuốt thao túng một lượng tài chính rất lớn đổ vào cuộc chiến. Đối với những cá mập tài chính này, thao túng thị trường chứng khoán chỉ là một trò chơi với bọn họ. Những dân chơi cổ phiếu nhỏ kia sống hay chết chỉ phụ thuộc vào suy nghĩ của bọn họ. Vì có sự gia nhập của bọn họ, cổ phiếu Tứ Thông Quốc tế lập tức mất sự điều khiển. Giá cổ phiếu như ngồi xe trên đường núi lao xuống vực, một cú té ngã khiến người ta thấy mà giật mình kinh hãi. Cùng ngày, Cục Bảo vệ Môi trường nước Pháp công bố tin tức mỏ Phoenician ở Lac-Guinard Pháp ô nhiễm nghiêm trọng, mang tới ảnh hưởng rất tồi tệ cho bầu không khí Paris và cuộc sống của dân cư địa phương. Chính quyền địa phương ra lệnh cho khu mỏ phải đóng cửa, chỉnh đốn cải tiến hơn nữa còn phạt tiền 700.000 đô la Mỹ. Hóa đơn phạt chỉ là chuyện nhỏ, vấn đề là đóng cửa, chỉnh đốn và cải tiến mới là sự trừng phạt lớn. Bởi vì bạn sẽ không biết phải đóng cửa tới khi nào. Tổn thất tài chính, hàng ngày của khu mỏ cực kỳ lớn. Chỉ có một số ít người biết khu mỏ Phoenician là sản nghiệp của gia tộc Văn Nhân, bắt đầu đi vào khai thác từ 20 năm trước. Không thể không nói trong 20 năm qua không xảy ra vấn đề. Thế nhưng tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề nghiêm trọng như thông báo. Người phụ trách khu mỏ Phoenician liên lạc với các mối quan hệ chính trị, tất cả chấm dứt trong thất bại. Nếu như nói là sự trùng hợp, người ngu cũng không tin được. Cùng ngày, 9 giờ 30 phút sáng, Cục Đường Bộ Trung Quốc công bố tin tức, Thiết Long Lộ Kiều phụ trách xây dựng đường cao tốc Tô Chiết gặp vấn đề trong thi công, vi phạm nghiêm trọng kỹ thuật của công trình, không vượt qua được cuộc nghiệm thu công trình. Trần Đan, thành viên ban quản trị Thiết Long Lộ Kiều tham ô, nhận hối lộ 7 triệu 500 nghìn nhân dân tệ bị bắt giam. Có đầy đủ chứng cứ chứng minh Trần Đan trong thời gian làm thành viên ban quản trị Thiết Long Lộ Kiều tham ô công quỹ nhà nước, làm giả báo cáo, đánh lừa lãnh đạo và nhà đầu tư. Tin tức mới phát ra, cổ phiếu của Thiết Long Lộ Kiều lập tức rớt giá điên cuồng. Không tới 20 phút Thiết Long Lộ Kiều bị hạ knock out. Building hoàn cầu. Trong một căn phòng rộng rãi xa hoa, Văn Nhân Mục Nguyệt ngồi cực kỳ thoải mái ở ghế salon. Trước mắt nàng là một màn hình rất to, những con số xanh, đỏ liên tục thay đổi nhấp nháy hoa cả mắt liên tục rơi vào trong ánh mắt nàng. Mã Duyệt bị giam, tổ trí não do Mã Duyệt lãnh đạo hoàn toàn bị Văn Nhân Mục Nguyệt gạt bỏ ra ngoài nhóm thành viên chủ chốt. Bây giờ Quả Vương đang dẫn dắt một nhóm người làm việc trong văn phòng. Trước mặt mỗi người là bàn và mấy chiếc máy tính, ai nấy liên tục thao tác tay. Nơi này chính là phòng tác chiến của Văn Nhân Mục Nguyệt. Kể cả bản thân nàng, chỉ có 16 người. Mà bên ngoài phòng tác chiến nhỏ này còn một văn phòng làm việc rất rộng. Nơi đó có cả trăm người đang bận rộn làm việc, kiên cường tranh đấu dưới sự chỉ huy của Hồ Sào. Sắc mặt Văn Nhân Mục Nguyệt lạnh lùng nhưng không căng thẳng. Cùng với những kinh nghiệm có được qua vô số lần tranh đấu trước kia, lần này cùng chỉ là một cuộc chiến, vấn đề là cuộc chiến này quy mô hơn một chút, kẻ thù hùng mạnh hơn một chút, thất bại hậu quả nghiêm trọng hơn một chút. Đương nhiên nếu thắng lợi lợi ích thu được cũng lớn hơn một chút. Văn Nhân Mục Nguyệt không lo lắng, cũng không có nghĩa là Quả Vương và nhóm người của anh ta không lo lắng. Một loạt tin xấu nhận được khiến Quả Vương có phần nhớn nhác. Nếu như không phải Văn Nhân Mục Nguyệt đích thân chỉ huy, nếu như không phải đây không là công ty của nhà anh ta đã sớm thở hổn hển chửi vung lên rồi. Quá hèn hạ, quá hạ lưu, quá vô sỉ, quá độc ác, làm việc không lưu tình.
Tất cả mọi chuyện xảy ra đồng thời, hơn nữa mỗi một đao đều đâm vào thân thể nghiệp vụ chủ yếu của gia tộc Văn Nhân. Cứu hay không cứu? Cứu, tất nhiên phải huy động một lượng lớn tài chính. Một lỗ hổng có thể bổ khuyết, hai lỗ hổng cũng có thể bổ khuyết. Thế nhưng cùng lúc xuất hiện mười mấy lỗ hổng, thậm chí nhiều hơn, bạn cần bao nhiêu tài chính để bổ khuyết? Không cứu, như vậy thì hỏng, không cứu, nghiệp vụ chủ yếu sẽ tê liệt, thế giới sẽ không tin tưởng vào năng lực kinh doanh của gia tộc Văn Nhân. Điều này so với việc sớm tuyên bố thất bại có gì khác nhau? Tiểu thư, bên kia lại thông báo hợp đồng chúng ta ký kết với công ty Hàn Quốc đột nhiên bị hủy bỏ. Húc Nhật, đối thủ cạnh tranh, với chúng ta lại ký được hợp đồng. Đám người Hàn Quốc này luôn không nói chứ. Tín Quả Vương cầm một báo cáo chạy tới trước mặt Văn Nhân Mục Nguyệt nói, chúng đã khai triển toàn diện với chúng ta. Nếu như chúng ta có đủ khả năng tài chính, dù không đánh chết hay tàn phế chúng thì ít nhất cũng tạo khối u ác tính trên người chúng. Rất có khả năng chúng đang cố cướp tài chính của chúng ta, chờ chúng ta xuất hiện vết rạn tài chính. Quả Vương không nói tiếp, bởi vì đối với hàng không mẫu hạm tập đoàn Văn Nhân này, rạn nứt tài chính sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng thế nào thì ai cũng biết. Điều này còn nghiêm trọng hơn cảnh một con thuyền đang chạy trên biển đột nhiên hết nguyên liệu. Không có nguyên liệu thì có thể bỏ neo tại chỗ chờ cứu viện. Tập đoàn không có tài chính, tất cả cơ hội đều mất. Văn Nhân Mục Nguyệt nhận báo cáo, nhìn thoáng qua rồi nói, hãy để cho bọn họ tự cứu. Không rút tài chính từ bên kia nữa. Thế nhưng bây giờ công ty đủ tài chính cung cấp cho chúng ta càng ít. Nếu như bây giờ sử dụng lượng tài chính chúng ta đã chuẩn bị sẽ sớm dẫn tới quyết chiến. Người nào dẫn tới quyết chiến sớm hơn, khả năng thua của người đó nhiều hơn. Trong căn phòng làm việc này, nhân viên duy nhất ngoài biên chế chính là Văn Nhân Chiếu. Hắn ngồi bên cạnh Văn Nhân Mục Nguyệt, ánh mắt ngơ ngác nhìn hai người nói chuyện. Mặc dù Văn Nhân Chiếu không hiểu nhưng hắn cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng dương cung bạt kiếm. Chị, tại sao Bạch Phá Cục lại liên kết với Tần Tung Hoành đối phó với chúng ta? Không phải trước kia anh ta cùng một phe với chúng ta sao? Văn Nhân Chiếu hỏi, lần trước không phải hai nhà Bạch, Văn Nhân liên kết đánh Tần ra sao? Vì sao chỉ trong nháy mắt lại biến thành kẻ thù? Lợi ích Văn Nhân Mục Nguyệt nói, không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Văn Nhân Mục Nguyệt dẫn Văn Nhân Chiếu tới đây chính là muốn hắn nhìn rõ bộ mặt thật của thế giới này. Vì vậy nàng không ngại chỉ cho hắn mấy câu. Ồ, chúng ta cho anh ta một ít tiền không được sao? Không phải anh ta sẽ lại đứng bên chúng ta sao? Văn Nhân Chiếu nói. Văn Nhân Mục Nguyệt thầm nghĩ, có phải mình rất ngây thơ không? Tại sao lại đặt hy vọng vào một kẻ đầu đất thế này? Tiểu thư Quả Vương vẫn đứng chờ quyết định cuối cùng của Văn Nhân Mục Nguyệt. Nếu như không lấy tài chính là bên chính đại, lượng tài chính chúng ta có thể dùng càng ngày càng ít đi. Nếu như chúng nhân cơ hội này chèn ép những cổ phiếu khác của chúng ta sẽ không thể phản kích. Văn Nhân Mục Nguyệt giơ tay nhìn đồng hồ nói, hẳn là tới rồi. Cạch cạch, cánh cửa phòng bị trợ lý Quả Tử của Văn Nhân Mục Nguyệt mở ra. Cô đi vào nói, tiểu thư, Vương Phu Nhân và Vương Tiểu Thư tới. Mời vào. Văn Nhân Mục Nguyệt vừa nói nàng vừa vội vàng đứng dậy nghênh đón. Cho dù Văn Nhân Mục Nguyệt là người kiêu ngạo như nào đi nữa, với thân phận của Trương Nghi Y, con dâu vương gia, vợ tư lệnh quân khu, nàng không thể không đứng dậy. Trương Nghi Y trong bộ đồ màu trắng, ôm lấy thân hình, lồi lõm rất nổi bật đi trước vào trong phòng. Ánh mắt sáng quắc chăm chú nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt, quan sát, đánh giá với đôi chút thái độ thù địch. Một giây, hai giây, ba giây. Sau đó bà quay đầu nói với con gái Vương Cửu Cửu, quả thật cô ấy rất xinh đẹp. Nhìn thấy sắc mặt con gái thoáng thay đổi, Trương Nghi Y vội vàng bổ sung một câu. Thế nhưng so với con gái bảo bối của tôi thì hai mắt có vẻ nhỏ hơn một chút, mũi hợp sụp, da hơi kém, dáng người tương tự nhau nhưng quần áo quá kém. Trông giống như một nông dân vậy, xem ra vẫn chỉ con gái của tôi biết cách ăn mặc đẹp. Vương Cửu Cửu rỡ khóc rỡ cười, nói, bây giờ là lúc nào rồi mà mẹ còn đánh giá này nọ. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn của chúng ta. Phụ nữ của đàn ông đều là tình địch của chúng ta, Trương Nghi Y nói. Hai mẹ con chúng ta đồng lòng đánh bại cô ta, khiến Tiểu Tần khó thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta. Vương Cửu Cửu cười ngượng ngập, Văn Nhân Mục Nguyệt người ta đang đứng trước mặt mẹ. Mẹ lại khoác lác muốn đánh bại người ta. Cuối cùng Trương Nghi Y cũng nhận ra Văn Nhân Mục Nguyệt. Bà cười bắt tay Văn Nhân Mục Nguyệt theo khuôn phép và nói, có chúng tôi ở đây, cô cứ yên tâm. Sau đó bà vung tay nói, khai hỏa. Chương 1404, bức bách quyết chiến.
Vương Cửu Cửu không hỏng ứng từ khai hỏa của Trương Nghi Y, nàng nói, chúng ta hãy nghe chị Mục Nguyệt kể lại tình hình. Dường như chị ấy quen thuộc tình hình hơn, mẹ đừng chỉ huy mò mẫm. Sao mẹ lại chỉ huy mò mẫm? Con có biết mẹ tốt nghiệp trường nào không hả? Mẹ nói ra sẽ khiến con tự ti. Ai, con mang bộ mặt gì vậy? Mẹ rất lợi hại đó. Trận chiến này giao cho mẹ đánh, nhất định sẽ thu thập được đám con cháu hai nhà Tần, Bạch Trương Nghi Y buồn bực nói. Sở dĩ Trương Nghi Y hạ uy của văn nhân Mục Nguyệt chỉ vì bà muốn tạo cơ hội cho con gái tranh quyền chỉ huy chung. Tôi không quan tâm có lợi hại, ưu tú nhường nào, tôi cũng chẳng để cô vào mắt. Trong tim tôi, con gái tôi là quan trọng nhất. Tương tự Trương Nghi Y cũng đang nhắc nhở văn nhân Mục Nguyệt rằng, Vương Cửu Cửu mới là bạn gái chính thức của Tần Lạc. Chúng tôi tới hỗ trợ chỉ vì Tần Lạc, không có quan hệ thân thiết với văn nhân gia của cô. Hơn nữa nếu như trận này Minh nắm quyền chỉ huy, hơn nữa còn giành thắng lợi huy hoàng, không phải sức nặng của Vương Cửu Cửu càng tăng lên trong mắt Tần Lạc sao? Khi đó hắn sẽ chính thức ai chính là người vợ hiền của hắn. Nếu như để văn nhân Mục Nguyệt chỉ huy trận chiến này nhưng lại giành được thắng lợi thì sao? Cho tới tận bây giờ Trương nữ sĩ chưa từng nghĩ tới vấn đề thất bại ngu ngốc. Đáng thương thay tấm lòng của các bậc cha mẹ, người mẹ luôn vì con gái mình mà làm nhiều chuyện. Đáng tiếc Vương Cửu Cửu vừa lên tiếng đã dẹp bỏ hoàn toàn suy nghĩ của Trương Nghi Y. Hơn nữa nàng còn chủ động trao quyền chỉ huy cho văn nhân Mục Nguyệt. Bà nghĩ mãi mà không hiểu, liệu có cần thiết phải thân thiết với tình địch của mình không? Văn nhân Mục Nguyệt nhận được cơ hội lên tiếng, nàng cười nói với Trương Nghi Y, không sao, dì Trương là bề trên. Ý kiến của dì rất quan trọng. Thôi chị nhận đi, Vương Cửu Cửu cười nói, tính mẹ em là vậy, chị đừng quan tâm. Bỏ đi, tôi không thích, văn nhân Mục Nguyệt nói. Trương Nghi Y chỉ hận không thể vê Vương Cửu Cửu thành một cục nhét lại vào trong bụng mình. Người ta là người ngoài thì đang tán thưởng mình, trong khi đó con gái mình thì lại đang ngăn cản mình. Vương Cửu Cửu kéo tay Trương Nghi Y, véo véo tay, không để bà tiếp tục nói lung tung. Nàng nói, tình hình thế nào? Tứ bề thọ địch, văn nhân Mục Nguyệt nói, bên kia đã chuẩn bị, khai chiến toàn diện, chúng ta đang thành người cứu hỏa dập lửa bốn xung quanh, cực kỳ bị động. Nhân viên và tài chính bên em đã vào vị trí, cần chúng em làm gì không? Vương Cửu Cửu hỏi. Tốt lắm, văn nhân Mục Nguyệt quả quyết nói, bây giờ chúng ta bắt đầu châm lửa. Được, hãy giao cho em, Vương Cửu Cửu cười nói. Vương Cửu Cửu lấy điện thoại di động, bấm một cuộc gọi, nói, bắt đầu hành động. Giá cổ phiếu của công ty khoa học kỹ thuật Hằng Tín bị ép. Có người đang chèn ép. Ba cổ đông lớn của công ty chế tạo Hoàn Vũ làm phản, bán ra tất cả cổ phiếu. Công ty cơ giới Tam Nhị Trọng phát sinh sự cố. Truyền thông chính thức đưa tin. Công ty thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đình Hảo đột nhiên mất điện. Dự đoán trong 3 ngày tới cũng khó hoạt động trở lại. Hạng mục bất động sản Bích Thủy Nguyên Hoán Thành bị ngăn cản. Trong một phòng làm việc nhỏ, hai người đàn ông ngồi đối diện với nhau. Bọn họ thư thái ngồi trên ghế salon, trong tay cầm ly rượu đỏ, khẽ lắc. Thế nhưng lúc này bọn họ thật sự không có tâm trạng uống. Tất cả tinh thần của bọn họ còn đang tập trung vào bức tường đối diện. Trên bức tường có treo những màn hình, những hình ảnh liên tục thay đổi, những đường vòng cung xanh đỏ giao nhau vừa mới vút lên lại đã nhanh chóng hạ xuống. Mấy tỷ tài chính mới ném ra này, một là bốc hơi hết, hai là bành trướng lên rất nhiều. Mỗi một màn hình TV có một cái loa nhỏ, nhân viên giải thích tình huống thông qua loa, hơn nữa giọng nói còn rất ăn khớp với hình ảnh khiến người ta mới nhìn đã hiểu ngay, cũng tiện cho việc phân tích số liệu. Anh thấy thế nào? Tần Tung Hoành mân mê ly rượu đỏ, cười tủm tỉm hỏi. Vương gia tham dự, bọn họ bắt đầu phản kích, ngón tay trái của Bạch Phá Cục nhẹ nhàng miết trên ghế salon, nói. Lấy độc trị độc, chúng ta điểm hỏa bọn họ dùng cách thức tương tự đào hầm chôn chúng ta. Không thể không nói, nếu như một mình Tần gia hay Bạch gia khởi động cuộc chiến này, quả thật sẽ tổn thất nghiêm trọng, đả thương địch thủ 1.000, tổn thất 800. Chiêu này rất được, Tần Tung Hoành cười nói. Chẳng lẽ bọn họ đã quên lần này hai nhà Tần, Bạch liên thủ? Bọn họ điểm hỏa Tần gia, chẳng lẽ Bạch gia sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Bạch Phá Cục phá lên cười nói, Tần thiếu gia, tới bây giờ anh vẫn còn e ngại tôi sao? Không có gì, không lo lắng, tất cả mọi người chỉ muốn kiếm tiền, Tần Tung Hoành cười nói. Được rồi, vậy tôi sẽ khiến Tần thiếu gia bỏ tảng đá trong lòng xuống, Bạch Phá Cục nói. Y cầm điện thoại di động ở trên bàn, bấm gọi, nói, căn cứ theo kế hoạch đã định, khiêu chiến toàn diện với gia tộc văn nhân.
Dạ từ trong điện thoại vang lên một giọng nói đàn ông kiên quyết, có lực. Tần thiếu gia, anh hài lòng rồi chứ? Đúng là cần có hình thức hợp tác thẳng thắn này. Tần Tung Hoành cười nâng ly, Bạch thiếu gia, tôi kính anh một ly. Không Bạch Phá Cục xua tay nói, mừng thắng lợi. Mừng thắng lợi. Ly rượu thủy tinh của hai người chạm vào nhau, phát ra âm thanh giòn tan. Lượng tài chính khổng lồ được Bạch gia chuẩn bị trước như cơn lũ bất ngờ ập tới. Gia tộc Văn Nhân tạo cho người ta một cảm giác bị đánh tơi bời. Một bên dũng mãnh tiến vào, một bên gấp rút thu hẹp nghiệp vụ. Gia tộc Văn Nhân liên tục rơi vào thế bất lợi, cục diện rất nguy hiểm. Thắng lợi trong tầm tay khiến tâm trạng Tần Tung Hoành rất vui. Anh ta nhìn Bạch Phá Cục, Bạch Phá Cục cũng nhìn Tần Tung Hoành. Hai người tỉnh táo nhìn nhau, yên lặng. Bây giờ chính là lúc Tần Tung Hoành nói. Vậy bức bách bọn họ quyết chiến, Bạch Phá Cục nói. Tập đoàn Cửu Thị, phòng họp nhỏ. Yên Mị, cháu phải tỉnh táo. Bây giờ không phải là thời đại nghĩa khí nắm quyền, chú hai cửu giật hòa của cửu Yên Mị hết lòng khuyên nhủ. Chú biết bây giờ các người đang nắm quyền cao trong công ty. Lời nói của chúng ta không có trọng lượng, thế nhưng là một thành viên cửu gia, là chú của cháu, chú muốn cháu phái lấy đại cục làm trọng. Cửu thị không phải là cửu thị của một người mà là cửu thị của cửu gia chúng ta, cần phải thận trọng. Cửu giật phân kéo một hơi thuốc, nói, nếu như cô ta có mặt, cô ta ra quyết định, cha khó mà nói được gì. Thế nhưng Yên Mị con làm như vậy, cha tuyệt đối không thể chấp nhận. Rốt cuộc con là người cửu gia hay là người của cô ta? Con cũng thấy đấy, bây giờ hai bên đang tranh đấu quyết liệt. Chúng ta tham gia không phải là chui vào con đường chết sao? Đúng vậy, cháu hãy nhìn đi. Cửu giật như chỉ vào màn hình TV trên tường trong phòng họp đang phát bán tin tài chính kinh tế, nói, không một ai coi trọng gia tộc Văn Nhân, chỉ một Tần gia đã khiến gia tộc Văn Nhân lao đao, nay tăng thêm một Bạch gia. Hai nhà đầu sỏ này liên kết thôn tính công ty một nhà. Gia tộc Văn Nhân làm gì để ngăn cản đây? Chỉ có con đường chết. Yên Mị, cô nhìn cháu lớn lên, cháu không thể kéo chúng ta chết cùng. Cháu đừng quên cô cũng có cổ phần ở cửu thị. Hay như này đi, cửu Yên Mị mệt mỏi vuốt vuốt huyệt thái dương, nói, mọi người bán cổ phần, tôi mua lại bằng tiền mặt. Khi đó mọi người không còn liên quan gì tới cửu thị, thua cũng được mà thắng cùng chẳng sao, mọi người không cần quá lo lắng. Sau một hồi yên lặng, người đầu tiên thổi bùng cơn bão vẫn là chú hai cửu giật hòa. Bán cổ phần, cái gì là bán cổ phần? Tôi là một thành viên cửu thị, tôi là đàn ông cửu gia, sao tôi phải bán cổ phần? Chúng tôi bán, cửu thị còn là công ty cửu gia nữa không? Nói vậy mà cũng nói sao? Đúng vậy, Yên Mị, liệu đây có phải là độc kế cháu và con đàn bà độc ác họ Lệ sắp đặt, muốn nhân cơ hội này đá tất cả những người không vừa mắt chúng ta ra khỏi cửu thị? Bán cổ phần, chúng tôi không liên quan tới cửu thị nữa. Sau này chúng tôi sống bằng cái gì? Tôi một lòng làm việc vì cửu thị, tôi sẽ không bán. Cửu Yên Mị gõ gõ bàn, nói, tôi đã cho mọi người con đường lui. Mọi người đã tự lựa chọn, bây giờ cứ quyết định như vậy. Cửu thị dốc toàn lực ủng hộ gia tộc Văn Nhân. Tôi đã thông báo cho bộ phận tài vụ huy động tài chính. Được rồi, tan họp, tôi còn bận rất nhiều việc. Cửu Yên Mị nói xong, cô đứng dậy đi ra ngoài, để lại một đám con cháu cửu gia chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Lẽ nào lại như vậy? Cửu giật hòa bực tức đập tay xuống bàn gầm lên. Đáng tiếc những người khác chỉ im lặng, không một ai quan tâm. Sau khi Cửu Yên Mị rời khỏi phòng họp, cô không quay lại phòng làm việc của mình mà đi thẳng xuống lầu, đi xuống bãi đổ xe ngầm. Lệ Khuynh Thành không có ở đây, cô phải hoàn thành việc mà Lệ Khuynh Thành muốn làm. Cửu Yên Mị đã điều động một lượng lớn tài chính. Thế nhưng sử dụng số tiền này như thế nào thì phải giao cho Văn Nhân Mục Nguyệt thống nhất điều hòa. Chính vì vậy Cửu Yên Mị dự định tới building Hoàn Cẩu gặp mặt Văn Nhân Mục Nguyệt. Khi chiếc BMW của cô đang chạy trên đường thì phải dừng lại vì đèn đỏ. 29 giây, 28, 27. Cửu Yên Mị sốt ruột chờ đợi hết đèn đỏ. Đúng lúc này một chiếc xe tải hạng nặng vọt ra từ mặt kia của ngã tư. Lao thẳng về phía chiếc BMW của Cửu Yên Mị. Chương 1405, ta là vua thế giới. Bởi vì nôn nóng, ánh mắt Cửu Yên Mị chăm chú nhìn đèn đường nên cô không chú ý tới sự thay đổi hoàn cảnh xung quanh. Người lái xe ở phía đối diện với Cửu Yên Mị phát hiện ra nguy hiểm, cố gắng bấm còi báo động, một lần, hai lần, ba lần. Bim, 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 tiếng còi vang lên hỗn độn. Cửu Yên Mị nhận ra tình huống không ổn, sau đó cô nhìn thấy một chiếc xe tải đang lao tới.
loảng xoảng. Tốc độ của chiếc xe tải rất nhanh, nhắm thẳng vào chiếc xe của cô lao tới. Hiển nhiên chúng muốn giết người diệt khẩu. Vì Cửu Yên Mị coi như đã trải qua đủ loại sóng gió, tâm lý bình tĩnh hơn người thường rất nhiều. Thế nhưng vào thời khắc này cô không khỏi cực kỳ hoảng sợ. Bởi vì tốc độ của chiếc xe tải rất nhanh, khoảng cách lại quá gần. Điều duy nhất Cửu Yên Mị có thể làm là lái xe chạy lên trước. Vấn đề là ở trước xe của cô còn một chiếc xe khác. Khởi động xe. Cuống cuồng đánh tay lái. Sau đó giẫm chân ga lái xe sang bên phải. Giữa các hàng xe có một lối đi nhỏ. Lối đi nhỏ này chính là cứu mạng của Cửu Yên Mị. Đáng tiếc, vẫn chậm. Đầu xe của cô đã chui vào trong nhưng đuôi xe vẫn còn ở bên ngoài không chui vào được. Nếu như chiếc xe tải hạng nặng kia đâm vào đuôi xe của cô, nó có thể nghiến chiếc BMW đắt tiền này thành một đống sắt vụn. Chi treo mành chuông. Nguy trong sớm tối. Thảm kịch bi thảm sắp xảy ra. Đúng lúc này một tiếng nổ vang lên. Bằng. Bánh xe trước bên trái của chiếc xe tải hạng nặng đột nhiên nổ tung, thân xe nghiêng hẳn về bên trái. Răng rắc. Lại một âm thanh giòn tan. Thế nhưng lần này là cửa kính xe tải bị vỡ. Kính chắn gió trước xe vỡ tung, gió thổi o o tràn vào trong xe. Cùng lúc đó trên đầu gã tài xế xe tải xuất hiện một cái lỗ máu. Không, phải nói là một nửa đầu nổ tung. Máu tươi và óc trộn lẫn với nhau bắn tung tóe trong cabin xe, trên vách, trên kính. Tất cả đều dính chất lỏng màu đỏ. Ầm ầm. Chiếc xe tải không có người điều khiển thay đổi phương hướng. Loảng xoảng. Chiếc xe tải nặng nề va vào vỉa hè xanh hóa, nghiền nát các loại cây cỏ ở đó, sau đó nó còn liên tiếp tông đổ hai cây bên đường. Cho tới khi đụng đổ cây cổ thụ thứ ba thì nó gầm rú rồi dừng lại. Thế nhưng bốn bánh xe của nó vẫn quay cuồng. Bao mặt đường nhựa thành một vũng nhỏ. Có người gào lên chói tai, có người xuống xé vây quanh xem. Cảnh sát giao thông trực ban từ xa cũng lái xe tới. Một đoạn đường dài trở nên hỗn loạn khiến giao thông ùn tắc. Bởi vì đánh tay quá mạnh nên đầu xe của Cửu Yên Mị không khỏi va chạm với những chiếc xe khác. Thế nhưng bây giờ không phải là lúc quan tâm tới vấn đề này. Cùng lắm thì sửa xe hay mua xe mới cho bọn họ. Thế nhưng chuyện xảy ra vói nàng này, cho dù có tiền cũng không thể giải quyết được. Cửu Yên Mị liều mạng lái xe chạy về trước, cô muốn né tránh chiếc xe tải đoạt mạng này. Chiếc BMW của Cửu Yên Mị không sao tiến lên trước được nữa. Trong khi đó từ phía sau vang lên tiếng nổ, Cửu Yên Mị nhìn về sau thông qua gương chiếu hậu. Chiếc xe tải lệch khỏi phương hướng cũ, không hiểu xảy ra chuyện gì mà nói lại tông vào mấy cây ven đường. Chẳng lẽ tài xế say rượu lái xe, Cửu Yên Mị thầm nghĩ. Nhưng rồi cô nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ này. Cửu Yên Mị cảm thấy đây là một vụ mưu sát nhằm vào chính cô. Phù, cho tới lúc này Cửu Yên Mị mới thở phào nhẹ nhõm. Cô có sao không, có người gò vào cửa sổ thủy tinh của xe cô, ân cần hỏi. Còn có rất nhiều người chạy tới, bao quanh xe của cô. Cửu Yên Mị ngồi ngay đơ trên ghế, cô vẫn không cảm nhận được cảm giác an toàn dù có rất nhiều người đang vây xung quanh mình. Vào lúc 12 giờ trước, cuộc quyết chiến giữa gia tộc Văn Nhân và hai nhà Tần, Bạch chính thức bắt đầu. Hai nhà Tần Bạch lựa chọn nghiệp vụ chính của gia tộc Văn Nhân là Tứ Hải Thuyền Vụ làm mục tiêu đuổi cùng giết tận. Trong khi đó gia tộc Văn Nhân cũng dùng một lượng tài chính khổng lồ đánh phá hạng mục nguồn năng lượng của hai nhà Tần, Bạch. Tráng sĩ Bạch gia tự chặt cổ tay khi tuyên bố hạng mục nguồn năng lượng mới với Văn Nhân gia bị giải thể khiến cho các trụ sở nguồn năng lượng mới đang xây dựng bị đình trệ. Hơn nữa bọn họ còn thành công đẩy gia tộc Văn Nhân một lần nữa ra trước đầu sóng ngọn gió. Không thể không nói Văn Nhân gia chống cự rất kiên cường. Mặc dù hai nhà Tần, Bạch dốc hết thực lực chèn ép, Văn Nhân gia vẫn phản công rất cương quyết, thậm chí đôi lúc bọn họ còn chiếm lợi thế. Đây là một cuộc chiến kéo dài. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thương trường như chiến trường, không có máu nhưng chém giết thảm thiết chưa từng có. Ngày thứ tư. Một lượng tài chính từ nước ngoài cuồn cuộn tràn vào. Lúc này gia tộc Văn Nhân hiện rõ sự mệt mỏi bởi vì nó phản kích càng ngày càng yếu ớt, càng lúc càng nhỏ. Tất cả mọi người đều biết toàn bộ tiền mặt của gia tộc Văn Nhân đã được điều động hết. Tài chính của các đồng minh gia tộc Văn Nhân cùng đã được quăng toàn bộ vào cuộc chiến này. Không có tiền, chiến đấu như nào đây? Bạch Phá Cục vuốt vuốt đôi mắt cay xè, đứng khỏi ghế nói, đại cục đã định, thắng bại đã phân. Mấy ngày nay Bạch Phá Cục ở lại trong căn phòng làm việc này. Ban ngày chiến đấu, buổi tối chiến đấu, thảo luận kế hoạch, quyết định.
quyết định, ứng phó với tất cả sự cố, còn phải viếng thăm một người bạn quan trọng, không nhàn rồi một phút. Mấy ngày nay y chưa từng ngủ. Đúng vậy, người đời luôn mong chờ một kỳ tích, nhưng kỳ tích có thể được tạo ra dễ dàng vậy sao? Tần Tung Hoành cười nói, anh ta giống như Bạch Phá Cục, mấy ngày nay phần lớn thời gian của hai người đều ở trong văn phòng này vì bọn họ không tin tưởng lẫn nhau, chính vì vậy cả hai phải ở cùng một chỗ mới có thể đưa ra những quyết định có lợi, thể hiện thái độ chân thành nhất. Mỗi câu tôi nói anh đều nghe được, mỗi việc tôi làm anh đều chứng kiến. Anh liều mạng, tôi cũng liều mạng, tôi dốc hết sức lực, anh cũng phải dốc hết sức lực để tránh cho có người ở sau lưng đâm người kia một đao. Tần Tung Hoành đã bị Bạch Phá Cục đâm đao một lần. Sao anh ta có thể dễ dàng tha thứ khi bị đâm đao thứ hai? Phạm sai lầm một lần, đó là coi thường. Phạm sai lầm hai lần chính là ngu xuẩn. Bạch Phá Cục vươn vai nói, mệt mỏi quá, tôi phải quay về tắm nước nóng. Người tôi bốc mùi hết rồi. Còn nữa, công việc đã xong xuôi. Tôi nữa bọn họ có thể tự giải quyết được. Vậy cũng phải uống ly rượu đã, Tần Tung Hoành cười nói. Anh ta đi tới quầy rượu ở trong góc, lấy ra một chai sâm panh hảo hạng đã chuẩn bị trước, nói, không thể không uống chén rượu này. Bạch Phá Cục phá lên cười nói, đương nhiên tôi nhất định uống chén rượu này. Phụt! Chai sâm panh bị bật nút, bọt phun ra ngoài. Tần Tung Hoành lấy hai chiếc ly thủy tinh, rót rượu sâm panh màu hổ phách nổi tiếng, nói to, cạn ly vì thắng lợi. Cạn ly vì thắng lợi, Bạch Phá Cục nói. Hai người cầm ly rượu, nặng nề chạm một tiếng. Sau đó cùng ngửa cổ uống cạn. Choang! Cả hai cùng ném ly rơi vào tường, sau đó nhìn nhau phá lẻn cười. Anh hùng thiên hạ chỉ có Tần Tung Hoành và Bạch Phá Cục. Đợi khi Bạch Phá Cục đi khỏi, cuối cùng Tần Tung Hoành không giấu được vẻ mặt ngông cuồng và đắc ý nữa. Anh ta đứng trước cửa sổ phá lên cười. Thắng rồi, cuối cùng cũng chiến thắng. Mình đã chiến thắng gia tộc Văn Nhân, chiến thắng Văn Nhân Mục Nguyệt, hoàn thành tâm nguyện của ông. Tần gia là đại gia tộc có 102 ở Yến Kinh. Còn nữa, Tần Lạc, tôi đã nói rồi, tôi chỉ cần thắng một lần là đủ. Cái đó tới rồi, tôi đã làm được rồi. Đáng tiếc, anh đã không được chứng kiến. Ánh mắt Tần Tung Hoành càng lúc càng hưng phấn, tâm trạng gần như điên cuồng, giống như người chuẩn bị tẩu hỏa nhập ma. Không một ai nghĩ chí công tử Tần Tung Hoành ngày thường tao nhã, lịch sự, khiêm tốn lúc này lại thể hiện một bộ mặt điên cuồng. Mình là vua thế giới, Tần Tung Hoành không nhịn được đứng trước cửa sổ gào lên với cả Yến Kinh, với trời xanh mây trắng, với cả thế giới. Đáng tiếc thủy tinh và tường có hiệu quả cách âm rất tốt. Người ngoài không thể nào nghe thấy, thậm chí còn không cả có tiếng vọng. Mình là vua thế giới, anh ta gào to hơn. Mình là vua thế giới, một lần nữa Tần Tung Hoành gầm lên. Anh ta muốn tống khứ những ngột ngạt, uất ức, nhẫn nại, sỉ nhục trong lòng. Anh ta muốn gào thét nhưng hưng phấn, đắc ý. Và cả sự ngông cuồng tuổi trẻ sau thắng lợi. Bất kỳ người nào thành công không phải là ngẫu nhiên, kể cả Tần Tung Hoành. Không một ai biết để đi tới chặng đường này, anh ta đã nỗ lực như thế nào. Thế nhưng lúc này không còn quan trọng nữa. Sau này người khác chỉ biết nhìn thấy vương miện trên đầu anh ta mà không quan tâm anh ta đã từng. Cảm giác này rất tốt, Tần Tung Hoành ngồi ngả người trên ghế salon, cả người mệt mỏi, thầm nghĩ. Người anh ta lâng lâng như tung bay. Giống như mới hút thuốc phiện vậy. Cạch, cánh cửa phòng làm việc bị người ta phá ra, một đám người không thể ngờ được xuất hiện trước mặt anh ta. Chương 1406, người ngu xuẩn nhất thế giới. Những người này tới bất ngờ, cũng rất thô lỗ. Khi Bạch Phá Cục đi, cánh cửa phòng của anh ta đã đóng lại. Nếu như mình không mở cửa, bọn họ muốn từ bên ngoài vào trong phòng thì chỉ còn mỗi cách phá cửa mà vào. Đương nhiên bọn họ đã thực sự làm như vậy. Điều khiến Tần Tung Hoành bực tức chính là việc anh ta đã mua khóa chống trộm nhập khẩu từ nước Ý. Sao những kẻ không lịch sự này có thể dễ dàng mở ra được? Đây là một đám hắc y nhân, những hắc y nhân mà anh ta chưa từng nhìn thấy. Các vị là ai? Các vị muốn làm gì? Tần Tung Hoành, cảnh giác hỏi. Tay anh ta lần tới chiếc nút màu đỏ ở góc ghế salon. Đó chính là mộ nút báo động. Chỉ cần anh ta nhấn nút báo động, ngay lập tức sẽ có nhiều vệ sĩ xông vào trong bảo vệ anh ta. Vấn đề là, bọn họ đi lên trên này bằng cách nào? Theo lý mà nói, bất kỳ người nào muốn đi lên trên này gặp anh ta, thư ký bên dưới nhất định sẽ sớm thông báo cho anh ta biết. Sao anh ta lại không nhận được điện thoại báo cáo? Báo động cùng vô ích, một giọng nói quen thuộc vang lên. Đám hắc y nhân tách ra làm hai. Từ bên ngoài cửa, một bóng người ít ra cũng không xa lạ với anh ta đi vào trong.
Tần Lạc, Tần Tung Hoành trợn tròn mắt, nhìn người đó với sắc mặt rất khó tin. Không phải hắn đã tan xương nát thịt ở Thái Sơn rồi sao? Sao hắn còn có thể quay về? Chẳng lẽ kế hoạch của bọn họ thất bại sao? Tần Tung Hoành không sợ Tần Lạc quay về. Anh ta cũng từng dự đoán Tần Lạc không chết. Thế nhưng đối với anh ta mà nói, điều này hoàn toàn không ảnh hưởng tới đại cục. Mặc dù Tần Lạc có thể quay về cũng không thể thay đổi tất cả mọi việc, cũng không thể cứu vớt được vận mệnh của Văn Nhân Mục Nguyệt và gia tộc Văn Nhân. Thế nhưng lúc này Tần Lạc lại dẫn người tới tìm anh ta, khiến anh ta cảm nhận được sự nguy hiểm. Chẳng lẽ hắn muốn bắt cóc mình sau đó bức bách mình quyết định rút lui? Tần Tung Hoành thầm nghĩ. Thế nhưng Tần Tung Hoành nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ ngây thơ này. Nếu như Tần Lạc thật sự dám làm như vậy, hắn không chỉ không cứu được gia tộc Văn Nhân mà hắn còn hủy diệt chính bản thân mình. Đây là hành vi gì? Bắt cóc. Bắt có là một hành vi phạm tội rất nghiêm trọng. Là tôi. Tần Lạc cười tủm tỉm nói, rất lâu không gặp, Tần thiếu gia có khỏe không? Trường bào tiêu chuẩn màu đen, mái tóc đã lâu không cắt che khuất một bên mắt. Trên gương mặt có vào vết cắt nhưng lúc này đã thành sẹo. Không khó coi nhưng thật ra lại khiến gương mặt thanh tú của hắn tăng thêm vài lần độ phong trần của đàn ông ngang tàng. Anh tới đây làm gì? Tần Tung Hoành ngồi thẳng người hỏi. Tới chứng kiến anh. Tần Lạc nói. Chứng kiến tôi cái gì? Tần Tung Hoành châm chọc. Chứng kiến tôi không đánh bại được gia tộc Văn Nhân hay chứng kiến tôi không đánh bại được Văn Nhân Mục Nguyệt? Thái độ của Tần Tung Hoành rất kiêu ngạo, cũng rất đắc ý. Thế nhưng hoàn toàn có thể hiểu được điều này. Anh ta đã thực hiện thành công việc mà mấy thế hệ Tần gia trước đó không làm được. Bất kỳ ai giành được thắng lợi đó cũng có cái để kiêu ngạo. Tần Lạc thờ ơ không quan tâm tới thái độ kiêu căng của anh ta, hắn chỉ cười tủm tỉm nói, anh cho rằng người khác không biết những chuyện anh đã làm sao. Người khác biết hay không cũng không liên quan tới tôi, ít nhất anh nên nói cho tôi biết trước. Tần Tung Hoành liếc mắt nhìn mấy người đàn ông, thầm nghi ngờ về thân phận của bọn họ. Tôi giới thiệu giúp anh một chút. Tần Lạc chú ý tới ánh mắt của Tần Tung Hoành, hắn chỉ vào mấy hắc y nhân nói, bọn họ đều là người của Cục An toàn Quốc gia. Chịu sự ủy thác của bọn họ, tôi tới giúp đỡ bọn họ chỉ ra và xác nhận tội của anh, hơn nữa bắt anh quy án. Được rồi, bây giờ anh hãy nói cho tôi biết là tôi đã phạm tội gì. Tần Tung Hoành không nhịn được, lên tiếng. Anh ta vẫn chưa ăn mừng đủ, nay mấy người này quấy rầy mình khiến anh ta rất khó chịu. Hơn nữa người chạy tới quấy rầy anh ta lại là đối thủ cũ Tần Lạc, khiến anh ta khó chịu giống như nuốt phải một con ruồi. Tần Lạc nhận một tập ảnh từ trong tay một hắc y nhân đầu trọc. Hắn chỉ vào một người phụ nữ tóc vàng trong ảnh nói, anh có biết cô ta không? Phu nhân Roland. Tần Tung Hoành thảm kinh hãi nhưng sắc mặt anh ta vẫn thản nhiên, thậm chí ánh mắt anh ta cũng không có bất kỳ sự thay đổi. Anh ta đã từng trải qua huấn luyện đặc biệt. Cho dù trước mặt anh ta có là một chiếc máy phát hiện nói dối thì chỉ sợ cũng không thể chứng minh anh ta đang nói dối. Tôi không biết cô ta, tôi chưa từng gặp cô ta, Tần Tung Hoành nói. Thế nhưng cô ta lại biết anh, Tần Lạc nói. Tần Tung Hoành kinh hãi, thầm nghĩ, chẳng lẽ bọn họ bắt được phu nhân Roland sao? Tuyệt đối không thể, nếu như là vậy, anh ta nhất định đã nhận được tin tình báo. Có lẽ cô ta nhận nhầm người, Tần Tung Hoành nói. Tần Lạc không muốn tiếp tục rằng co với Tần Tung Hoành trong vấn đề này, hắn nói, còn nữa anh phải giải thích một chút về vấn đề tài chính từ nước ngoài. Tài chính bên ngoài, Tần Tung Hoành phá lên cười nói, người làm ăn bình thường vãng lai. Chẳng lẽ sử dụng nguồn tài chính từ nước ngoài là phạm tội sao? Nếu như pháp luật cũng nghĩ như vậy thì tôi không còn gì để nói. Sử dụng nguồn tài chính nước ngoài không phạm tội, Tần Lạc nói. Thế nhưng nguồn tài chính anh sử dụng tới từ thế lực tài chính đối địch với quốc gia, vấn đề này rất nghiêm trọng. Thế lực đối địch với đất nước, Tần Tung Hoành kinh hãi. Tôi thật sự không biết chuyện này. Tôi không biết ai là thế lực đối địch với quốc gia. Quốc gia nào mà không có thế lực đối địch, không một ai từng nói với tôi về vấn đề này. Nếu như là vậy tôi nguyện gánh chịu tất cả mọi hậu quả. Tần Tung Hoành đang tránh nặng tìm nhẹ, mặc dù anh ta nhận trách nhiệm trong tội danh này. Pháp luật cũng không thể phán quyết tội nặng cho anh ta. Tần Lạc vẫn không muốn dây dưa với Tần Tung Hoành ở vấn đề này mà hắn lập tức chuyển sang một vấn đề khác, vậy những súng đạn anh mua sắm tới từ nước nào? Cái gì? Vũ khí gì? Tần Tung Hoành ngơ ngác, tôi là một thương nhân, mua vũ khí làm gì? Hơn nữa bên cạnh tôi có đủ vệ sĩ, mua vũ khí cho bọn họ chơi sao? Vậy không phải tự tìm lấy phiền phức à? Tần Tung Hoành nhìn lướt qua những người của quốc an, nói, tôi biết đất nước giám sát nghiêm ngặt chuyện này.
Sao tôi có thể chạm vào những thứ kia chứ? Tôi nghĩ các vị tìm nhầm người rồi. Tần Tung Hoành, anh là một thiên tài. Tần Lạc cười nói, nhưng dã tâm của anh quá lớn, cũng quá kiêu ngạo. Anh rất có khát vọng chiến thắng, hơn nữa vì chiến thắng đối thủ, anh không từ thủ đoạn nào. Tôi không cần người khác chỉ trích cuộc sống của tôi, Tần Tung Hoành nghiêm mặt nói. Hơn nữa còn là một người thất bại như anh. Tần Tung Hoành đứng dậy, đi tới cửa sổ sát nền, sau đó anh ta quay người nhìn Tần Lạc. Nói, trước kia anh dựa vào văn nhân gia, dựa vào vương gia, làm mưa làm gió ở Yến Kinh. Mọi người chỉ coi như trò trẻ con ngồi xem, cũng coi như không có chuyện gì. Bắt đầu từ hôm nay, anh còn tư cách gì mà nói chuyện ngang hàng với tôi? Anh còn tư cách gì mà khoe khoang khoác lác trước mặt tôi? Anh còn cái gì nào? Anh còn có thể dựa vào cái gì? Cho dù là văn nhân gia hay vương gia, bọn họ đều đã thất bại. Anh cho rằng anh mang mấy người này tới hù dọa mấy câu, tôi phải nghe theo lời anh sao? Có phải bây giờ anh muốn đàm phán với tôi, bảo tôi thu tay lại, bảo tôi tha cho những người kia một mạng sao? Tần Lạc không nhịn được mỉm cười càng tươi, cười tới mức không thở nổi. Tần Tung Hoành, người khác bảo anh là Chí Công Tử. Anh thật sự cũng nghĩ như vậy sao? Có phải anh nghĩ rằng Minh là người thông minh nhất thiên hạ? Anh biết không, anh chính là người ngu xuẩn nhất thế giới này. Người khác không thua, chỉ anh là kẻ thua trắng tay. Anh có biết anh thua ở chỗ nào không? Thứ nhất, anh không nên đích thân gặp mặt người phụ nữ kia. Thân phận của cô ta đã sớm bại lộ, quốc gia vẫn tìm đủ mọi cách truy nã cô ta. Thế nhưng anh lại tự mình dẫn sát tới, không phải là tự đi tìm đường chết hay sao? Thứ hai, anh không nên đồng ý cung cấp vũ khí cho bọn họ. Mặc dù anh vì an toàn đã tìm nhiều nguồn cung cấp bí mật. Thế nhưng chỉ cần một nguồn xảy ra chuyện, chuyện của anh sẽ bị tiết lộ. Thật ra bên quốc an đã sớm chú ý tới việc anh tìm người mua vũ khí. Thế nhưng nguyên nhân bọn họ không đánh rắn động cỏ là vì muốn dụ rắn rời khỏi hang. Còn nữa, anh nhất định không biết chỗ thuốc nổ anh mua thật ra là giả. Tâm trạng Tần Tung Hoành bắt đầu trầm xuống. Anh ta cảm thấy mình đã rất cẩn thận nhưng không ngờ để người ta túm được nhược điểm. Ả phụ nữ ghê tởm kia, rõ ràng ả đã biết thân phận mình đã bị tiết lộ, sau khi tới Yến Kinh lại còn muốn gặp mặt mình. Đúng là mình bị ả hại chết rồi. Thế nhưng điều Tần Tung Hoành không rõ ràng là nếu như anh ta mua phải thuốc nổ giả, tại sao Vũ Hóa Phong Thái Sơn lại nổ tung? Có phải bây giờ anh cảm thấy rất kỳ quái không? Tại sao tôi nói thuốc nổ giả? Vũ Hóa Phong lại nổ tung, đúng không? Tần Tung Hoành không lên tiếng. Anh ta có thể nói ra điều này sao? Một khi nói ra thì chẳng khác tự mình thừa nhận hành vi khủng khiếp, cung cấp vũ khí cho người khác sao? Cắn chặt răng, chết cũng không nói. Bởi vì không chỉ có một nhóm người muốn tôi nổ tung. Còn mấy nhóm người đồng thời hành động, anh mua phải thuốc nổ giả nhưng những người khác lại mua được hàng thật. Không phải người một nhà, không vào cùng một cửa. Đám khủng bố các vị thật sự có duyên phận, ngay cả gu thẩm mỹ cũng giống nhau. Tôi không hiểu những gì anh đang nói, Tần Tung Hoành nói. Tôi muốn gọi điện cho luật sư của tôi. Trước tiên chờ tôi nói hết đã, Tần Lạc nói, tôi tin tưởng sau khi anh nghe xong những gì tôi nói, nhất định, anh sẽ hối hận vì sự lựa chọn bây giờ của mình. Khi đó anh thật sự không muốn có bất kỳ người ngoài ở đây. Chương 1407, muốn nhảy lầu. Tần Tung Hoành, thoáng do dự rồi anh ta lập tức bỏ suy nghĩ gọi luật sư. Việc đã tới nước này, cho dù có gọi luật sư vào cũng không có quá nhiều tác dụng. Đơn giản chỉ là trì hoãn thêm chút thời gian mà thôi. Anh ta muốn nghe xem Tần Lạc biết những gì, muốn tìm hiểu thêm tin tức từ Tần Lạc. Tôi muốn nghe xem các người còn hắt bát nước bẩn nào lên người tôi nữa, Tần Tung Hoành cười nhạt nói. Dù thế nào đi nữa anh ta nhất định phải giả vờ ngạo mạn, giả vờ bản thân mình vô tội. Tôi biết anh không đi học nên có lòng nhắc nhở anh. Khi nói bất kỳ điều gì thì phải có chứng cứ, nếu không tôi sẽ kiện anh tội vu khống. Đương nhiên là có chứng cứ, Tần Lạc cười nói. Hắn đi tới ngồi xuống ghế salon Tần Tung Hoành mới ngồi. Tôi còn không nói cho anh biết điểm ngu ngốc thứ ba của anh. Chính là anh đã mượn tài chính nước ngoài chèn ép tập đoàn văn nhân. Tần Tung Hoành, anh quá kiêu ngạo, tự phụ rồi, quá ham muốn chiến thắng. Vì muốn giành thắng lợi trong cuộc chiến này anh đã hoàn toàn bỏ qua giới hạn của mình. Làm càng nhiều, càng bộc lộ sai sót, bại lộn càng nhiều hơn. Anh cho rằng khi anh mượn một lượng tài chính lớn từ quỹ tài chính nước ngoài, quốc gia không điều tra được nguồn gốc của nó sao? Anh cho rằng quốc gia không biết chủ nhân của nguồn tài chính khổng lồ này có thái độ gì với quốc gia, có thái độ gì với Trung Y hay sao? Tần Lạc dùng đầu ngón tay chỉ vào người phụ nữ tóc vàng trong bức ảnh,
nói, anh biết người phụ nữ này. Cô ta gọi là phu nhân Roland, một người của phòng thí nghiệm Austria, hơn nữa còn có cấp bậc khá cao, có quyền hạn rất lớn ở đất nước Trung Quốc chúng ta. Anh và cô ta liên lạc đơn tuyến, không có bất kỳ người ngoài nào tham gia. Mặc dù anh đã rất cảnh giác nhưng trên thế giới này có bức tường nào kín gió không? Mà chúng tôi đã điều tra ra phòng thí nghiệm Austria thuộc mấy tập đoàn y dược khổng lồ châu Mỹ, phục vụ vì lợi ích của bọn họ. Đương nhiên các tập đoàn khổng lồ khác cũng có phần, thực lực của nó rất hùng mạnh. Có thể nói, trong tay bọn họ có toàn bộ kỹ thuật y dược tiên tiến nhất thế giới, cũng có một đám thương nhân, nhà khoa học bán mạng cho bọn họ. Phu nhân Roland này chính là một trong số đó. Một thời gian trước đây, chúng tôi đã phá hủy một trụ sở quan trọng của bọn họ. Anh hắn đã sớm biết chuyện này. Tần Tung Hoành, dứt khoát không phản bác bất kỳ điều gì Tần Lạc nói, anh ta chỉ nói, tôi đã nói rồi. Cho dù anh chỉ trích tôi như nào đi nữa, anh cũng phải có chứng cứ. Không có chứng cứ, tất cả những gì anh nói đều vô dụng. Anh hợp tác với phu nhân Roland. Hoàng đế cũng từng đồng ý với phu nhân Roland hợp tác với phòng thí nghiệm Austria. Bọn họ tìm hoàng đế đối phó với tôi nhưng bọn họ cũng nhận ra thực lực của hoàng đế rất hùng mạnh, rất khó khống chế nên muốn một mẻ lưới bắt hết chúng tôi. Vì vậy bọn họ mới tìm anh, muốn làm nổ tung cả ngọn núi. Đáng tiếc, bọn họ tuyệt đối không ngờ được là anh mua phải thuốc nổ giả, ngược lại bên mua được thật sự là. Anh có thể liên lạc với các tập đoàn châu Âu. Bọn họ đồng ý cung cấp tài chính cho anh chèn ép gia tộc Văn Nhân cùng là vì có phu nhân Roland đứng giữa giật dây. Tần Lạc nhìn Tần Tung Hoành vẻ tiếc nuối nói, Tần Tung Hoành anh còn không tỉnh ngộ sao? Thật ra ba sự kiện này đều có liên quan mật thiết với nhau. Anh quen biết phu nhân Roland vì vậy mới có thể mua giúp bọn họ thuốc nổ. Cũng chính vì nguyên nhân phu nhân Roland, anh chấp nhận nguồn tài chính bất minh trợ giúp. Chỉ dựa vào mấy điểm này, anh có biết anh sẽ bị trừng phạt thế nào không? Chứng có, Tần Tung Hoành vung tay, cười nói. Nếu như tôi nói cho anh biết thật ra phu nhân Roland đã bị chúng tôi bí mật bắt giữ, liệu anh có thể còn bình tĩnh như lúc này không? Tần Lạc thích thú quan sát Tần Tung Hoành. Vậy các vị hãy đưa cô ta ra đối chất với tôi. Mặc dù tôi hoàn toàn không quen biết cô ta, Tần Tung Hoành nói. Tố chất tâm lý của anh rất được Tần Lạc tán dương. Đi tới bước này thật sự khiến người ta rất tiếc nuối. Đi tới bước nào? Tần Tung Hoành cười nhạt, bây giờ tôi là bên chiến thắng, anh có tư cách gì mà nói chuyện với tôi? Tần Lạc chỉ vào những thành viên quốc an ở sau mình, nói, nếu như bọn họ mang anh đi thì sao? Anh có thể. Đây chính là Tần Tung Hoành thật sự lo sợ nhất. Trước tiên không cần biết bọn họ có chứng cứ hay không, chỉ cần bọn họ muốn bắt anh ta, thắng lợi trong tầm tay sẽ hoàn toàn tan biến. Tần gia Tần Tung Hoành bị bắt sẽ mang tới cơn phong ba thế nào cho thế giới bên ngoài? Có bao nhiêu người tin tưởng mình và Tần gia sẽ dao động? Thậm chí đồng minh kia của mình có rút lui hay đâm một đao vào lưng mình hay không? Anh muốn cái gì? Tần Tung Hoành bình tĩnh hỏi. Anh ta thầm nghĩ, Tần Lạc nói rất nhiều điều nhưng không hề đưa ra bất kỳ chứng cứ nào, chứng minh trong tay hắn không có gì tác dụng. Sở dĩ Tần Lạc nói những điều này là chỉ muốn đàm phán với mình, buông tha gia tộc Văn Nhân mà thôi. Tôi muốn gì tôi sẽ tự mình đi lấy, anh không thể cho tôi được, Tần Lạc nói. Hắn dứt khoát từ chối cảnh ô lưu của Tần Tung Hoành. Anh đi con đường của anh, tôi đi con đường của tôi, chúng ta không cùng đường. Tần Tung Hoành cười khinh thường nói, anh cho rằng chỉ dựa vào những điều này mà muốn bắt tôi sao? Nhà nào mà không có một vài bạn bè chống lưng không? Tần gia có thể đi tới nước này, không thể để mặc cho người ta chém giết. Tần Tung Hoành vốn nghĩ người của quốc an xuất hiện là do vương gia hay văn nhân gia mời tới. Nếu như bọn họ thật sự muốn dùng thủ đoạn cực kỳ bất thường này, không phải bản thân mình không còn con đường sống. Hai nhà Tần, Bạch có chỗ dựa chính trị không tệ, chỉ cần bọn họ nắm được nhược điểm của những người này, hoàn toàn có thể đẩy đối thủ rơi xuống đáy vực, kể cả vương gia. Anh đã mắc một sai lầm, Tần Lạc cười nói. Bọn họ tới tìm anh là vì quốc gia, không phải vì tôi. Tôi không có quyền lực lớn cũng như thể diện để mời được bọn họ ra tay. Đây là chuyện riêng. Tôi không muốn bị định tội rồi việc công giải quyết chuyện riêng. Nếu như anh không có chứng cứ, tôi không nói nữa, Tần Tung Hoành kiên quyết nói, bây giờ tôi bận rất nhiều việc. Anh phải đi theo chúng tôi, người đàn ông đầu chọc đứng sau Tần Lạc tiến lên từng bước một, ánh mắt tàn nhẫn nhìn Tần Tung Hoành không chớp, nói, chúng tôi có chứng cứ chứng minh anh tham gia hoạt động phạm tội với đất nước. Tới khi đó chúng tôi sẽ cho anh xem chứng cứ, cho anh tâm phục khẩu phục. Tôi muốn gọi điện thoại, Tần Tung Hoành nói.
anh ta đã cảm nhận được tình hình không ổn vì tất cả những điều Tần Lạc nói đều là sự thật. Nếu như bản thân anh ta bị quốc an bắt đi, cho dù có chứng cứ hay không, tóm lại sau này bọn họ nhất định sẽ tìm cách có được chứng cứ. Hơn nữa một khi bọn họ dám tới đây bắt người, sao lại có thể không có một ít chứng cứ đây? Nếu như bản thân anh ta bị bắt, điều chờ đợi anh ta chính là ngồi tù suốt đời hoặc cái chết. Có thể Tần Lạc nói, nhưng anh đừng gửi gắm quá nhiều hy vọng. Đương nhiên Tần Tung Hoành không quan tâm tới lời khuyên của Tần Lạc. Anh ta móc điện thoại di động ở trong túi, bấm gọi. Tần Tung Hoành thì thào nói hai câu nhưng bên kia không có tiếng trả lời. Ngay khi anh ta còn đang muốn nói tiếp thì cuộc gọi bị chấm dứt. Gọi tiếp một số khác, tắt máy. Chỉ trong nháy mắt gương mặt vốn rất bình tĩnh của anh ta trở nên xám ngoét như tro tàn. Chủ nhân của số điện thoại anh ta vừa gọi có năng lực phi thường. Đáng tiếc ngay cả người đó cũng không có cách cứu anh ta, thậm chí còn không đợi anh ta nói xong đã vội vàng cắt đứt cuộc gọi. Hiển nhiên anh ta đã biến thành ôn dịch, không một ai muốn mắc phải. Thất bại. Thất bại thảm hại. Đời người thay đổi quá nhanh, quả thật vô cùng kích thích. Trước đó một khắc anh ta còn rất hưng phấn, hăng hái tới phát cuồng, còn tưởng rằng tất cả tiền bạc, quyền lực trên thế giới này đã nằm trong tay anh ta. Chỉ vài phút ngắn ngủi sau đó anh ta trở nên sa sút tinh thần, tuyệt vọng tới cùng cực. Hơn nữa anh ta còn sắp trở thành một tù nhân. Điều đáng hận nhất chính là lần này khác với lần trước, anh ta có thể thông qua các mối quan hệ, vận động được ra tù còn lần này chỉ sợ sẽ ngồi tù chung thân. Vinh quang chính là tính mạng. Đối với một người kiêu căng tự phụ như Tần Tung Hoành, thất bại và ngồi tù làm cho anh ta khó chấp nhận hơn cả cái chết. Khi nhìn thấy Tần Tung Hoành, người đứng đầu Yến Kinh Tam Kiệt, một đời kiêu hùng biến thành người như vậy, Tần Lạc không cảm thấy vui vẻ, cùng không đồng cảm. Hắn vẫn không coi Tần Tung Hoành là đối thủ hay kẻ thù nên trong lòng hắn không có cảm giác thành công khi chiến thắng đối thủ hay kẻ thù. Hắn cũng không coi Tần Tung Hoành là chiến hữu hay bạn bè cho nên hắn sẽ không đồng cảm với một người chỉ vì lợi ích của mình mà bán lợi ích của đất nước. Nói thật Tần Tung Hoành tài năng ngút trời lại giỏi nhẫn nhịn, là một nhân tài hiếm có. Đáng tiếc anh ta bị chính sự tự phụ và kiêu ngạo của mình hại chết. Anh ta không muốn chấp nhận thất bại, dùng tất cả mọi thủ đoạn để giành được thắng lợi. Kết quả phương pháp khiến anh ta giành được thắng lợi chỉ càng mang tới thất bại cho anh ta nhanh hơn mà thôi. Dẫn đi Tần Lạc nói, bây giờ hắn không còn hứng thú nói chuyện với Tần Tung Hoành. Bạn còn gì để nói với một người mất hết hy vọng không? Người đàn ông đầu trọc ở sau lưng hiểu ý, lập tức anh ta vung tay. Hai người ở phía sau lập tức chạy về hướng Tần Tung Hoành. Đứng lại Tần Tung Hoành gầm lên, các người đứng lại. Tần Tung Hoành chỉ vào cửa sổ sát nền rất rộng nói, nếu các người dám xông tới, tôi sẽ nhảy xuống dưới. Chương 1408, Chí Công Tử chết. Văn phòng của Tần Tung Hoành nằm ở tầng 29. Nếu như anh ta thật sự nhảy từ trên này xuống, nhất định sẽ rơi vào thảm cảnh tan xương nát thịt. Tần Lạc quan sát thể trạng của Tần Tung Hoành rồi lại nhìn kính cửa sổ và nói, chỉ sợ anh rất khó phá vỡ. Tôi còn chưa nói cho anh biết Tần Tung Hoành cười gằn nói, điện thoại di động trong tay tôi có thể kiểm soát được độ dày của cửa sổ. Hiện tại độ dày của thủy tinh đang ở mức độ bình thường. Chỉ cần tôi đụng vào, nó lập tức sẽ vỡ. Tần Lạc kéo vàng tai nói, vậy anh nhảy đi. Vừa khóc vừa dọa treo cổ chính là tuyệt kỹ bí mật của phụ nữ. Dùng cái chết uy hiếp tôi, anh nghĩ rằng tôi là phụ nữ hả? Tần Lạc hoàn toàn không sợ Tần Tung Hoành chết. Nếu như anh ta chết, đơn giản là thế giới sẽ trong lành hơn trước kia một chút. Cơn uất hận dâng trào khiến suýt chút nữa Tần Tung Hoành thổ huyết. Chẳng lẽ các người muốn phạm tội bức tử một thương nhân sao? Tần Tung Hoành cười nhạt nói. Anh ta nhìn người đàn ông đầu chọc đứng sau lưng Tần Lạc, rõ ràng người này là chỉ huy nhóm người quốc an. Các người dám bức tử tôi sao? Nếu như tôi chết, chỉ sợ các người cũng gặp vận rủi mà thôi. Người đàn ông đầu chọc rất khó xử. Khi anh ta tới đây đã nhận được lệnh bắt Tần Tung Hoành về điều tra nên không muốn nhìn thấy Tần Tung Hoành chết ở chỗ này. Hoặc là anh nhảy lầu, hoặc là anh để chúng tôi mang anh đi Tần Lạc nói. Chẳng lẽ anh nghĩ rằng anh sẽ như những tội phạm khác đưa ra yêu cầu xe ô tô thì tôi sẽ phải đáp ứng anh sao? Tuyệt đối không có chuyện đó. Tôi không cần ô tô, cũng không cần tiền. Tần Tung Hoành cười bi thương nói, tôi chỉ muốn một câu trả lời. Nếu tôi là anh, tôi cũng sẽ lựa chọn như vậy. Tần Lạc gật đầu đồng ý, quả thật thua không minh bạch rất uất ức. Các người nghi ngờ tôi từ khi nào? Tần Tung Hoành hỏi, đừng nói cho tôi là từ khi các người chụp được ảnh tôi và phu nhân Roland gặp nhau. Tôi không tin.
quả thật chúng tôi không có ảnh chụp hai người gặp mặt, Tần Lạc nói. Anh rất cẩn thận, hơn nữa số lần hai người gặp mặt rất ít, cho dù là cục quốc an cũng khó tìm thấy chứng cứ có lợi. Chuyện xảy ra tới mức này, Tần Tung Hoành không còn muốn bao biện cho mình, chính vì vậy Tần Lạc cũng không ngần ngại nói cho anh ta vài điều. Thế nhưng tôi biết hai người nhất định đã gặp mặt nhau. Trước kia người phát ngôn của cô ta ở Trung Quốc là Bạch Tàn Phổ. Sau khi Bạch Phá Cục biết chuyện, lo sợ hành vi điên cuồng của Bạch Tàn Phổ sẽ mang tới đại họa cho gia tộc nên mới dứt khoát đại nghĩa diệt thân. Tôi vốn nghĩ có vết xe đổ của Bạch Tàn Phổ, anh sẽ thận trọng một chút. Không ngờ anh vẫn lựa chọn hợp tác với bọn họ. Chính vì vậy anh rơi vào hậu quả ngày hôm nay không khiến người ta đồng cảm với anh. Anh thì biết cái gì? Tần Tung Hoành, quát nhỏ. Anh chẳng hiểu cái gì hết. Một mặt trắng nhỏ dựa vào phụ nữ làm việc như anh có tư cách gì giáo huấn tôi? Tần Lạc không coi đây là sự sỉ nhục mà hắn còn đắc ý nói. Ngay cả người phụ nữ của tôi anh còn không đánh lại. Anh có tư cách gì mà làm đối thủ của tôi? Vào giờ phút này Tần Tung Hoành, thật sự không muốn chết. Quốc An biết Roland tới Trung Quốc nhưng không thể tìm được tung tích cô ta, vì vậy bắt đầu theo dõi nghiêm ngặt những người có khả năng tiếp xúc với cô ta nhất. Anh chính là đối tượng chủ chốt bị theo dõi. Bởi vì anh vô cùng cẩn thận, lại có điện loa bảo vệ khiến những người theo dõi đều bị mất dấu vết. Thế nhưng bọn họ hiểu rõ ràng anh đã tiếp xúc với Roland, sau đó lại biết được một công ty môi giới ở Iceland bí mật chuyển vào tài khoản bí mật của anh một lượng đô la rất lớn. Lượng đô la đó lại được chuyển sang Nga. Nga chính là nơi giao thuốc nổ sau đó đi vào Trung Quốc. Có lẽ anh cảm thấy mình làm rất bí mật nhưng tất thảy đều nằm trong bàn tay của Cục An toàn Quốc gia. Có sự kiện trước làm nền, tiếp theo đó có một lượng tài chính khổng lồ ở nước ngoài tiến vào tấn công gia tộc Văn Nhân nên không làm cho ai ngạc nhiên. Tần Lạc cười nói, Tần Tung Hoành, tôi không muốn lật lại những món nợ cũ với anh bởi vì những món nợ cũ kia dù chúng ta xem xét 3 ngày 3 đêm cũng không hiểu hết, chỉ cần một vài chuyện này được điều tra xác minh cũng đủ cho anh phải nhận tội. Anh còn muốn hỏi gì không? Làm sao anh có thể quay về được? Tần Tung Hoành hỏi. Quả thật Tần Tung Hoành rất tò mò muốn biết Tần Lạc xuống núi bằng cách nào. Tin tức thông báo cả đỉnh núi Vũ Hóa Phong đều bị thổi bay. Khi đó bọn họ đang trên đỉnh núi. Sao hắn có thể an toàn xuống núi? Anh rất muốn biết sao? Đúng, Tần Tung Hoành quả quyết. Vậy tôi không nói cho anh biết, Tần Lạc nói, quan hệ của chúng ta không tốt. Tôi không có lý do phải thỏa mãn tất cả nguyện vọng của anh. Nếu như trong tay Tần Tung Hoành có một thanh đao, nhất định anh ta sẽ chém Tần Lạc 72 đao. Nếu như trong tay Tần Tung Hoành có một khẩu súng, nhất định anh ta sẽ bắn Tần Lạc 70 phát. Cực kỳ đáng hận. Sao trên thế giới này lại có người đàn ông đáng hận như này? Không quan trọng, Tần Tung Hoành chán nản nói. Đột nhiên anh ta phát hiện ra không còn gì lưu luyến trên thế giới này nữa. Ngoại trừ thành công, anh ta còn có thể theo đuổi cái gì? Nếu thành công đã mất, vậy tất cả đã chấm dứt. Tôi không cam lòng thất bại trong tay anh. Nếu có kiếp sau, hy vọng chúng ta vẫn là đối thủ. Khi đó nhất định tôi sẽ thắng. Tần Tung Hoành bấm vào cái nút trên điện thoại di động. Cả người anh ta điên cuồng lao vào cửa sổ. Giải thoát. Cái chết chính là giải thoát tốt nhất. Người chết, tất cả rắc rối, đau đớn, mất mát, còn cả uất ức đều tan thành mây khói. Mặc dù có người nhạo báng, đối với mình, mà nói không còn chuyện gì nữa. Chờ một chút, Tần Lạc gọi to. Đáng tiếc, đã chậm. Phịch, thân thể Tần Tung Hoành phá vỡ thủy tinh xa đó rơi vào vùng đất trời rộng lớn. Gió gào thét bên tai, nhẹ nhàng êm ái. Thân thể anh ta như được đám mây nâng lên, giống như có thể cười mây đạp gió. Bay lượn, giấc mộng nguyên thủy của con người. Điều tiếc nuối nhất là quá trình này quá ngắn. Răng rắc. Như thủy tinh rơi từ trên cao xuống vỡ nát thành những mảnh nhỏ. Khi anh còn sống vô cùng nỡ mày nỡ mặt, khi anh chết chỉ là một bài máu thịt. Có người gào thét, có người vây quanh xem. Chết trở thành một hồi náo nhiệt không lớn cũng chẳng nhỏ cho người khác xem. Như thế mà thôi. Tần Lạc nhìn ra ngoài cửa sổ một lát, khẽ thở dài. Tôi vẫn chưa nói cho anh biết ai là kẻ phản bội anh. Bây giờ phải làm sao? Người đàn ông đầu chọc đi tới hỏi. Bọn họ nhận được lệnh phải tuân theo sự chỉ huy của Tần Lạc. Bây giờ người bọn họ muốn bắt đã chết, quay về sẽ rất khó ăn nói. Nói anh ta sợ tội tự sát, Tần Lạc nói. Chết rồi sao? Người đàn ông ngồi ở trong góc tối trầm giọng hỏi. Không thấy rõ mặt người này, chỉ có nhìn thấy một gương mặt mơ hồ. Thế nhưng dáng người này cao to,
mặc dù đang ngồi trên ghế salon nhưng vẫn mang tới cho người ta một áp lực rất lớn. Ít nhất người quản gia đứng đối diện với người này có một thái độ cung kính, e dè, chỉ sợ bản thân mình bất cẩn chọc giận. Đúng vậy, thiếu gia. Anh ta nhảy từ phòng làm việc xuống, nghe nói là thịt nát xương tan. Viên quản gia nói nhỏ, vốn ông ta còn muốn dùng vài câu khác để hình dung nhưng lại cảm thấy thiếu gia nhất định sẽ không thích nghe vì vậy đột ngột ngừng nói. Bởi vì sự chấm dứt đột ngột này khiến ông ta cảm thấy không yên lòng. Thật ra quá tiện cho anh ta, người đàn ông nói. Nếu như anh ta bị bắt, có thể sẽ bị thẩm vấn nghiêm khắc. Anh ta là người kiêu ngạo, không chịu được sự sỉ nhục đó. Chết mọi chuyện đều hết. Đúng vậy, người quản gia lên tiếng phụ họa. Hơn nữa anh ta không chết, nhất định Tần gia sẽ chết. Anh ta chết, bảo toàn được Tần gia. Dù sao Tần gia sẽ đổ hết tội lên đầu anh ta. Trước kia tôi vẫn coi thường anh ta. Bây giờ nghĩ lại tôi thật sự không bằng anh ta, ít nhất tôi không có can đảm nhảy từ trên tầng cao xuống. Thiếu gia không nên đi theo con đường này. Thiếu gia là người thắng, viên quản gia nói. Người thắng thì sao? Người đàn ông lắc đầu. Chỉ là đào thải một đối thủ ngu ngốc mà thôi. Người thắng sao? Cuộc chiến đấu bây giờ mới chính thức bắt đầu. Sau này chúng ta sẽ không thể nào thoải mái làm một bóng ma núp trong bóng tối nữa. Là Tần Lạc sao? Viên quản gia hỏi. Người đàn ông không trả lời mà trực tiếp ra lệnh, thực hiện kế hoạch B, toàn lực thôn tính sản nghiệp Tần gia. Lúc này có thể dùng tới những quân cờ bí mật của chúng ta. Dạ, viên quản gia trả lời, sau đó ông ta đi ra ngoài. Người đàn ông đứng dậy, đi tới cửa sổ nhìn cây hoa hồng bên ngoài. Cây đã ra hoa, hoa hồng nở rộ, cảnh tượng tràn đầy sức sống. Còn sống thật tốt, người đàn ông khẽ thở dài. Đây chính là ban thường cho thành công. Thất bại, chỉ còn con đường chết. Kế tiếp là ai? Chương 1409, đại nạn trước mắt. Yến Kinh, Minh Viên. Nhất đẳng Giang Sơn, đứng đầu trong tứ viên ở Yến Kinh, Tử Kinh, Hương Sơn, Yên Vũ Giang Nam, là nơi tụ tập của những tỷ phú ngầm Trung Quốc. Có lẽ bạn không nhìn thấy những người này trong bảng xếp hạng của Forbes thế nhưng sự giàu có, hùng mạnh của bọn họ vượt xa những tỷ phú có mặt trên bảng xếp hạng đó. Ngôi nhà của Tần gia ở trong Minh Viên, hơn nữa còn ở một vị trí rất đắc địa. Đây là một nơi hưng vượng, đây là nơi của vinh dự. Người có thể vào ở trong viên chỉ có thể là người giàu có. Thế nhưng hôm nay quang cảnh Tần gia, ba phần trầm trầm, bảy phần hỗn loạn. Từng chiếc xe đắt tiền chạy vào trong nhưng không gây quá nhiều tiếng ồn ào. Dừng xe, đóng cửa, lặng lê, âm trầm đi vào trong đại sảnh. Lúc này trong đại sảnh đã có khá nhiều người. Tần Kiện, Tần Như Long, Tần Lạc Thổ, Tần Phóng Hạc cùng những thành viên đời thứ hai của Tần gia đều có mặt đông đủ, sắc mặt ảo não, xám như cho tàn. Trà đại hồng bào hạng nhất do người làm bưng lên sớm đã lạnh tanh lạnh ngắt nhưng không một ai uống. Tần Huy, Tần Thiến, Tần Diệp cùng mười mấy người đời thứ ba của Tần gia cùng tụ tập một chỗ trong phòng khách, dáng vẻ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, e dè thậm chí không dám thở mạnh. Bọn họ chỉ sợ bản thân mình phạm sai lầm, rơi vào trong ánh mắt ngập tràn lửa hận không chỗ phát tiết của mấy trưởng bối rồi bị bọn họ nghiêm khắc giáo huấn một phen. Không thể không nói, so với Bạch gia và Văn Nhân gia, con trai của Tần gia nhiều hơn một chút, người tham gia cũng nhiều hơn một chút. Thế nhưng hôm nay bọn họ vẫn có cảm giác đại họa tới nơi. Không anh ta, Chí Công Tử danh tiếng lẫy lừng, một trong Yến Kinh Tam Kiệt, Tần Tung Hoành một người có năng lực trí tuệ nhất đời thứ ba Tần gia, người được chọn làm gia chủ, đã bắt đầu nắm quyền gia chủ điều hành Tần gia đã nhảy lầu tự sát, ít nhất lúc này tin tức chuyển tới bọn họ là như vậy. Điều này đối với Tần gia mà nói là một đại họa ngập trời, cũng là một đòn đả kích chí mạng. Đặc biệt cuộc tổng tấn công do anh ta chủ trì, liên minh tới Bạch gia, nhằm thôn tính Văn Nhân gia đang bước vào giai đoạn quan trọng. Cục diện mới tạm ổn định, thắng lợi chưa hoàn toàn phân định nhưng anh ta đã chết. Có người thậm chí còn độc ác nghĩ, sao anh ta không chết muộn hơn 2 ngày hả? Khi đó hẳn Tần gia đã nhận được phần thưởng của mình, phân chia cục diện rõ ràng, thực lực tăng lên nhiều lần, lui về phòng thủ chắc chắn, có ai dám ra ta với bọn họ nữa không? Anh ta chết quá vội vàng, quá nhanh chóng, chết không đúng lúc. Trên chiến trường, chủ tướng tử thương, trận chiến này làm thế nào đánh tiếp đây? Cho nên có thể dùng từ tê liệt cả đám để hình dung cũng không quá mức. Mà trong thực tế tình hình còn nghiêm trọng hơn nhiều. Khi nhìn thấy nhiều người đã tới, Tần Kiện âm trầm đứng dậy, nói, mọi người đã biết chuyện của Tung Hoành, ông trời đố kỵ người tài, không ngờ nó lại rơi vào bước đường này. Anh cả không phải nhảy lầu tự sát? Tần Thiên tức giận phản đối,
Cha, người khác không biết anh cả, cha còn không biết sao? Tính cách anh cả ôn hòa, tốt tính, sao anh ấy có thể sợ tội tự sát? Dù toàn bộ người trên thế giới này nhảy lầu tự sát, con cũng không tin anh cả sẽ làm chuyện đó. Hơn nữa anh ấy phạm tội gì? Không phải chỉ là liên kết với một nhà khác tranh đấu với văn nhân gia thôi sao? Khi văn nhân gia ức hiếp chúng ta, sao bọn họ không nói là phạm tội? Điều này không công bằng, Tần gia chúng ta nhất định phải đòi lại sự công bằng cho anh cả. Tần Thiến là một trong số ít thành viên nữ của Tần gia được mọi người yêu quý. Hơn nữa bây giờ người chủ trì cục diện chính là cha cô ta, chính vì vậy cô ta mới dám là người đầu tiên đứng ra chút hết sự bất mãn của mình. Có Tần Thiến xung phong trận đầu, đám thanh niên trẻ tuổi Tần gia cũng lập tức nhao nhao. Đúng vậy, cháu không tin anh họ nhảy lầu tự sát, Chí công tử không hiểu chuyện vậy sao? Có chuyện gì bất bình mà phải nhảy lầu tự sát? Nhất định chúng đã bức bách, nhất định chúng đã đánh anh cả, kết quả không cẩn thận đẩy anh cả ngã xuống dưới, sau đó chúng nói là do anh cả nhảy lầu. Khinh người quá đáng, từ khi nào Tần gia chúng ta dễ bị người ức hiếp như vậy? Toàn bộ là do Tần Lạc kia làm. Anh ta ra mặt vì Văn Nhàn Mục Nguyệt dẫn người tới bắt anh cả, nợ máu phải trả bằng máu. Chúng ta và Tần Lạc có mối thù không đội trời chung. Binh! Tần Phóng Hạc vỗ tay xuống bàn quát to, Tần Tung Hoành nhảy lầu tự sát. Đây là sự thật như đinh đóng cột, không một ai được phép nghi ngờ. Chú Tư, chú, Tần Thiến thỏ hổn hển nói. Người bên ngoài vẫn còn đang nghi ngờ, không ngờ người trong nhà lại đồng ý với ý kiến này. Tần Thiến Tần Kiện cùng tức giận nhìn con gái của mình. Chú Tư của con nói đúng, không được ngang bướng. Tần Thiến uất ức tới mức không nhịn được òa khóc. Tần Tung Hoành là anh cả trong nhà. Hàng ngày anh ta cực kỳ quan tâm tới đám em trai, gái trong nhà. Tính cách Tần Tung Hoành ôn hòa, cực kỳ thân thiện với người khác. Cho dù bọn họ có cầu xin anh ta cái gì đi nữa, anh ta luôn chân thành chiếu cố. Mà có tấm chiêu bài chói mắt Chí công tử Tần Tung Hoành, khi bọn họ ra ngoài luôn có cảm giác vinh quang hạng nhất. Vì Tần Tung Hoành là một người mà không ai bì được, các công tử thế gia khác luôn cư xử rất khách khí với bọn họ. Cho dù bên ngoài Tần Tung Hoành có hình tượng nào đi chăng nữa, ít nhất khi ở nhà anh ta được những người này cực kỳ yêu quý và ủng hộ. Bây giờ anh ta đã chết, nhảy lầu tự sát, xương cốt nát vụn, dù thế nào đi nữa bọn họ tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện này. Tần Thiến khóc, mấy cô gái khác cũng khóc, ngay cả khóe mắt mấy người đàn ông cũng đỏ, cực kỳ bi thương. Khóc cái gì, khóc cái gì, Tần Kiện gầm lên, mấy đứa có phải là con cháu của Tần gia không hả? Đây lúc chỗ để mấy đứa thể hiện tính ủy mị hả? Bây giờ là lúc khóc lóc hả? Tần Phóng Hạc cúi đầu thở dài nói với Tần Kiện, anh hai, nhà chúng ta phải thống nhất một quan điểm, Tần Tung Hoành nhảy lầu tự sát. Anh hiểu chưa? Hiểu rồi, Tần Kiện trầm trọng gật đầu đồng ý. Ông ta cũng không tin Tần Tung Hoành nhảy lầu tự sát. Nhưng bây giờ thì có thể làm gì? Chẳng lẽ bọn họ phải nghi ngờ tố cáo cục quốc an sao? Nếu làm vậy, không phải Tần gia sẽ có thêm một kẻ thù hùng mạnh nữa sao? Tần gia dù lớn thế nào có thể đắc tội với quốc gia không? Đám con cháu này không hiểu biết, thế nhưng những bề trên của chúng không thể không hiểu. Bây giờ hãy thương lượng biện pháp đối phó. Lúc này cục diện của Tần gia rất loạn. Nhất định phải có người đứng ra gánh vác trách nhiệm của Tung Hoành để lại. Tần Phóng Hạc nói, ông ta là người trẻ nhất trong bốn anh em nhưng vì nguyên nhân tham chính nên ông ta là người có tính cách trầm tính. Tiếng nói ông ta rất có trọng lượng trong gia tộc. Anh hiểu rồi, Tần Kiện gật đầu, ông ta nhìn tam đệ Tần Như Long nói, Như Long, em rất có năng lực ở lĩnh vực kinh doanh. Chuyện tập đoàn em nên đứng ra gánh vác đi. Tay cầm đại quyền, nhưng trên gương mặt Tần Như Long không hề có sự vui mừng, ông ta lo lắng nói, anh hai. Em nhất định sẽ dốc hết sức làm việc, lúc này chẳng có gì phải khiêm nhường, vấn đề lúc này quả thật cực kỳ khó giải quyết, chỉ sợ em cũng không có cách nào ổn định được. Tần Kiện gật đầu nói, chú hãy nói lại tình hình cho mọi người nghe. Được, Tần Như Long nói, tất cả mọi người đều biết Tần gia chúng ta mới liên thủ với Bạch gia thôn tính tập đoàn Văn Nhân gia. Đây chính là trận đánh rất ác liệt, chúng ta gần như đã sử dụng tất cả tiền mặt của tập đoàn, cũng như của không ít công ty bên dưới lệ thuộc và chiến hữu hợp tác tài chính với Tần gia. Có thể nói lúc này dùng từ miễn cưỡng, để duy trì Tần thị cùng không quá mức. Tình hình, thực tế còn gay gâu hơn nhiều. Bốn trận này chúng ta chiến thắng, cũng tới lúc hái quả rồi. Hết lần này tới lần khác, Tung Hoành nói một cách chính xác là quá cẩn thận nhưng lại không kịp hái quả. Em có thể đi giúp hái quả nhưng tình hình đã thay đổi. Thứ nhất, gia tộc Văn Nhân phản kích. Không,
gia tộc Văn Nhân đã phản kích rồi. Tần Tung Hoành nhảy lầu tự sát là một sự đả kích quá lớn đối với Tần gia. Không ít kẻ có thể nhìn thấy lợi ích từ việc này, đều đứng ở vị trí đối lập với Tần gia. Em không biết lúc này gia tộc Văn Nhân còn nắm giữ bao nhiêu tiền mặt. Nhưng em biết nếu như chúng ta không thể ổn định được cục diện, lượng tiền mặt của bọn họ sẽ càng lúc càng nhiều. Tình trạng của chúng ta sẽ càng lúc càng bi thảm, cuối cùng Tần thị sẽ bị bọn họ thôn tính. Thứ hai, không thể tin Bạch gia. Quan hệ giữa hai nhà Tần, Bạch không quá mức thân thiết. Mọi người vốn chỉ lợi dụng nhau mà thôi. Có lợi thì hợp tác, không có lợi thì vỗ mông chia tay. Lúc này Tung Hoành, xảy ra chuyện, chính là một cơ hội trời cho đối với Bạch gia. Bọn họ sẽ nhanh chóng bành trướng. Có lẽ bây giờ bọn họ không chỉ muốn tiếp nhận sản nghiệp Văn Nhân gia mà sợ rằng còn muốn thôn tính cả Tần gia. Em đã nhận được báo cáo rằng Bạch gia đã bắt đầu ra tay với Tần gia. Vì sự hợp tác khi trước nên bọn họ có thể dễ dàng ra tay hơn Văn Nhân gia nhiều. Thứ ba, khi Tần Như Long nói tới điều thứ ba, ông ta dường như có điều gì e dè, quay nhìn Tần Như Hạc, thấy Tần Như Hạc gật đầu nhìn mình, ông ta mới nói tiếp, Tung Hoành có thể đã tham gia vào một vài hành vi bí mật làm nguy hại cho đất nước. Chúng ta cần phải giải thích với quốc gia thế nào về việc Tần gia hoàn toàn không liên quan tới chuyện này. Chương 1410, Cầu Hòa. Khi nghe Tần Như Long phân tích, người Tần gia, người nào người nấy đều im lặng, trầm ngâm. Tần Nhẫn, cũng tàn khốc. Thế nhưng đây chính là chân tướng. Hai ngày trước Tần gia còn đánh Văn Nhân gia một cách cạn tẩu giáo máng, thắng lợi nằm trong tầm tay. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, thế giới đột nhiên thay đổi. Đánh người, bị người đánh. Đả thương người, bị người đả thương, kết cục hoàn toàn đảo ngược. Đúng vậy, lúc này Tần gia đang phải đối đầu với ba đối thủ. Văn Nhân gia, kẻ thù lâu năm, Bạch gia, trước đó là đồng bọn hợp tác, còn cả quốc gia, không một ai dám phản kháng. Bọn họ không có dũng khí, không có can đảm cũng như không có thực lực chống lại quốc gia. Bây giờ bọn họ rơi vào tình cảnh khốn khó, sao bọn họ có thể nhận được sự tin tưởng của quốc gia? Tần Tung Hoành hợp tác với phòng thí nghiệm Austria, bí mật cung cấp thuốc nổ cho phu nhân Roland, sử dụng tài chính của thế lực đối nghịch, bọn họ không quá hiểu rõ những chuyện này. Tần Tung Hoành cũng tuyệt đối không nói với bọn họ những chuyện này, thế nhưng quốc gia có tin không? Chú ba, bây giờ chúng ta phải làm gì? Anh họ thật sự làm chuyện nguy hại cho quốc gia sao? Điều này tuyệt đối không xảy ra. Đúng vậy, anh ấy sẽ không làm chuyện này. Anh ấy là người thông minh. Sao anh ấy lại không biết hậu quả khi làm việc đó? Không thể không nói Tần Tung Hoành là một người đàn ông rất có sức quyến rũ, có nhân cách. Mặc dù anh ta kéo cả gia tộc vào thảm họa như này, thậm chí khiến một gia tộc khổng lồ chuẩn bị rơi xuống vực sâu nhưng không một ai trách anh ta. Còn có khá nhiều người tình nguyện xuất hiện giải thích cho anh ta. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Tần Thiên Đường cắt giọng khàn khàn nói, ông ta là cha của Tần Tung Hoành, là một người đau lòng nhất trong phòng. Tần Tung Hoành vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của ông ta, cũng là vụ đầu tư thành công nhất của ông ta. Thế nhưng anh ta cứ thế mà ra đi, lại ra đi theo cách thức mờ ám nhất. Nó là vì quá thông minh, Tần Lạc Thổ nói. Chính vì vậy nó mới nghĩ người khác tuyệt đối không biết những chuyện mình làm. Không một ai sẽ phát giác, nó vốn nghĩ tất cả mọi chuyện vẫn nằm trong lòng bàn tay nó. Nó không bao giờ nghĩ rằng trên thế giới này vẫn còn những đối thủ thông minh hơn nó. Anh cả Tần Kiện nói. Tung Hoành đã đi rồi. Không nên trách nó nữa. Bây giờ mọi người phải đồng tâm hiệp lực nghĩ cách vượt qua nguy cơ trước mắt. Hãy tìm cha hỏi đối sách, Tần Lạc Thổ nói. Chỉ có cha mới nhìn xa trông rộng. Ôi, Tần Kiện lắc đầu. Khi ác mộng truyền về, cha không nói một lời đi vào phòng mình. Cơm không ăn, trà không uống. Vì lo lắng cha xảy ra chuyện nên chú hai ở trong đó. Tung Hoành chết cũng không đáng tiếc. Cơ nghiệp trăm năm Tần gia quan trọng hơn, Tần Lạc Thổ khuyên. Cầu Hòa, một giọng nói già nua truyền ra, chỉ có Cầu Hòa. Mọi người cùng đứng dậy nghênh đó, sau đó nhìn thấy một ông già mặc bộ đường trang màu trắng từ trong phòng đi ra. Một ông già khác mặc bộ trường bào màu xám đi theo sau. Đó là anh em cùng cha khác mẹ của Tần Dã Hồ. Cha, chỉ sợ lúc này không thể Cầu Hòa được, Tần Như Long nói, bây giờ Bạch gia đánh giết tới đỏ mắt rồi. Cơ hội tốt nhất bây ra trước mắt, Tần gia là một miếng thịt lớn quá béo. Sao bọn họ có thể đồng ý thu tay lại? Ai nói muốn đi gặp cái loại tiểu nhân bất tín đó? Tần Dã Hồ tức giận quát to. Tần Dã Hồ, Tần gia lão gia là một kỳ tích trong thương trường Trung Quốc, tung hoành thương trường mấy chục năm, lật tay làm mây, úp tay làm mưa. Có thể dùng câu đánh đâu thắng đó để hình dung.
Bây giờ đứa cháu đắc ý nhất của ông ta nhảy lầu tự sát. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, ông ta không chịu nổi sự đả kích này, chính vì vậy thoạt nhìn tinh thần rất suy sụp. Vậy ý của cha là, Tần Kiện hỏi nhỏ, ông ta lo lắng mình sẽ bị cha mắng. Đi tìm Tần Lạc cầu hòa, Tần Dã Hồ nói. Tần Lạc, mọi người đưa mắt nhìn nhau, gần như tất cả đều không tin vào hai tai mình. Lão gia đau lòng tới mức hồ đồ mất rồi, sao lại đột nhiên muốn đi tìm Tần Lạc cầu hòa? Thứ nhất, Tần Lạc chính là bạn bè thân thiết của văn nhân Mục Nguyệt. Hai người này vẫn đang duy trì mối quan hệ cực kỳ mập mờ. Tần gia mới đám văn nhân ra một đao, bây giờ lại muốn tìm người ta cầu hoa sao? Thứ hai, chuyện Tần Tung Hoành nhảy lầu có liên quan mật thiết tới Tần Lạc. Tất cả những tin tình báo đều xác nhận chính là Tần Lạc dẫn theo người của Cục Quốc An tới bắt Tần Tung Hoành, khiến Tần Tung Hoành phá vỡ cửa sổ nhảy lầu. Thứ ba, điều này chỉ một số ít người mới biết, nghe nói Tần Tung Hoành tìm một số thế lực mua thuốc nổ mà mục đích mua thuốc nổ là đối phó với Tần Lạc. Mối thù sinh tử này, anh ta có đồng ý không? Cha, liệu có cần phải suy nghĩ lại không? Tần Kiện cau mày nói, con sợ bước đi này không thuận lợi. Ai nói không thuận lợi? Ta tự mình đi một chuyến, Tần Dã Hồ tức giận nói. Lớn như vậy làm việc phải biết động não chứ. Nói xong ông ta đi ra ngoài. Để tôi ra ngoài xem sao, Tần Lạc Thổ nói. Chuẩn bị xe. Tần Tung Hoành nhảy lầu chết khiến áp lực với văn nhân Mục Nguyệt giảm đi. Những người trước đó ủng hộ Tần Tung Hoành lập tức hoàn toàn yên lặng, còn có một số người chủ động rút tài chính khỏi nơi thị phi. Có khá nhiều lực lượng trung gian nhận ra cơ hội, lập tức điều động một lượng tài chính lớn xông tới chỗ văn nhân ra, định mò cá, kiếm lợi ích. Thế nhưng điều này hoàn toàn không thành vấn đề với Tần Lạc. Hắn chỉ muốn làm một việc, đối phó với Tần Tung Hoành. Những chuyện khác đã có những chuyên gia giải quyết, ví dụ như văn nhân Mục Nguyệt. Lúc này Tần Lạc đang ngồi yên trong căn phòng họp nhỏ của văn nhân Mục Nguyệt. Văn nhân Mục Nguyệt và văn nhân Chiếu ngồi đối diện với hắn. Trương Nghi Y và Vương Cửu Cửu ngồi hai bên người hắn. Trái ôm, đương nhiên hắn không có dũng khí ôm bên phải. Có con rể nào ôm mẹ vợ không? Huống chỉ Trương Nghi Y là bà mẹ vợ cực châu bò. Tần Tung Hoành lại nhảy lầu tự sát, Vương Cửu Cửu tựa người vào Tần Lạc, nói với vẻ rất khó tin. Thật không thể ngờ lại có kết cục này. Trong ấn tượng của em, anh ta là một người đàn ông rất sĩ diện. Sao lại lựa chọn một cái chết tàn nhẫn vậy? Khiến cả người thịt nát xương tan. Sao anh ta có thể làm được nhỉ? Mẹ đã nói mà, rõ ràng trên gương mặt Trương Nghi Y hiện rõ hai từ kiêu ngạo. Trương Nghi Y này ra tay, chỉ một đầu ngón tay cũng có thể bóp chết hai trong Yến Kinh Tam Kiệt. Đương nhiên không tính tới Mục Nguyệt cô, bọn họ có gì mà đáng sợ, chẳng qua bị người ta thổi phồng quá đáng, chỉ là con hổ giấy mà thôi. Tần Lạc lắc đầu nói, hành vi của Tần Tung Hoành khiến người ta cảm thấy xấu hổ, nhưng anh ta là một đối thủ đáng kính trọng. Từ vui sướng tới cực kỳ bi ai, cho dù là ai đi nữa cũng khó chấp nhận. Huống chỉ cái chết là cách giải thoát tốt nhất, đối với anh ta mà nói, đối với gia tộc anh ta mà nói, nếu như anh ta không chết, Tần gia sẽ ra sao? Cứu hay không cứu, chỉ sợ khi đó bọn họ rất khó rửa sạch sự nghi ngờ. Tần Tung Hoành không chết vì mình mà anh ta chết vì Tần gia. Anh rể, anh thật lợi hại, ngay cả Tần Tung Hoành cũng bị anh đánh bại, văn nhân Chiếu cười hì hì nói. Trước đó hắn ngồi trong căn phòng này, cảm nhận được một bầu không khí cực kỳ áp lực khiến hắn thậm chí không dám thở mạnh. Sau khi Tần Lạc quay về, Tần Tung Hoành nhảy lầu tự sát, thỉnh thoảng trong căn phòng này vang lên tiếng cười vui vẻ và cả tiếng vỗ tay. Hắn thích bầu không khí đó. Ai là anh rể của cậu? Trương Nghi Y nghi ngờ hỏi. Anh ấy, văn nhân Chiếu chỉ tay vào Tần Lạc, ngơ ngác nói. Trương Nghi Y gật đầu nói, vậy sau này cậu phải gọi Cửu Cửu là chị. Tại sao? Văn nhân Chiếu hỏi. Trương Nghi Y vỗ vào đầu văn nhân Chiếu, nói, trẻ con không được hỏi vì sao. Người lớn bảo làm gì thì phải làm như vậy. Văn nhân Chiếu, hãy nghe lời gì Trương văn nhân Mục Nguyệt nói. Ồ, văn nhân Chiếu vuốt vuốt đầu, uất ức nói. Thật ra hắn rất sợ Vương Cửu Cửu, bởi vì Vương Cửu Cửu hay ức hiếp hắn, mắng hắn là ẻo lả. Mình éo lả sao, thật đáng ghét. Ác giả ác báo, văn nhân Mục Nguyệt nói. Anh ta để lộ nhiều sơ hở, kết cục đó là không thể tránh được. Tiếp theo em có dự định gì không? Tần Lạc cười hỏi. Phản kích, văn nhân Mục Nguyệt nói. Tận dụng mọi khả năng thôn tính những công ty của bọn họ trước khi bọn họ tới cầu hòa. Bọn họ sẽ tới cầu hòa sao? Tần Lạc cười hỏi. Người khác không làm như vậy. Lão hồ ly Tần gia thì nhất định sẽ làm vậy, văn nhân Mục Nguyệt quả quyết.
Vậy lúc này em có ý định gì? Vậy ý định của anh là gì? Văn nhân Mục Nguyệt hỏi. Anh, Tần Lạc ngạc nhiên, chính mình chỉ là một phụ tá qua đường, ông ta muốn tìm người đàm phán thì nhất định, cũng phải tìm văn nhân Mục Nguyệt. Ông ta sẽ tới cầu hòa với anh, văn nhân Mục Nguyệt nói. Đúng lúc đó quả vương vui mừng đi vào, đứng trước mặt Tần Lạc nói, Tần tiên sinh, Tần Dã Hồ tới, ông ta nói muốn gặp anh, muốn đàm phán một mình với anh. Tần Lạc nhìn văn nhân Mục Nguyệt, thầm nghĩ, cô gái này quả thật tính toán rất kỹ, không sai điểm nào. Đột nhiên trong đầu hắn xuất hiện một ý nghĩ, có phải khi cô ấy đang rơi vào hoàn cảnh nguy nan, có phải cô ấy biết mình sẽ bất ngờ xuất hiện cứu nguy cho cô ấy không? Chương 1411, Đoạt Thế. Đây là một văn phòng được bố trí khá xa hoa. Đây chính là căn phòng văn nhân Mục Nguyệt dùng để tiếp đãi những khách quý có thân phận cực cao nhưng số lượng cực ít. Tần Dã Hầu ngồi thẳng tắp trên mặt ghế lim. Người già không thích ngồi trên mặt ghế quá mềm, như vậy cả người sẽ chìm xuống, mang tới một cảm giác rất không thoải mái cho xương khớp. Thư ký đi vào rót trà, ông ta cũng không uống, ông ta không tới uống trà. Tần Lạc Thổ đứng ngay sau lưng ông ta, không ngồi, sắc mặt đau thương và cô đơn, không hiểu đang suy nghĩ gì nữa. Tần Tung Hoành nhảy lầu chết là một sự đả kích rất khủng khiếp đối với ông ta. Cạch, cánh cửa phòng khẽ kêu lên, Tần Lạc đẩy cửa đi vào. Xấu hổ quá, đã để hai vị chờ lâu, Tần Lạc áy náy nói. Hắn đi tới trước mặt Tần Dã Hồ nói, sau khi biết chuyện của Tần Tung Hoành tôi cực kỳ đau đớn. Xin lão gia và Tần bá bá hãy bảo trọng. Nói tự nhiên, thật như thể khi Tần Tung Hoành nhảy lầu tự sát hắn không có mặt ở hiện trường. Cảm ơn, Tần Dã Hồ trầm giọng nói. Người chết không thể sống lại, người còn sống phải tiếp tục sống. Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu nói. Lão gia là người trí tuệ, có thể nghĩ được như vậy là rất tốt. Bác Tần, mời bác cũng ngồi xuống. Bác là trưởng bối, bác không ngồi, tôi nào dám ngồi. Tần Lạc Thổ không nói nhiều, ông ta kéo ghế ngồi sau lưng cha mình. Ông ta biết chính Tần Lạc dẫn người tới bức chết Tần Tung Hoành. Mối hận trong lòng không phải là giả. Nói một cách chính xác, ông ta chỉ hận không thể xông lên cắn chết tươi, ăn tươi nuốt sống tiểu tử này. Vấn đề là lúc này Tần gia đang đứng trên bờ vực sinh tử tồn vong, ông ta không thể vì nhỏ mất lớn. Chính vì vậy dù ông ta cực kỳ thù hận Tần Lạc nhưng chỉ biết kiên cường đè nén lòng mình. Ông ta tuyệt đối không thể động thủ với Tần Lạc, cũng không có nghĩa là ông ta muốn nói chuyện với hắn. Tần Lạc kéo ghế ngồi trước mặt Tần Dã Hồ, nói, lão gia cùng bác tới tìm tôi khiến tôi quả thật khá bất ngờ. Sợ rằng nha đầu văn nhân kia đã sớm đoán ra rồi, Tần Dã Hồ nói. Tần Lạc có một cảm giác bi thương không nói nên lời. Hắn vẫn cảm thấy mặc dù bản thân mình không đi học nhưng vẫn là một người thông minh tuyệt đỉnh. Thế nhưng khi ngồi cùng với văn nhân Mục Nguyệt và Tần Dã Hồ, hai chùm kinh doanh chỉ số thông minh vượt trội, hắn cảm thấy vô cùng tự ti. Một người đã sớm đoán chắc con đường lui của mình, còn một người khác đã sớm đoán đối phương sẽ tới vì hắn. Bọn họ là dạng người gì vậy? Trên thế giới này có quá nhiều gia cát lượng, đám thợ dày thổi như bọn họ sao có thể sống đây? Nhìn nét mặt trầm ngâm không nói của Tần Lạc, Tần Dã Hồ biết mình đoán đúng, ông ta nói, tôi tới tìm cậu để đàm phán. Liệu có phải ông tìm lầm người không? Tần Lạc hỏi, hẳn ông phải hiểu rõ tôi không phụ trách công việc này, ông tìm người gia tộc văn nhân đàm phán thì không phải thích hợp hơn sao? Cậu thanh niên, cậu đang nghi ngờ trí thông minh của tôi hả? Tần Dã Hồ kiêu ngạo. Không sai, tìm tiểu nha đầu văn nhân Mục Nguyệt đó đàm phán quả thật có tác dụng, nhưng không quá nhiều tác dụng. Bởi vì chuyện đã phát triển tới bước này, cô ta chỉ có quyền quyết định những chuyện thuộc phạm vi gia tộc văn nhân. Cậu không chỉ có năng lực quyết định hướng đi của gia tộc văn nhân mà còn có thể gây ảnh hưởng tới thế lực vương gia. Thời gian cấp bách, tìm một người đàn ông có thể đàm phán vẫn tốt hơn nhiều là đi đàm phán với hai người phụ nữ. Ông không nói tôi cũng không biết bản thân mình lại quan trọng như vậy, Tần Lạc cười gượng nói. Xem ra không chỉ người khác nghi ngờ mối quan hệ mập mờ giữa hắn với Vương Cửu Cửu, văn nhân Mục Nguyệt mà cả ông già tinh quái này cũng có suy nghĩ đó. Cậu cần gì mà phải tự phụ? Tần Dã Hồ nói, nhị Tần tranh đấu vì cái chết của Tung Hoành mà chấm dứt. Bây giờ cậu đạt tới đỉnh cao danh vọng ở Yến Kinh, chỉ cần cậu nói một câu, các bên đều coi trọng. Thôi được, Tần Lạc gạt đầu nói, nếu như lão gia nghĩ tôi quan trọng như vậy, vậy lão gia muốn nói với tôi chuyện gì? Đàm phán cầu hòa, Tần Dã Hồ nói. Vì sao? Tần Lạc hỏi. Bởi vì Tần gia rơi vào hoàn cảnh gian khó, tứ bề thọ địch. Ý của tôi là, vì sao ông nghĩ tôi sẽ đồng ý đàm phán với các ông?
Tần Lạc nheo mắt cười nói, các vị không nên quên, chỉ mấy ngày trước, Tần gia vung đại đao bổ về phía gia tộc Văn Nhân, dáng vẻ ta sống ngươi chết, mối thù không đội trời chung. Cháu trai bảo bối của ông, Tần Tung Hoành, hận tôi thấu xương, tìm đủ mọi cách giữ tôi ở lại Thái Sơn. Tôi không phải là bậc quân tử, cũng không phải một trưởng phu vĩ đại. Người nào tốt với tôi đương nhiên sẽ nhớ kỹ. Người nào không tốt với tôi đương nhiên cùng phải nhớ. Tần Dã Hồ biết Tần Lạc sẽ từ chối bởi vì chỉ có từ chối mới có cơ hội đạt được lợi ích lớn lao. Nếu như chính bản thân mình vừa nhắc tới đàm phán cầu hòa mà hắn đồng ý ngay, vậy chứng tỏ đầu hắn nhất định có bệnh. Nói Tần gia rơi vào hoàn cảnh khốn khó cũng hơi quá, Tần Dã Hồ nói mà không đếm xỉa tới những lý do Tần Lạc từ chối. Ít nhất bây giờ Tần gia có hai con đường đi. Thứ nhất, đàm phán với cậu, cũng chính là đàm phán với Văn Nhân gia và Vương gia. Thứ hai, đàm phán với Bạch gia. Nói cách khác, bỏ ra một phần lợi ích, trở thành chư hầu của bọn họ. Chúng ta có hai lựa chọn, cậu chỉ có một, một là tiếp nhân, không tiếp nhận chính là từ chối. Ừ, lão gia ngài cam tâm làm chư hầu cho người ta sao? Tần Lạc thầm nghĩ Tần Dã Hồ cực kỳ lão luyện trong tranh đấu. Phương pháp tráng sĩ chặt cổ tay của ông ta quả nhiên rất hữu hiệu. Cho dù là Văn Nhân gia hay Bạch gia đều không muốn Tần gia ngả về một bên, thành chư hầu. Lạc đà gầy còn hơn ngựa. Cho dù thực lực Tần gia suy sụp nghiêm trọng sau chuyện này, thậm chí còn bị bỏ rất xa bởi người chiến thắng Bạch gia hay đối thủ truyền kiếp Văn Nhân gia, nhưng thực lực bọn họ vẫn rất hùng mạnh. Loại thực lực và sự hùng mạnh này không phải một gia tộc hay một tập đoàn nào đó có thể so sánh được. Cam tâm thì sao mà không cam tâm thì sao nào? Tình thế kém hơn người ta, làm được gì nào? Giọng nói của Tần Dã Hồ vẫn còn rất mạnh mẽ nhưng âm điệu buồn rầu, còn cả chút cảm giác anh hùng nhục chí. Nếu như tôi đoán không sai, lão gia ngài tới tìm tôi trước, còn chưa tới tìm Bạch gia, đúng không? Không sai. Vậy tôi có thể cho rằng có phải lão gia có lòng tin với tôi hơn, đúng không? Đúng là nghĩ như vậy nên tôi mới tới. Tóm lại họ Tần vẫn còn đáng tin cậy hơn so với họ Bạch bất tín kia. Hai bàn tay Tần Lạc bắt chéo vào nhau, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào mu bàn tay, nói, sao tôi có thể biết được thành ý của Tần gia? Sao tôi tin rằng đây không phải kế tạm thích ứng của Tần gia? Các vị làm bộ đàm phán cầu hòa, đợi sau khi vượt qua nguy hiểm, quay lại cắn trả chúng tôi một cái. Tôi không có ý nghi ngờ nhân phẩm của lão gia, vấn đề là chúng ta là những thương nhân nói chuyện thương trường, tôi cần một lý do để có thể thuyết phục bạn bè của mình. Dù sao bây giờ chúng tôi cũng có phương pháp hay để đối phó với Tần gia. Chỉ là cần một chút thời gian mà thôi, chúng tôi có thể thôn tính hoàn toàn nghiệp vụ của Tần gia. Thế nhưng anh đừng quên, trong khi các vị đang thôn tính thì còn có một đối thủ khác cũng đang nhắm vào đó, Tần Dã Hồ nói. Quả thật lúc này đối thủ của Văn Nhân gia không phải là một Tần gia thất bại mà là một Bạch gia đang điên cuồng bành trướng. Khi bọn họ thôn tính vẫn cần phải chiến đấu, phải chém giết. Trong khi đó Bạch gia chính là đồng bọn của Tần gia khi trước, rất hiểu cách phân bố và tình hình, tài chính của Tần gia. Khi bọn họ thôn tính gần như chỉ là một động tác chuyển từ tay trái sang tay phải. Đây vẫn không phải là lý do khiến chúng tôi ra tay trợ giúp, Tần Lạc nói. Tôi biết bọn họ thôn tính thuận lợi hơn chúng tôi, cùng lắm thì bọn họ ăn miếng to chúng tôi ăn miếng nhỏ. Tóm lại vẫn còn tốt hơn so với đề nghị cầu hòa của các vị, hơn nhiều so với một kết quả hư danh nhưng thật ra lại chẳng có gì. Một khi tôi đã tới, sao có thể dùng thủ đoạn trẻ con đó lừa gạt người khác? Tần Dã Hồ cười nhạt nói, cậu đừng quá coi thường Tần Dã Hồ này. Lạc Thổ, Tần Dã Hồ gọi. Tần Lạc Thổ lấy từ trong cặp của mình ra một tờ giấy. Tần Dã Hồ nhận tờ giấy, mở ra, đưa cho Tần Lạc và nói, đây là một phương án hợp tác tôi đã soạn thảo khi ngồi trên xe. Tôi nghĩ cậu hẳn rất thích phương án này. Tần Lạc nhận tờ giấy. Ngay từ cái nhìn đầu tiên hắn đã bị chinh phục bởi kiểu chữ của Tần Dã Hồ. Loại chữ này một khi được đưa ra đấu giá, nhất định sẽ đạt được giá rất cao, hơn nữa lại còn được thảo ra khi đang ngồi trong ô tô. Sau đó Tần Lạc bắt đầu đọc nội dung bên trong. Càng xem càng kinh hãi, càng xem càng động lòng. Không thể không nói đây là một phương án cực kỳ có thành ý. Thậm chí những gì bọn họ bỏ ra còn nhiều hơn so với suy nghĩ của Tần Lạc. Tần Dã Hồ vẫn chính là Tần Dã Hồ, thảo nào ông ta có thể giành được thành tựu như ngày hôm nay. Cách thức làm việc của ông ta cực kỳ quyết đoán, người thường khó có thể sánh nổi. Tần Lạc không trả lời ngay mà hắn gấp tờ giấy lại, nói. Tôi sẽ đi thương lượng với mấy người bạn. Một mình tôi không thể làm chủ. Nói xong Tần Lạc quay người đi ra bên ngoài.
Rất quá đáng đợi khi bóng dáng của Tần Lạc biến mất bên ngoài phòng, Tần Lạc thổ lên tiếng mắng hắn, thằng nhãi này lòng tham không đáy. Điều kiện đó còn không đồng ý, chẳng lẽ nó muốn cả Tần ra sao? Chúng ta cương quyết cá chết lưới rách với chúng. Tần Dã Hồ bình tĩnh bưng chén trà lẻn nhấp một ngụm, nói, đó là chỗ thông minh của hắn. Hắn đang đoạt thế. Chương 1412, huynh đệ tương tàn. Nếu như hắn đồng ý với phương án chúng ta đưa ra, không phải chứng minh hắn rất sốt ruột sao? Tần Dã Hồ nói, mọi người đều thích truy đuổi nhưng gì không dễ đoạt được. Càng là cái gì phải trải qua đau khổ, càng hiểu được quý trọng. Nói vậy là chúng ta cho hắn cơ hội có kẻ mặc cả sao? Đúng vậy, Tần Dã Hồ gật đầu. Tại sao chúng ta không đưa ra điều kiện thấp một chút khiến hắn nâng lên từ từ? Như vậy sẽ thể hiện chúng ta không có thành ý hợp tác, Tần Dã Hồ nói. Cái đó có liên quan gì tới đoạt thế? Hắn không muốn bị chúng ta dắt mũi, Tần Dã Hồ giải thích. Hắn muốn nắm giữ quyền chủ động trong cuộc đàm phán này chứ không phải chúng ta đưa ra điều kiện nào là hắn đồng ý điều kiện đó, mặc dù rõ ràng hắn đã rất hài lòng với điều kiện đó. Tần Lạc Thổ không biết nói gì cho phải. Rõ ràng trong chuyện này còn rất nhiều huyền cơ. Những người này cả ngày chỉ nghĩ mấy thứ đó, không mệt mỏi à? Thắng không kiêu, bại không nản. Hiểu được tiến thoái, Tần Dã Hồ khẽ thở dài nói. Điều quan trọng là hắn vẫn chỉ coi mình có vị trí thấp kém. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn chiến thắng tung hoành nó, quá chói sáng. Đó là tạo hóa của mỗi người. Cha cũng không cần đau đớn, Tần Lạc Thổ nhìn thấy tâm trạng cha mình sa sút, ông ta vội vàng lên tiếng an ủi. Đúng vậy, Tần Dã Hồ nói, đó là tạo hóa của mỗi người. Trách cũng chẳng thể trách, tiếc cũng không thể tiếc. Khi hai cha con đang nói chuyện, cánh cửa phòng lại bị mở ra. Tần Lạc đi vào trong cười nói, tôi đã thương lượng với mấy người bạn. Bọn họ rất vui khi có thể đạt thành quan hệ hợp tác chiến lược với Tần gia. Thế nhưng phương án này vẫn cần một vài thay đổi nho nhỏ. Tôi nói ra có khiến Tần lão hãy cân nhắc, được không? Thật sự liên kết đồng minh với Tần gia sao? Vương Cửu Cửu hỏi, Tần Lạc, Vương Cửu Cửu và Trương Nghi Y, ba người rời khỏi building hoàn cầu. Tần Lạc không biết lái xe nên không còn cách nào khác đành ngồi xe do Vương Cửu Cửu lái. Đúng vậy, Tần Lạc thả người ngồi xuống ghế, gật đầu nói, con thỏ nóng này vẫn có thể cắn chết người. Nếu như quá bức bách bọn họ vào bước đường cùng, chỉ e bọn họ sẽ tiến sang hợp tác với Bạch Gia. Điều này sẽ rất bất lợi với chúng ta. Văn nhân ra trước bại sau thắng, cần phải có thời gian tiêu hóa chiến lợi phẩm của mình. Hơn nữa cho dù tập đoàn Văn Nhân hay Bạch Gia hoàn toàn không thể tự mình thôn tính hoàn toàn Tần Gia. Gia tộc trăm năm nội lực cực mạnh. Ôi, em vẫn cứ muốn nuốt chừng một ít, Vương Cửu Cửu tiếc nuối nói, bọn họ rất đáng hận. Một khi đã là đối thủ làm gì còn chuyện đáng yêu. Tần Lạc yêu mến nhìn nghiêng gương mặt đẹp của Vương Cửu Cửu nói, hiện tại em cũng không cần thu tay lại. Trước khi hiệp định hợp tác được ký kết, mọi người có thể tăng cường hành động hơn. Đương nhiên, Vương Cửu Cửu cười nói. Phạm sai làm tất phải trả một cái giá rất lớn, lúc này cần phải cắt bọn họ từng mảng một, nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ không nỡ lâu. May là thắng, Tần Lạc bùi ngùi nói, nếu không anh thật sự hổ thẹn với Vương gia. Thẹn cái gì, dù sao tất cả mọi người cũng là người một nhà. Trương Nghi Y ngồi ở ghế sau vẫn đang căng tai nghe lén hai người nói chuyện, cười tủm tim nói, cháu còn không biết khi núi Thái Sơn nổ tung, cháu sống chết không rõ. Ông Cửu Cửu không đồng ý cho Vương gia trợ giúp Văn Nhân gia vì dù sao trước đó Vương gia đồng ý chỉ là vì cháu. Cháu không còn, Vương gia còn lý do để mạo hiểm không? Thế nhưng Cửu Cửu kiên trì thuyết phục, còn nói cái gì 100 năm sau cô vẫn là mẹ nó. Két! Bàn tay cầm tay lái của Vương Cửu Cửu thoáng rung rung, chiếc xe suýt chút nữa đâm vào vỉa hè. Trương Nghi Y, Vương Cửu Cửu tức giận nói to, mẹ không nói thì sợ người khác coi mẹ là người câm điếc hả? Cái gì mà không thể nói? Trương Nghi Y bĩu môi nói. Đàn ông là loại động vật chỉ thích giả ngu. Con yêu cậu ấy như nào thì phải nói cho cậu ấy biết. Con không nói, cô gái khác sẽ nói. Cháu biết, Tần Lạc cười nói. Cửu Cửu biết, cháu biết. Vương Cửu Cửu mỉm cười nói. Ừ, em biết. Cô không biết, Trương Nghi Y bất mãn nói. Này, hai người đang trêu chọc tính thông minh của tôi sao? Trong phòng khách của biệt thự, khói thuốc lượn lờ. Hai thanh niên đang ngồi trong phòng, nhả khói như đốt lò gạch. Lúc này rõ ràng là ban ngày nhưng cửa sổ biệt thự vẫn đóng kín, giống như làm thế này mới khiến cho bọn họ cảm thấy an toàn hơn. Bây giờ phải làm gì đây? Cửu Trọng Mưu cuống cuồng rút điếu thuốc rồi quay người nhìn Cửu Trọng Huân. Ánh mắt gã ngập tràn tia máu, giống như đã mấy ngày không ngủ, sắc mặt mệt mỏi,
đầu óc hỗn loạn, dáng vẻ trông cực kỳ nhếch nhác, sợ hãi. Bây giờ phải làm gì hả? Cửu Trọng Huân đập mạnh tay xuống bàn, tức giận quát to, em hỏi anh hỏi ai? Em có thấy phiền không hả? Em hỏi anh cầu này mấy trăm lần rồi. Cửu Trọng Mưu cùng nổi giận, gã gào lên, em không hỏi anh thì hỏi ai? Chính anh đưa ra chủ ý đó, anh cũng tự tìm người. Bây giờ xảy ra chuyện, anh không nghĩ cách, ai nghĩ hả? Anh đưa ra chủ ý, anh tìm người, vậy khi anh nói thì sao nào? Không phải khi đó em cũng rất ủng hộ sao? Bây giờ muốn trốn tránh trách nhiệm hả? Muộn rồi. Em trốn tránh trách nhiệm sao? Em có cần phải trốn tránh trách nhiệm không? Anh chết, em có sống được không? Sau khi hai người làm ầm mấy câu, cơn tức giận trong lòng bất ngờ tan biến. Tâm trạng lập tức trở lại bình thường. Cửu Trọng Huân thở dài, y rút một điếu thuốc từ trong bao thuốc ra đưa cho Cửu Trọng Mưu sau đó tự rút cho mình một điếu đặt lên miệng nói, xin lỗi, anh quá kích động. Cửu Trọng Mưu nhận điếu thuốc nhưng lần này gã không hút, nói, bây giờ không phải là lúc nói điều này. Chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách giải quyết vấn đề. Họ Cửu kia không chết, còn ả họ Lệ kia cũng quay về. Nếu chúng ta không nhanh chóng nghĩ cách, người kia sẽ tới tìm chúng ta. Anh cũng đang nghĩ cách, Cửu Trọng Huân nói. Nhưng còn cách nào nữa? Chỉ còn cách duy nhất là chạy trốn. Chạy trốn, Cửu Trọng Mưu kinh hãi nói. Chạy trốn như nào? Nếu như chạy trốn, không phải chứng minh chúng ta thật sự đã ra tay giết chị họ sao? Nếu như vậy chúng ta sẽ bị gia tộc xóa tên, sau này chúng ta không thể nhận được tiền cổ phần. Lúc này mà em còn nghĩ tới tiền cổ phần sao? Cửu Trọng Huân dỡ khóc dỡ cười. Lần này nếu có thể sống sót thì phải cảm ơn trời đất. Cô ta sẽ hạ độc thủ với chúng ta sao? Cửu Trọng Mưu hoảng sợ hỏi. Nếu như cô ta biết chân tướng, nhất định sẽ làm vậy, Cửu Trọng Huân cười nhạt nói. Cho tới tận bây giờ anh vẫn không nghi ngờ cô ta không đủ độc ác. Vậy thì phải làm sao? Chúng ta phải lập tức bỏ trốn. Nếu như có thể chạy trốn, anh đã sớm bỏ chạy rồi, còn chờ tới bây giờ sao? Cửu Trọng Huân nói. Không chạy thoát, Cửu Trọng Mưu đi tới bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, hình như bên ngoài có người, bất kỳ lúc nào cũng có thể vọt vào bên trong. Không cần nhìn, Cửu Trọng Huân mệt mỏi nói. Anh đã cho người thử qua ở bên ngoài. Bọn họ thật sự không thể vào trong này. Từ khi chúng ta vào trong biệt thự này, ngoài cửa đã bị người ta phong tỏa rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cửu Trọng Mưu thật sự lúng túng. Gọi điện thoại cầu cứu bác cả, cầu cứu cha em. Nhất định bọn họ sẽ nghĩ ra cách. Khi Cửu Trọng Mưu nói, gã nhào tới lấy điện thoại di động của mình trên salon, sau đó gọi điện thoại về nhà. Bây giờ không còn có thể che giấu người nhà. Nhất định phải nói cho bọn họ biết chân tướng sự việc sau đó để bọn họ nghĩ cách giải quyết. Cửu Trọng Huân vội vàng chạy tới đoạt điện thoại trong tay Cửu Trọng Mưu mắng, em điên rồi hả? Nếu như nói cho bọn họ biết sự thật, bọn họ sẽ dùng lý do nào để cứu chúng ta? Vậy bây giờ phải làm gì? Anh nói xem chúng ta phải làm gì? Cửu Trọng Mưu hung tợn gào lên. Nhưng thật ra anh có một cách, Cửu Trọng Huân nói. Cách gì? Cửu Trọng Mưu móc từ trong cặp của mình một con dao nhỏ. Y đưa con dao cho Cửu Trọng Mưu nói, cắt anh một đao. Hả? Cửu Trọng Mưu kinh hãi hô lên. Cắt đi, Cửu Trọng Huân thúc giục. Sau đó chúng ta sẽ báo cảnh sát. Chỉ có cách này mới có thể bảo vệ chúng ta. Cửu Trọng Mưu hiểu rõ, gã cầm con dao đâm vào tay Cửu Trọng Huân. Bù! Vết cắt cực kỳ sắc bén, cắt một lỗ rách khá to trên cánh tay Cửu Trọng Huân. Máu tươi chảy tràn, nhanh chóng thấm đẫm quần áo của Cửu Trọng Huân. Cửu Trọng Mưu trả thanh đao cho Cửu Trọng Huân và nói, anh cùng đâm em một đao. Cửu Trọng Huân nhận con dao nhỏ, y cũng nắm con dao nhắm ngay cánh tay Cửu Trọng Mưu. Cửu Trọng Mưu sợ hãi tới mức nhắm nghiền hai mắt, từ nhỏ gã đã sợ đau. Thế nhưng đúng lúc này con dao nhỏ trong tay Cửu Trọng Huân lại thay đổi hướng tấn công, vẻ một đường cong về phía cổ Cửu Trọng Mưu. Bù! Cửu Trọng Mưu không thấy cánh tay đau đớn nhưng ngược lại gã cảm nhận được sự lạnh lẽo ở cổ. Bàn tay gã lần mò, máu tươi chảy thấm đẫm bàn tay gã. Hai mắt Cửu Trọng Mưu mỡ chằm chằm nhìn Cửu Trọng Huân, muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói. Tóm lại một người chết vẫn tốt hơn là cả hai người chết, Cửu Trọng Huân cười độc ác. Người anh em, lần này coi như anh nợ em. Phịch, Cửu Trọng Mưu cực kỳ không cam lòng nhưng thân thể gã không sao được ngã xuống đất. Chương 1413, có cần đưa đi bệnh viện không?